Lúc này, lại không người dám động oai tâm tưởng nhớ, đều tại tận tụy vẽ phù. Bọn hắn là sợ, sợ Triệu Bân không giết hết hưng, lại đem bọn hắn cũng một khối đưa tiến. Trên thực tế, từ La Sát Tiên Vương huy kiếm đến La Sát Tiên Vương táng diệt, Triệu Bân liền mắt cũng không mở, tự đứng ngoài đi xem, giống như là một ngủ người, nhưng càng là như thế, càng cố lực uy hiếp. May mắn không có động thủ, áo tím lão đạo một trận hoảng sợ. Cứ nói đi, tên kia không ngủ, dám có gây rối cử chỉ, sẽ chết rất khó coi. Đại La Thánh Tử chi tàn nhẫn, hắn đoạn đường này nhìn nhiều lắm, lần nào không phải thây chất thành núi. Triệu Bân sợ là thật mệt mỏi, từ ngã lệch ở đó, mấy ngày chưa từng mở mắt. Nhìn hắn màu tóc, đến nay cũng là hoa dâm một mảnh, lại sắc mặt nhiều vẻ già nua. Vận dụng thần minh chi nhãn tai hại, so với hắn trong tưởng tượng càng kinh khủng, dùng càng nhiều, hao tổn tuổi thọ liền càng nhiều, dù là tu vĩnh sinh chi đạo, cũng có chút theo không kịp tiết tấu. Người bình thường thật đúng là dùng không nổi. Lời này, là áo tím lão đạo nói. Hắn nhìn rõ ràng, Triệu Bân mỗi dùng một lần thần minh chi nhãn, thọ nguyên liền hao tổn một lần, càng thuộc gần nhất mấy lần, tuổi thọ hao tổn tốc độ, càng nhanh hơn, đây vẫn là có vĩnh sinh chi đạo chống đỡ điều kiện tiên quyết, nếu là không có vĩnh sinh chống đỡ, sớm nhập thổ vi an. Ngày thứ năm, Triệu Bân mới chậm rãi mở con mắt. Lúc trước diệt một tôn tiên vương, hắn như không có chuyện gì người. Ngược lại là một đám tiên vương, mỗi nơm nớp lo sợ, Triệu Bân bây giờ nói một câu còn tốt, nhưng tiểu tử kia, từ thức tỉnh sau đó, liền ôm một bộ cổ thư nhìn, chỉnh bầu không khí dị thường kiềm chế. Thực sự là thấy qua việc đời, áo tím lão đạo trong lòng thổn thức. Ít nhất, hắn thấy hậu bối nhân trung, không có cái nào có thể cùng vị này so tâm cảnh. Nếu không phải Triệu Bân là vĩnh hằng một mạch truyền thừa, nếu không phải Triệu Bân là Đại La Tiên Tông Thánh Tử, bọn hắn còn có trở thành bạn thân khả năng, đáng tiếc a. Người này cừu ra quá nhiều, không thể thâm giao, thật đợi đến thần giới giải phong, chúng thần hạ tràng, cùng hắn có quan hệ người đều phải gặp họa theo. Nửa tháng sau, Triệu Bân đi ra vực môn. Mới tinh vực, cũng không biết là cái thứ mấy tinh vực. Tiên giới rất mênh mông, trời sao vô ngần, tựa như không có biên giới. Mở. Trong lòng Triệu Bân một quát, lại khai thần minh chi nhãn. Mở mắt trong nháy mắt, hắn tóc dài lại nhiều một tia tơ bạc. Thọ nguyên hao tổn, đã đến một cái rất khủng bố hoàn cảnh, vĩnh hằng chi đạo thọ nguyên khôi phục, đã xa theo không kịp tuổi thọ tiêu hao tốc độ, thậm chí mỗi động một lần, liền già nua một phần. Không có. Ba, năm trong nháy mắt sau, mới ngửi Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Mảnh tinh vực này mặc dù rất lớn, nhưng cũng không thân hữu thân ảnh. Hắn thành thói quen, dù sao, không phải cái nào trở về đều có vận khí tốt. Cuối cùng liếc mắt nhìn, hắn lại quay người vào vực môn. Nhưng, không đợi hắn mở truyền tống, liền nghe sâu trong tinh không truyền đến một lời, Triệu Bân, ta tại thiên khuyết tinh vực chờ ngươi, có người ngươi muốn, quá thời hạn không đợi. Câu nói này, như sinh cánh, truyền khắp toàn bộ tinh không. Vừa mới vào vực môn Triệu Bân, lại đi ra, gắt gao nhìn chằm chằm một phương. Nghe âm sắc. Nên Thái Thượng Thần Tử, lấy một loại đại thần thông, đối với hắn truyền âm. Nghe Thái Thượng Thần Tử lời nói bên trong ý tứ, trong tay đối phương có hắn thân hữu, chính là không biết có mấy cái. Hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở truyền tống. Thiên khuyết tinh vực cũng không xa, ngay tại sát vách. Đừng đi. Áo tím lão đạo nhắc nhở một tiếng, đối phương dám buông lời, nhất định làm vạn toàn chuẩn bị, dẫn Triệu Bân mắc câu, hơn phân nửa có bán thần áp tràng, lại không chỉ một vị. Rõ ràng làm cục, hắn cũng không muốn cùng lấy chịu chết. Triệu Bân không đáp lời nói, đầm rồng hang hổ hắn cũng xông. Là nhà ta thần tử. Kích động nhất, là Thái Thượng Nữ Tiên Vương. Thật muốn con tin đổi con tin, nàng liền phải cứu được. Triệu Bân, ta tại thiên khuyết tinh vực chờ ngươi. Lời này, như có cuồn cuộn không dứt sức mạnh trèo trống, vô hạn vang vọng tinh không. Phàm nghe ngóng giả, đều lông mày cao gầy, Triệu Bân nhưng là một cái danh nhân. Gặp nghe hắn tin tức, cơ bản đều cùng với huyết kiếp, nghiễm nhiên đã ở tinh không giết ra hiển hách hung danh, bình thường tiểu thế lực, cũng không dám dễ dàng trêu chọc, cái này đổ mới mẻ, có người đuổi tới gây chuyện. Có biết là cái nào? Không ít người tụ tập nói thầm. Nghe quen tai, rất nhiều lão bối đều vuốt râu một cái. Đi xem một chút liền biết, vui tham gia náo nhiệt người đã tế vực môn. Tinh không yên lặng, tức thì náo nhiệt. Lấy thượng đế góc nhìn quan sát. Bóng người tụ thành dòng suối, đều tại chiều một phương hội tụ. Chờ đến thiên khuyết tinh vực, chào đón buông lời người, thế nhân thần sắc, đều phá lệ kỳ quái. Ta không nhìn lầm chứ, Thái Thượng Thần Tử. Hắn không phải đã chết rồi sao? Sao còn sống?
Quá nhiều người kinh ngạc, cũng quá nhiều người nhớ lại chuyện cũ. Còn nhớ kỹ trước kia hư ảo bên ngoài thành, Thái Thượng Thần Tử bị đạp độ kiếp. Đến, Thái Thượng Thần Tử bị đồ diệt. Đêm đó, rất nhiều người cũng là tại chỗ. Bây giờ gặp lại Thái Thượng Thần Tử, sao có thể không kinh dị? Trước kia cái kia không phải bản tôn. Hẳn là hắn một tôn hóa thân. Bây giờ cái này, là bản tôn vẫn là hóa thân. Chỗ nhiều người, lúc nào cũng không thể thiếu nghị luận, thậm chí một cái khác nhân vật chính còn chưa tới, díu dít thủy triều, liền đã vét sạch vùng tinh không này, cũng đang bởi vì Triệu Bân còn chưa đi tới, thế nhân ánh mắt mới phá lệ chỉnh tề, đều tụ ở Thái Thượng Thần Tử bên kia. Muốn nói Thái Thượng Thần Tử, thật sự nhàn nhã, tại tinh không dựng một tòa nguy nga đài cao, trên đài bày một cái giường nằm, mà hắn liền thích ý nằm nghiêng ở phía trên, đối với tứ phương ánh mắt, toàn bộ đều coi thường, chỉ khóe miệng hơi vểnh, lại khi thì bộc lộ hí ngược ngoạn vị cười. Trừ hắn, trên đài cao còn có một người. Đó là một cái nữ tử, một cái bị phong cấm nữ tử. Nàng đang ngủ say trạng thái, có lẽ là khoảng cách quá xa xôi, thế nhân thấy không rõ nàng tôn dung, chỉ biết đó là Triệu Bân thân hữu. Bây giờ, bị xem như một con tin, hấp dẫn Triệu Bân đến đây. Cho nên nói, cái này Thái Thượng Thần Tử có phải hay không bản tôn, cũng không đáng kể. Tên kia đã dám buông lời, nhất định đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Điểm này, đạo hạnh cao thâm lão bối đã có phát giác, đừng nhìn tinh không gió êm sóng lặng, kỳ thực ngầm càn khôn, khắc quá nhiều cấm chế, cũng ẩn giấu quá nhiều cường giả, tiên vương nhất định không thiếu, bán thần nhất định cũng không ít, rất rõ ràng làm cục. Muốn tới một cái bắt rùa trong hũ. Đào hố như vậy, Triệu Bân sợ là sẽ không tới. Cũng không hẳn dễ nói, cái kia hàng nhưng là một cái điên rồ. Tiếng nghị luận chưa đứt tuyệt, thế nhân đã dọn xong tư thái nhìn vở kịch. Đề cập tới Đại La Thánh Tử, đây tuyệt đối là vở kịch. Bằng không thì, cũng có lỗi với Thái Thượng Thần Tử bày chiến trận. Nói đến Triệu Bân, bây giờ đã đi ra vực môn, đã buông xuống Thiên Khuyết Tinh Vực. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn mở thần minh chi nhãn, nhìn lén vùng tinh không này. Nhìn qua, đích thật là Thái Thượng Thần Tử. Nhìn qua, cũng đích xác là thân hữu của hắn. Không xương. Triệu Bân một tiếng này, khàn khàn không chịu nổi. Không tệ, đó là Sở Vô Xương, 100 năm trước bởi vì cứu hắn, chôn ở ma vực, đủ dùng 100 năm dưỡng hồn, mới trở lại thế gian, chưa từng nghĩ sau khi phi thăng, lại bị Thái Thượng Thần Tử nắm. Không chết không thôi. Triệu Bân lại vào vực môn, thẳng đến phương kia truyền tống. Hắn trầm mặc, cất giấu sát ý ngập trời, toàn bộ vực môn thông đạo, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, kết thành hàn băng, chớ nói chúng tiên vương, ngay cả áo tím đạo nhân đều run sợ. Khẩn trương nhất, bất quá Thái Thượng Nữ Tiên Vương. Nàng có thể hay không sống sót trở về, toàn ở hôm nay. Triệu Bân giữ im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vùng tinh không kia nhìn. Hắn có thể trông thấy Sở Vô Xương. Có thể trông thấy Thái Thượng Thần Tử, có thể trông thấy như nước thủy triều như biển quần chúng, cũng có thể trông thấy âm thầm càn khôn, không gian đã bị phong cấm, lại ẩn giấu rất nhiều cường giả. Vĩnh Hằng Giới bên trong, Tiểu Kỳ Lân đang đặt cái kia đào mộ phần. Ma Vương cũng là phiền muộn, nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân lúc, cả người cũng không tốt, thánh thú không phải cẩu, nhưng hàng này thật sự cẩu a. Đều nhập thổ vi an, thật không ngại đào mộ phần. Có người gây chuyện. Tiểu Kỳ Lân gào rít. Trình bày chính là câu nói này. Gây chuyện thì làm thôi. Ma Vương leo ra ngoài ngôi mộ, hung hăng đập trên thân bùn đất, theo con mắt còn liếc mắt nhìn Triệu Bân, tiểu tử này thời khắc này thần thái, cũng không thế nào dễ nhìn. Không cần đến hỏi, lại có người sờ hắn nghịch lân. Hơn nữa, đối phương còn bày không nhỏ chiến trận. Nếu không phải như thế, tiểu nhị này a cũng sẽ không đào hắn mộ phần. Lại nhìn lão phu nghịch chuyển càn khôn. Ma Vương sửa sang lại cổ áo. Bức cách trong nháy mắt viên mãn. Chiến năm cặn bã thế nào, lão tử đa tài đa nghệ vạn sự thông. Triệu Bân, ta tại Thiên Khuyết Tinh Vực chờ ngươi. Cùng với bực này lời nói, càng ngày càng nhiều vực môn, tại tinh không chống ra. Xong việc, thì thấy trong vực môn có mảng lớn người đi ra, dĩ nhiên không phải tới du lịch ngắm cảnh, mà là đến xem vở kịch, nhìn một mảnh kia phiến biển người, đều biết một màu quần chúng. Nói thực ra, ta xem hắn liền nghĩ xuê. Thái Thượng Tông người. Không có một cái là hảo điều. Nói nhỏ chút, chớ để cho cái kia hàng nghe thấy được. Hôm nay là cái cảnh tượng hoành tráng, nhiều người, nhân tài cũng nhiều. Vở kịch còn chưa bắt đầu diễn, liền có không ít người tụ tập ân cần thăm hỏi Thái Thượng Thần Tử. Thái Thượng Tông đi, thần minh truyền thừa đi, có vẻ như chưa từng làm chuyện tốt, bị khi phụ qua người, mắng hai câu cũng tình có thể hiểu,
đều len lén mắng, bị hắn nghe thấy hạ chàng rất thê thảm. Tới. Không biết ai hô to một tiếng, trêu đến toàn trường người trách mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một tòa vực môn trống ra, thì thấy một người đi ra. Chính là Đại La Thánh Tử, thể phách trầm trọng, từng bước một đều đạp tinh không chấn động. Thế nhân rất thông minh, rất ăn ý tránh ra một con đường, có lẽ là bởi vì Triệu Bân sát khí quá mạnh, còn không tự giác nhiều lui một bước, quỷ hiểu được này hàng, một đường giết bao nhiêu người. Triệu Bân, ta chờ ngươi đã lâu, Thái Thượng Thần Tử yếu ớt nở nụ cười. Hiếm thấy ngươi như thế nhớ thương ta, Triệu Bân cái này một lời không vui cũng không lo. Nhưng, thế nhân đều biết, người nào đó càng là trầm mặc, liền càng đáng sợ, tựa như một tôn ngủ say vạn năm hồng hoang mãnh thú, sắp thức tỉnh, hắn như bộc phát, nhất định là núi thây biển máu. Ta chuẩn bị phần đại lễ này, còn ưa thích, Thái Thượng Thần Tử cười nhìn Triệu Bân. Đến mà không trả phi lễ vậy, ta cũng cho ngươi mang hộ tới một cái. Triệu Bân một bước định thân. Sau đó, thì thấy Thái Thượng Nữ Tiên Vương bị thả ra. Trên tay đều có con tin, hắn không ngại đổi một cái. Thật muốn khai chiến, cũng phải trước tiên đem Sở Vô Xương cứu lại nói. Cái kia hàng ngược lại cũng không ngốc. Còn biết bắt người chất. Tiên Vương đổi tiên nhân, không lỗ vốn. Mắt thấy Thái Thượng Nữ Tiên Vương, quần chúng lại một hồi líu díu. Đại La Thánh Tử không phải không có đầu óc người, cũng là có chuẩn bị mà đến. Thần tử, cứu ta. Thái Thượng Nữ Tiên Vương một tiếng kêu gọi. Triệu Bân, người được lắm đấy. Thái Thượng Thần Tử u cười, đối với Thái Thượng Nữ Tiên Vương kêu gọi, không nhìn thẳng, chỉ nhìn Triệu Bân, trêu tức ngoạn vị cười, còn cất giấu một cỗ tà mị. Con tin đổi con tin, nên hợp lý. Triệu Bân nhạt đạo. Người thật sự cho rằng ta Thái Thượng một mạch, thiếu nàng một cái Tiên Vương. Thái Thượng Thần Tử khóe miệng hơi vểnh. Thần tử, ngươi, bên trên một cái chớp mắt còn con mắt chứa khao khát Thái Thượng Nữ Tiên Vương. Một cái chớp mắt này, đã là dung mạo biến sắc, tung đầu óc lại không tốt làm cho, cũng có thể nghe ra thần tử lời nói bên trong ngụ ý, rõ ràng không định cứu nàng, lại càng không nguyện cầm một cái tiểu tiên nhân, để đổi mệnh của nàng. Phế vật như vậy, cần ngươi làm gì, Thái Thượng Thần Tử một lời cô quạnh. Hắn cái này một lời không sao, rơi vào quần chúng trong tai, cũng chỉ còn lại một câu CMN. Tốt xấu là người trong nhà A, lãng là lãng một chút, nhưng dù sao cũng là một tôn tiên vương A. Hơn nữa còn là một tôn đỉnh phong tiên vương, nói không cần là không cần. Cầm một cái tiểu tiên nhân đổi một tôn đỉnh phong tiên vương, không lỗ vốn A. Bây giờ Thái Thượng Tông như thế niệu tính sao? Ngay cả thế nhân đều như vậy, càng chớ nói Thái Thượng Nữ Tiên Vương, gương mặt đã trắng bệch không huyết sắc, thần thái cũng là trước nay chưa có khó có thể tin. Đúng, nàng là phóng đãng, nhưng nàng từ đầu đến cuối, cũng không quá khứ thân phận của mình, cũng chưa từng quên mất. Chính mình là Thái Thượng Tông người, đã bao nhiêu năm? Không có công lao cũng có khổ lao, lại chỉ rơi vào một cái phế vật. Nàng khóc, hai mắt đẫm lệ, lệ rơi đầy mặt. Trước kia nàng bị mạnh, bạo lúc, đều không ủy khuất như vậy qua. Triệu Bân hơi nhíu mày, đây là hắn không ngờ đến, nghiêm trọng đánh giá thấp Thái Thượng Thần Tử tàn nhẫn, đường đường một tôn đỉnh phong tiên vương, lại như vậy liền bỏ, liền không sợ người trong nhà thất vọng đau khổ. Triệu Bân, người đến nay vẫn là chuẩn tiên vương, nhưng có nghĩ tới nguyên nhân. Thái Thượng Thần Tử cuối cùng là đứng lên, từng bước một đi xuống bậc thang, cười bên trong càng nhiều tà mị, cũng nhiều hơn trêu tức, bởi vì ngươi không đủ hung ác, bởi vì ngươi không bỏ xuống được phàm trần việc vặt, ta lại khác biệt, ta có một khỏa băng lãnh tâm, ta vô tình, chống lên vạn cổ bêu danh. Lời này, chợt nghe xong tựa như không có tâm bệnh. Thế nhân âm thầm nhiều nói thầm, trầm mặc giả cũng không thiếu. Cường giả vi tôn thế giới, quá nhiều máu rầm rề lịch sử, cho dù là cao cao tại Thượng Thần. Cũng có rất nhiều bọn hắn nhìn như nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, sát tử chứng đạo, giết vợ chứng đạo, giã sử bên trong có thể tìm ra một cái sọt, vì cái gì xương giã sử, chỉ vì chân chính lịch sử, là người thắng viết lên, giết vợ con thì sao, hậu thế chỉ có thể nhớ kỹ thần minh. Thần minh còn như vậy, người hậu thế, vì đi không thể làm chuyện thất đức. Tưởng tượng như vậy, Thái Thượng Thần Tử vứt bỏ người trong nhà, giống như cũng hợp tình hợp lý. Cái kia hàng đi chính là vô tình lộ, hung ác đến cực hạn. Chưa chắc không phải một loại đạo. Thụ giáo, Triệu Bân một lời bình bình đạm đạm. Trên tay hắn cũng dính đầy máu tươi, dưới chân cũng dẫm đầy xương khô, cùng sát nhân cuồng ma phóng một khối so sánh, nửa cân bất quá tám lượng, nhưng hắn chưa bao giờ quá khứ sơ tâm, phàm trần việc vặt cũng tốt, nhân thế tạp niệm cũng được, dám động hắn thân hữu, liền không chết không thôi. Vì thế, hắn cũng chống lên cái kia vạn cổ bêu danh. Quỳ xuống cầu ta, ta liền buông tha hắn. Thái Thượng Thần Tử u cười, rút kiếm đi lên tế đàn.
kiếm của hắn, đặt ở Sở Vô Xương đầu vai, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, chính là một đời giai nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Hắn thấy, cái này tiểu tiên nhân, so với nhà hắn nữ tiên vương càng có giá trị, người này nơi tay, không sợ Triệu Bân không đi vào khuôn phép, đây cũng là mục đích của hắn. Tu Vô Tình nói, vì đạt được mục đích, chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn không quan tâm quá trình, chỉ cần một cái kết quả, đây cũng là hắn đạo. Danh tiếng đáng giá mấy đồng tiền, đợi hắn bước lên đỉnh cao, đợi hắn nghịch thiên phong thần, lịch sử chính là từ hắn viết, núi thây, huyết hải, chẳng qua là hắn trên con đường tu đạo bàn đạp. Quỳ xuống, cầu ta. Thái thượng thần tử mà nói, như tự lạc ấn, khác ở vùng tinh không này. Thế nhân đều nghe rõ ràng, cũng là vô cùng tới tinh thần, Đại La Thánh tử có chuẩn bị mà đến, nhưng hắn có vẻ như kém một nước, người thái thượng thần tử căn bản không tiếp gốc dạ, không cầm tiên nhân đổi tiên vương, một cái không quan tâm người trong nhà, một cái quan tâm thế gian bạn cũ, không phải liền bị động sao. Chuyện này liền chán ghét. Khách xem ánh mắt, đều tụ ở Triệu Bân bên kia. Theo bọn hắn suy nghĩ, cho dù Triệu Bân quỳ, thái thượng thần tử cũng không khả năng dễ dàng thả người, người trong nhà chết sống cũng không để ý, còn trông cậy vào hắn cần thể diện. Còn trông cậy vào hắn giảng võ đức. Hôm nay, ngươi nếu có thể chạy thoát, ta liền tiễn đưa ngươi một hồi nghịch thiên đại tạo hóa. Cái này một lời, xuất từ thái thượng nữ tiên vương, cái này một lời, là nàng đối với Triệu Bân nói, trên mặt nàng lại không nước mắt, khóe mắt cũng lại không nước mắt, có chỉ là thù cùng hận. Triệu Bân không đáp lời nói, phất tay áo thu hồi thái thượng nữ tiên vương. Không quan trọng tạo không tạo hóa, hắn bây giờ, chỉ muốn cứu Sở Vô Xương. Như thế nào, nghĩ như vậy để cho nàng chết. Gặp Triệu Bân không có cần quỷ ý tứ, thái thượng thần tử cười, nhiều vẻ hung tàn, vốn là thanh minh con mắt, cũng bịt kín một tầng huyết sắc. Đáp lại hắn, lại là một tiếng oanh minh. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, trên tế đàn liền nhiều một người. Đó là một cái giơ đao thanh niên, cẩn thận một nhìn, càng là Triệu Bân. Chính xác nói, là Triệu Bân bản tôn, là từ không gian hắc động tới. Hắn mặc dù không thể tùy ý xuất nhập hắc động, nhưng mà thần minh pháp tắc có thể. Hắn mặc dù không nhìn thấy được hắc động, nhưng ma vương có thể cho hắn xác định phương vị. Cái này, chính là hắn hậu chiêu cùng tính toán. Đến nỗi lúc trước cùng thái thượng thần tử đối thoại, bất quá là hắn một cái hóa thân. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, phòng ấn Sở Vô Xương tế đàn, bị hắn một cước dẫm sập. Có lẽ là chấn động quá lớn, không phòng bị chút nào thái thượng thần tử, tại chỗ bị chấn lật ra đi. Không đợi hắn đứng vững, Triệu Bân đã đem Sở Vô Xương đưa vào vĩnh hằng giới. Đây hết thảy đều tại trong nháy mắt ngắn ngủi, thái thượng thần tử không có phản ứng kịp, giấu tại chỗ tối cường giả, không có phản ứng kịp, bên ngoài sân quần chúng, cũng giống vậy không có phản ứng kịp. Chờ mây khói tán đi, vùng tinh không kia chỉ còn dư Triệu Bân một người, giơ đao mà đứng. Mà hắn hóa thân, thì dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà thái thượng nữ tiên vương, thì bị đưa vào không gian tùy thân, phân thân có thể làm được chuyện, hóa thân một dạng có thể làm được, những thứ này, cũng là sớm kế hoạch tốt, trong khoảnh khắc một mạch mà thành. Ma cao một thước, đạo cao một trượng A. Phản ứng lại thế nhân, thổn thức không thôi. Vốn cho rằng, Triệu Bân sẽ rất bị động, kết quả là, hắn còn có sâu hơn chủ tính, cứ thế ở dưới con mắt mọi người, cứu đi nữ tử kia, nửa điểm dư thừa động tác cũng không có, gọn gàng mà linh hoạt. Hắn từ đâu ra, không ít người nghi hoặc. Tám thành là hắc động, lão bố nhóm trầm ngâm nói. Bọn hắn cũng không xác định, như vậy cái người sống sờ sờ, vèo một tiếng liền đi ra, hoặc là đối không gian có tuyệt đối trưởng khống, hoặc là ám độ trần thương. Theo bọn hắn nghĩ, thứ hai cái có thể càng đáng tin. Chỉ vì, tòa kia chung quanh tế đàn không gian, đã bị giam cầm, đó là bán thần cấp cấm chế, lấy Triệu Bân đạo hạnh cùng đối không gian lĩnh hội, tuyệt đối không thể lén qua. Chính xác tính sai, giấu tại âm thầm cường giả, đều lạnh lùng một tiếng. Không tệ, là bọn hắn giam cầm không gian, hơn nữa, còn ra chỉ bán thần cấp pháp tắc cùng bí văn, thành kinh khủng cấm chế, tuyệt không gian lộ, không ngờ, Triệu Bân từ hắc động đi ra. Tầm mắt là cái thứ tốt, ho khan người có rất nhiều. Tới nhiều cường giả như vậy, cứ thế không một người nhìn ra lúc trước cái kia là hóa thân. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Đại La Tiên Tông cũng là thần minh truyền thừa, nhà hắn che lấp chi pháp, không giống như Thái Thượng Tông yếu, không lộ hơi thở, thật đúng là khó nhìn ra. Đương nhiên, lấy ma vương góc nhìn đến xem, Triệu Bân dùng cũng không chỉ là Tiên Tông che lấp chi pháp, còn có đạo gia, cũng chính là thiên cơ chi lực,
liền hắn thấy đều chưa hẳn có thể nhìn ra, càng không nói đến những cái này gà mờ bán thần. Thần minh chi nhãn, cũng là đồ tốt, Ma Vương ngữ trọng tâm trường nói. Triệu Bân có này mắt, chính là biết người biết ta, sớm đến phía trước, đã thấy rõ, âm thầm giấu bao nhiêu, khắc bao nhiêu cấm chế, hắn đều môn xong. Triệu Bân, thật sự coi thường ngươi. Bị đánh bay thái thượng thần tử, rút kiếm định thân, mặt mũi tràn đầy u cười. Xem thường ta, đại giới rất khốc liệt. Triệu Bân màu tóc thay đổi, thiên sát màu trắng, ma đạo huyết sắc, vĩnh hằng tuyệt cảnh kim sắc, hoàn toàn như trước đây ảo thuật, chiến lực cùng khí thế, đều tại một đường kéo lên, Sở Vô Xương mặc dù cứu được, nhưng sự tình không xong, hắn phải tính toán tổng nợ. Thật sự cho rằng cứu được nàng, nàng liền có mạng sống. Thái thượng thần tử cười dữ tợn đáng sợ. Dứt lời, thì thấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một cái bạo chữ, uống bá khí ầm ầm. Rất rõ ràng, hắn tại trên thân Sở Vô Xương động tay động chân, chỉ cần hắn một cái tâm niệm, liền có thể muốn đối phương mệnh, mà bực này bí pháp, có thể không xem vĩnh hằng giới bình phong che chở cách trở. Bảo em gái ngươi, Ma Vương cái này mắng một cái, cũng là rất bá khí. Hắn nhiều cơ trí, tại Sở Vô Xương được thu vào vĩnh hằng giới một chớp mắt kia, liền đã đem nhuốm máu đèn đồng, dung nhập trong cơ thể, sáng chói đèn đuốc, lấy lồng mộ toàn thân, vĩnh hằng giới không phòng được bí pháp, đèn đuốc quang phòng được. Phía trên này, thế nhưng là nhuộm thần minh huyết. Có thể phòng thủ, tại chỗ Thái Thượng Nữ Tiên Vương, khó có thể tin. Thái Thượng Tông bí pháp, nàng lại quá là rõ ràng, cái này nho nhỏ một chiếc đèn, vậy mà nhẹ nhõm hóa giải. Quả nhiên là liên sinh chú, Ma Vương hai mắt híp lại, có thể một mắt xem thấu Sở Vô Xương nguyên thần, có như vậy một đạo chú ấn, đang lóe lên tia sáng, cái này chú ấn, cũng không là bình thường ác tâm, cùng hắn sinh tử ấn, có dị khúc đồng công chi diệu. Còn tốt, hắn qua lại huyết đồng đèn, làm cưỡng ép ngăn cách. Bằng không thì, tiểu nữ oa này chắc chắn phải chết. Ngươi, đàng hoàng một chút, Ma Vương liếc mắt nhìn Thái Thượng Nữ Tiên Vương, liền sợ này nương môn nhi, đột nhiên từ phía sau lưng đâm hắn một đao. Không sợ ngươi. Thái Thượng Nữ Tiên Vương quay lưng lại, mặt xám như cho, Thái Thượng Thần Tử đều đem nàng gọi phế vật, đều đem nàng ném đi mất, bọn hắn liền không còn là người một đường, nào còn có giúp đối phương đạo lý. Đương nhiên, nàng cũng sợ, sợ Triệu Bân cũng cho nàng mang đến bạo chữ. Sinh tử ấn một khi mở ra, nàng sẽ trong nháy mắt táng diệt. Nàng không giống như Ma Vương, nàng nhưng không có nhuốm máu đèn đồng làm ngăn cách. Oanh, phanh, vĩnh hằng giới bình tĩnh, ngoại giới tinh không lại oanh thanh chấn thiên. Như Triệu Bân nói tới, sự tình không xong. Con tin chuyện đã bỏ qua, tiếp xuống mới là vở kịch. Vòng nhìn tinh không, bốn phương tám hướng đều có bóng người đi ra. Đỉnh Phong Tiên Vương vừa nắm một bó to, khí thế liền cùng một chỗ, nghiền tinh không oanh động, sấm chớp liên miên nổ tung. So sánh Tiên Vương, nổi bật nhất vẫn là bán thần, Đông Nam Tây Bắc tất cả hai tôn, tựa như tinh thần, tia sáng chiếu rọi tứ phương, hủy thiên diệt địa dị tượng, một bộ tiếp một bộ diễn hóa. Thật là lớn chiến trận a. Thế nhân gặp chi, tâm linh lại run lên. Nhiều như vậy Tiên Vương, còn có tám tôn bán thần, bực nào đội hình a. Cái này cũng là Thái Thượng Tông bán thần. Bằng không thì ngươi cho rằng, thần minh truyền thừa là bầy nhìn. Tông thần minh truyền thừa, nhưng cái này bán thần cấp cũng quá là nhiều điểm a. Thần giới sắp giải phong, càn khôn áp chế suy yếu, tiến giai dễ dàng không thiếu, nhiều mấy tôn bán thần, cũng không kỳ quái. Tinh không mênh mông, rất nhiều âm thanh ồn ào, thổn thức, chặt lưỡi, kinh ngạc. Đủ loại ngữ khí, tại biển người trong biển người, đủ loại diễn dịch, lại vừa nói. Một bên tập thể lui lại, miễn cho bị dư ba. Vở kịch màn che đã kéo ra. Kế tiếp, mới thật sự là huyết chiến. Triệu Bân, chiến trận này còn ưa thích. Thái Thượng Thần Tử khoan thai mà đứng, Tà Mị Thần Thái phối hợp ma tính lời nói, càng nhiều một vòng quỷ quyệt, ít nhất tại thế nhân xem ra, hắn giờ phút này, giống một cái âm trầm ác quỷ. Tám tôn bán thần, trăm vị tiên vương, thật đúng là để mắt ta. Triệu Bân thản nhiên nói. Hắn là bình tĩnh không lay động. Nhưng bên ngoài sân quần chúng, tâm linh lại tại run lên. Cứ nói đi, Thái Thượng Thần Tử bày một hồi tử cục. Lớn như vậy chiến trận, đủ có thể quét ngang bất luận cái gì một mạch không phải thần minh truyền thừa thánh địa. Bây giờ, càng là vì một cái chuẩn tiên vương, nhìn chung sử sách, cũng không có này tiền lệ, không phải liền rất để mắt Đại La Thánh Tử sao. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Thái Thượng Tông Đệ Nhất Bán Thần lạnh lùng nói. Dứt lời, thì thấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết. Như hắn, Thái Thượng Tông trăm vị tiên vương cùng mặt khác bảy tôn bán thần, cũng kết động đồng dạng ấn quyết, hào quang sáng chói,
tại cùng một trong nháy mắt nở rộ, một đạo tiếp một đạo vọt lên tận trời. Oanh! Tinh không kịch liệt lắc lư, một tòa cổ trận hùng vĩ, ầm vang chống ra. Mà tám tôn bán thần cùng trăm vị tiên vương, đều là này đại trận trận cước. Đến nỗi Triệu Bân, tất nhiên là bị vây ở trong trận. Hắn vẫn như cũ không buồn không vui, cũng không phải là sớm đã có giác ngộ, mà là tại trước kia liền đã trông thấy, thần minh chi nhãn chính là thượng đế góc nhìn, vùng tinh không này càn khôn, hắn là thu hết vào mắt. Trời ạ, diệt thần đại trận. Bên ngoài sân nhiều kinh ngạc, càng thuộc lão bối gào to vang dội nhất. Không trách bọn hắn như thế, chỉ vì trận này uy danh quá thịnh, cũng là hung danh hiển hách, hắn diệt thần hai chữ, cũng không phải trắng treo, bởi vì bực này trận pháp, thật đồ diệt qua thần minh. Phanh! Thế nhân kinh ngạc lúc, tinh không lại là một tiếng ầm ầm. Tất cả mọi người đều lui một bước, lại đều xuống ý thức ngửa ra con mắt, tòa cổ trận này thái hạo lớn, gần như bao trùm vùng tinh không kia, mỗi một đạo trận văn, cũng như một đạo bất diệt lạc ấn. Toàn bộ đại trận đều được hủy thiên diệt địa màu sắc, liền càn khôn đều chắc chắn cách. Tử cục, thân ở Triệu Bân vĩnh hằng giới thái thượng nữ tiên vương, gương mặt trắng bệch không huyết sắc. Nàng là thái thượng tông người, tự hiểu trận này khủng bố, chứ nói Triệu Bân một cái nho nhỏ chuẩn tiên vương, cho dù là một tôn thần minh bị vây ở trong đó, không chết cũng phải ném nửa cái mạng, bởi vì trận này một khi mở ra, liền không bỏ chạy khả năng, bởi vì trận này phong không chỉ là không gian. Còn có vùng tinh không này càn khôn, dù là Triệu Bân có thần minh pháp tắc, cũng vào không được không gian hắc động. Nàng nói không giả, Triệu Bân cũng lòng dạ biết rõ. Từ hắn bản tôn buông xuống vùng tinh không này một chớp mắt kia, bỏ chạy chạy trốn lộ liền đoạn mất, hắn có thể từ hắc động đi ra, lại không thể từ cái này về lại hắc động, bởi vì về không ở giữa hắc động lộ, cũng là cắt, đây cũng là diệt thần cấp cấm chế. Chính là như vậy kinh khủng. Đánh, nện chết hắn, ma vương một tiếng gào to. Đúng, đánh, nện chết hắn, Triệu Bân chính là nghĩ như vậy. Bỏ chạy lộ là cắt, bất quá phá trận lộ, lại là mở. Hắn có thần minh chi nhãn, ma vương có thần minh ký ức, hai người bọn họ hợp nhất khối, đó chính là cái hố, không sứt mẻ diệt thần đại trận, tất nhiên là không có gì sinh lộ, nhưng tòa này cũng không phải là hoàn chỉnh. Này một ván, nhất định là ta thắng. Thái thượng thần tử cười, rất nhiều trương cuồng cùng bạo ngược. Cũng đúng. Hắn thấy, đã là tình thế chắc chắn phải chết, cười một cái không quá phận. Cũng không hẳn dễ nói. Triệu Bân tay cầm kim đao, đạp không mà đi. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thái thượng thần tử khóe miệng hơi vểnh, sau đó liền ra lệnh, cho ta bắt sống. Không cần hắn nói nhảm, thái thượng đệ nhất bán thần cũng đã biến động thủ quyết. Ngừng lại, diệt thần đại trận vận chuyển, toàn bộ tinh không đều bởi vì điên đảo. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, thông suốt thay đổi phương hướng. Mỗi một bước đều tinh chuẩn dẫm ở trên trận văn, không phải hoàn chỉnh diệt thần đại trận, luôn có như vậy mấy cái sơ hở, là tử cục sinh lộ. Hảo tiểu tử, đệ nhất bán thần cười lạnh, ấn quyết lại biến. Hắn đến làm cho Triệu Bân ăn chút đau khổ, bằng không thì tên kia không đứng đắn. Theo hắn ấn quyết dừng lại, diệt thần đại trận ánh lửa trùng tiêu, cùng với lôi minh sấm sét thành biển lửa. Triệu Bân con người sâu thẳm, lại một lần biến phương hướng, lại bước chân tinh chuẩn, chuyên dẫm đại trận sơ hở. Hắn cái này như đi bộ nhàn nhã, thế nhân cũng rất lúng túng. Bởi vì trong trận biển lửa, chưa có người có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng. Loại này quang cảnh, chắc là có thể đột nhiên để người sinh ra một loại làm thơ ý cảnh, a, à, biển cả a. À. Cũng là thủy. Lạnh quá a. À. Lời này, xuất từ thái thượng nữ tiên vương. Đừng nhìn trong trận là biển lửa, nhưng khí tức lại là băng lãnh cô quạnh, cho dù có vĩnh hằng giới che chắn cách trở. Cũng không đổi được như đọa hầm băng cảm giác, đó là hủy diệt sát ý. Đi hai bước, lại đi hai bước. Ngừng, rẽ trái. Đi càn vị đạo kia trận văn. Ma vương như người nói nhiều, nghiên cứu liên sinh chú lúc, vẫn không quên lải nhải. Trên thực tế, hắn là tại chỉ dẫn Triệu Bân phá trận, cũng không thể mù đi, dù là đi nhầm nửa bước, cũng sẽ là vực sâu vạn trượng. Tiền bối hiểu diệt thần đại trận, thái thượng nữ tiên vương tính thăm dò đạo. Hiểu sơ, ma vương một lời thâm trầm, giải rác hai chữ, lại là bức cách dần dần đầy. Người nói vô tâm, người nghe có ý, thái thượng nữ tiên vương thần sắc, đã có thể sử dụng sùng bái để hình dung, không hổ là xuất từ ma thần ngoan nhân, chiến lực mặc dù cặn bã, nhưng lại kiến thức rộng rãi. Lúc này mới cái nào đến cái nào, ma vương thần thái, rất tốt trình bày câu nói này. Diệt thần đại trận đi, sớm tại trước kia, liền đã bị nguyệt thần nghiên cứu cái thông thấu. Nhà hắn bản tôn thế nhưng là đi theo nguyệt thần lẫn vào, sao có thể không học một chút môn môn đạo đạo lạc. Thật vừa đúng lúc,
đoạn ký ức kia bị hắn hoàn mỹ kế thừa. Không có Khoan Kim Cương, hắn cũng không dám ôm đồ sứ này việc a. Có hy vọng, Thái Thượng Nữ Tiên Vương ảm đạm con mắt, có lóe lên ánh sáng. Có lẽ là có chạy đầu, có sống hy vọng, nàng tiến tới Ma Vương bên kia, ta tới. Ngươi có thể phá cái này liên sinh chú. Ma Vương chọn lấy lông mày. Hiểu sơ, Thái Thượng Nữ Tiên Vương cũng là trang bức con buôn. Dưới tình huống bình thường, nàng tự phá không được. Bây giờ khác biệt, nhuốm máu đèn đồng ngăn cách chú ấn. Đừng mù hồ nháo. Ma Vương cảnh cáo một tiếng, chuyên tâm nhìn ngoại giới. Có hắn chỉ dẫn, cái kia họ Triệu nhân tài, giống như là một cái ở trong trận du lịch ngắm cảnh người rảnh rỗi. Hắn hiểu diệt thần đại trận, Thái Thượng Đệ Nhất Bán Thần lẩm bẩm ngữ. Khác bảy tôn bán thần, cũng là như vậy tâm cảnh, bởi vì cái kia hàng đi mỗi một bước, đều vừa đúng, nếu không phải thông hiểu diệt thần trận pháp, cũng không kéo ra như vậy tao khí chạy trốn. Rất tốt. Thái Thượng Thần Tử cười, ánh mắt cực nóng. Hắn bản ngấp nghé Triệu Bân huyết thống, hiện bây giờ, đối với Triệu Bân cảm ngộ, cũng nhắc lên hứng thú nồng hậu, liền hắn đều không hiểu diệt thần đại trận, một cái ngoại tông người, lại trong trận đi dạo, quả thực vượt qua hắn đoán trước. Các vị các lão, Mạc Tái lưu thủ, nhanh chóng bắt. Thái Thượng Thần Tử thúc giục một tiếng, đã ép không được phấn khởi nỗi lòng, mà trong mắt của hắn Triệu Bân, nghiễm nhiên đã thành một tòa bảo tàng, huyết mạch lại là hắn lớn cơ duyên, hắn ký ức cùng cảm ngộ, cũng sẽ là hắn nghịch thiên tạo hóa. Một câu nói, Triệu Bân toàn bộ hết thảy, cũng sẽ là hắn. Biến trận, Thái Thượng Đệ Nhất Bán Thần một tiếng lạnh quát, ấn quyết lại biến. Tùy theo, thì thấy trong trận biển lửa trừ khử, thành một mảnh phong cấm lôi hải. Hắn chưa xuống tử thủ, cũng không nỡ lòng bỏ hạ tử thủ, thần tử muốn nhìn Triệu Bân bí mật, hắn sao lại không phải. Như vậy vấn đề, hắn như hạ tử thủ, có thể hay không diệt Triệu Bân? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, không chỉ Triệu Bân, ngay cả Ma Vương cũng không chất vấn. Tốt xấu là một tòa diệt thần đại trận, tung tàn phá, cũng giết thương lực vô tận. Hai người sở dĩ như vậy bình tĩnh, chẳng qua là rất tốt gây khó dễ tâm lý đối phương, chắc chắn đối phương sẽ không hạ tử thủ, dù sao vĩnh hằng thể chỉ một đầu, diệt nhưng là không còn. Ở trước quỷ môn quan tản bộ, đây cũng là Triệu Bân thời khắc này tình cảnh. Không vội, hắn còn có hậu chiêu, thời cơ chín muồi, liền có thể nhất cử phá trận. Không nhìn thấy cái nào. Bên ngoài sân thế nhân, đều vô tận thị lực. Trong trận biển lửa đã biến thành lôi hải, khoảng hai người bọn hắn mắt nổi đom đóm. Rõ ràng muốn bắt sống. Không thiếu lão bối tụ tập, tập thể nói một câu nói nhảm. Thái Thượng Tông đến nay đều không xuống tử thủ, tất nhiên là phải bắt sống, nhưng bọn hắn rất khó hiểu, lấy Triệu Bân đạo hạnh, có thể chống đỡ lâu như vậy, chỉnh diệt thần đại trận như trò đùa. Ngừng. Không biết cái nào một cái chớp mắt, Ma Vương một tiếng truyền âm. Triệu Bân đột nhiên định thân, như một tòa tấm bia to, đứng ở trong biển lôi. Đi tới nơi đây, ngừng cùng không ngừng đã không phải hắn có thể chi phối, cả người cũng như lâm vào vũng bùn, lại khó di chuyển, đáng sợ áp lực cùng gò bó, đã đem hắn triệt để giam cầm. Đi, sao không đi, Thái Thượng Thần Tử trêu tức nở nụ cười. Mệt mỏi, nghỉ một lát, Triệu Bân lời kịch, Ma Vương thay hắn nói. Thời cơ đã thành quen, còn đi cõng lông, ở đây, chính là phá trận yếu hại. Tiểu bối, kết thúc, vẫn là Thái Thượng Đệ Nhất Bán Thần, một lời mờ mịt cô quạnh. Triệu Bân không phản ứng đến hắn, chỉ trong lòng một quát, giết. Nói giết liền giết, chấp trưởng trận cước một tôn Thái Thượng Tiên Vương, bên trên một cái chớp mắt còn cười âm trầm đáng sợ, cái này một giây, đầu liền dọn nhà, nguyên thần cũng cùng nhau hủy diệt, chết đều chết một mặt mộng bức, đến chết, cũng đều không nhìn thấy là ai đem hắn đưa tiễn. Còn có thể là ai, Triệu công tử cận vệ thôi. Bán thần cấp bảo tiêu, thời khắc mấu chốt phải kéo ra ngoài dắt một dắt a. Ân, Thái Thượng Tông tám tôn bán thần cùng trách mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy từng vệt hào quang màu máu, mỗi một đạo huyết quang, cũng là một đầu hoạt bát sinh mệnh. Có người cứu Triệu Bân. Đám khán giả tất cả ánh mắt lóe sáng, vô tận thị lực mong nhìn. Bọn hắn thấy, cùng tám tôn bán thần không khác nhau chút nào, vẫn là từng vệt hào quang màu máu, người xuất thủ thân pháp quỷ quyệt, căn bản bắt không đến chân hình. Giống như một cái u linh, xuất quỷ nhập thần, đến mỗi một chỗ, tất có một tôn Thái Thượng Tiên Vương táng diệt, chết gọn gàng mà linh hoạt. Bán thần cấp, quá nhiều lão bối lẩm bẩm ngữ, hai mắt cực điểm híp lại. Đúng, chắc chắn là bán thần, bằng không thì, cũng không khả năng một kiếm mang hộ đi một cái. Thật lên phải thuyền giặc. Áo tím lão đạo tâm cảnh, vô cùng phiền muộn. Nhưng, không bên trên có thể thực hiện được, Triệu Bân mà chết, hắn cũng phải chôn cùng.
Oanh! Ầm ầm! Nhân chấp trưởng trận cước Thái Thượng Tiên Vương, liên tiếp táng diệt, diệt thần đại trận biến cực không ổn định, nhiều chỗ trận văn đã hỗn loạn, hủy diệt chi khí, chính như sóng biển hướng ra ngoài lăn lộn. Lui! Đám khán giả tặc cơ trí, trước tiên bỏ chạy. Đương nhiên, cũng có đi chậm, tại chỗ bị đại trận uy thế còn dư quấy diệt. Đáng chết! Thái Thượng Đệ Nhất Bán Thần tức giận, tại chỗ tế bản mệnh khí. Khác bảy tôn bán thần, cũng tại cùng một trong nháy mắt tế nguyên thần công phạt. Bọn hắn không dám di chuyển, bởi vì bọn hắn cũng là trung tâm trận cước, chỉ cần bọn hắn còn tại, đại trận liền có thể chống đỡ, bị vây ở trong trận triệu bân, liền ra không được. Ta đột! Áo tím đạo nhân cũng cơ trí, trước tiên rút đi. Trước khi đi, hắn còn thuận tay diệt một tôn Thái Thượng Tiên Vương. Diệt cái này một tôn là đủ rồi, bị vây ở trong trận triệu bân, oanh một tiếng chống ra kim thân, một đao đánh ra trăm trượng đao mang, thẳng chặt yếu hại, không biết chém đứt bao nhiêu trận văn. Phanh! Vốn là đung đưa diệt thần đại trận, biến càng thêm hỗn loạn. Bây giờ, liền chấp trưởng trận cước tám tôn bán thần, đều không như thế nào đứng vững. Giết hắn! Thái Thượng Thần Tử quát to một tiếng, cuối cùng là buông xuống bắt sống vĩnh hằng thể tâm tư, biến cố đã xuất, lại tới để cho hắn trở tay không kịp, phải hạ tử thủ. Hắn có cái này giác ngộ, tám tôn bán thần cũng có. Tám người chắp tay trước ngực, hồi phục hủy diệt chi uy. Diệt ta! Triệu Bân trong nháy mắt mở vô vọng mắt, tế gấp tám lần chiến lực. Hắn một đao quét ngang càn khôn, sập tinh không nửa bầu trời. Răng rắc! Diệt thần đại trận phá! Nổ tung một đạo ngàn trượng dài vết rách. Triệu Bân giơ đao trùng tiêu, như một đầu giao long, từ vết rách vọt người mà ra. Hắn vậy mà phá diệt thần trận. Thế nhân một hồi kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem một màn kia. Diệt thần cấp đại trận cái nào, lại bị một cái chuẩn tiên vương phá, mặc dù có một tôn bán thần bên ngoài hỗ trợ, cũng không lay động được căn cơ a. Thái Thượng Tông tám tôn bán thần không phải bài trí. Ngăn lại hắn. Thái Thượng Đệ Nhất Bán Thần gầm thét. Ra lệnh, thì thấy từng tôn pháp khí thăng thiên, lấp lóe các loại quang huy, như từng vì sao, trừ này, chính là đao quang, kiếm ảnh, trưởng ấn, quyền ảnh. Phô thiên cái địa. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, thuấn thân trốn vào hắc động. Không còn diệt thần đại trận, vào hắc động lộ liền coi như thông. Hắn mặc dù chui, nhưng công phạt không ngừng, nổ sụp vùng tinh không kia. Chờ mây khói tán đi, còn lại chỉ có tàn phá bừa bãi vết nứt không gian. Chết! Không nhìn thấy Triệu Bân thân ảnh, thế nhân đều tới một câu như vậy. Chỉ có lão bối nhóm cùng Thái Thượng Tông tám tôn bán thần, ánh mắt thâm thúy. Cái này ngắn ngủi ba, năm trong nháy mắt, tinh không cả kinh dọa người, cũng đè nén dọa người. Phốc, ba, năm trong nháy mắt sau, chính là một đạo chói mắt huyết quang. Thái Thượng Đệ Nhất Bán Thần đẫm máu, bị nhân nhất đao sinh bổ. Tất nhiên là Triệu Bân kiệt tác, du tẩu ở hắc động, phải ma vương chỉ dẫn. Xác định đối phương vị trí, tế tuyệt diệt nhất đao, riêng là đem một tôn bán thần cảnh nhục thân, đánh thành hai nửa. T. Thế nhân tập thể hít khí lạnh. Triệu Bân một đao này, đủ bá đạo a. Triệu Bân. Đệ nhất bán thần nghiến răng nghiến lợi, nguyên thần chui ra khỏi thân thể. Bỏ chạy lúc, thấy hắn mi tâm chớp lóe, có nguyên thần kiếm bổ ra. Triệu Bân nhanh hơn hắn, một cái không gian vượt qua, né qua nguyên thần kiếm, lại là một cái thuấn thân, giết tới trước người đối phương. Đó là nó nhảm một câu không nói nhiều, đâm đầu vào lại là một đao. Thật sao, đệ nhất bán thần nguyên thần, cũng bị chặt thành hai nửa. Đây hết thảy, cũng là tại ba lượng trong nháy mắt hoàn thành, gọn gàng mà linh hoạt. Cứu ta! Đệ nhất bán thần gầm thét, đã biến thành kêu rên. Hắn là bị đánh trở tay không kịp, bị một đao hủy nhục thân, bị một đao bổ tàn phế nguyên thần, còn sót lại một nửa tàn phá chân thân, liều mạng bỏ chạy, một đường trốn một đường kêu cứu. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Khoảng cách gần nhất Thái Thượng thứ hai bán thần, mang theo cuốn sát khí ngút trời mà đến. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, liền nhìn chằm chằm đệ nhất bán thần đánh, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Phốc, phốc, hai vệt huyết quang chẳng phân biệt được tuần tự, một đạo kim sắc huyết quang một đạo nguyên thần huyết quang. Triệu Bân chịu thứ hai bán thần nhất kiếm, đệ nhất bán thần thì chịu Triệu Bân một đao. Liền cái này, đệ nhất bán thần cũng chưa chết. Không chết dễ nói, bổ một đao là đủ rồi. Triệu Bân nguyên thần kiếm ra tay bá đạo, uy lực bẻ gãy nghiền nát. Đệ nhất bán thần quỳ, nguyên thần thể tại chỗ bị đánh diệt, chết đều chết phiền muộn đến cực điểm, hắn là bán thần, nội tình vô cùng hùng hậu, thủ đoạn cũng rất nhiều, làm gì Triệu Bân truy hắn đuổi cấp bách, cứ thế không có cơ hội thi triển, thậm chí là,
bị nhân tam đao chấm dứt tính mệnh. Hối hận, hắn là hối hận đến cực điểm. Sớm biết như vậy, liền nên tại mở diệt thần đại trận lúc, trực tiếp giết Triệu Bân. Này cũng tốt, không có thể sống bắt Triệu Bân không nói, còn đem chính mình mệnh mắc vào. Này liền, chết. Thế nhân thần sắc ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời đều không như thế nào phản ứng lại. Đây chính là một tôn bán thần cái nào, lại bị chuẩn tiên vương tam đao một kiếm trực tiếp giết hết. Tử cục sống. Thái thượng nữ tiên vương kích động không thôi, Triệu Bân phá cục, nàng liền có thể sống. Không còn diệt thần đại trận, thay đổi không còn lồng giam, cái này một số người bắt không được Triệu Bân, chỉ là một cái tùy ý xuất nhập hắc động, liền đầy đủ bọn hắn khó chịu, vào không được hắc động, nói gì đều không tốt. Trong dự liệu, ma vương một lời thâm trầm. Có hắn âm thầm trợ chiến, nào có không phá được cục. Triệu Bân, ngươi đáng chết. Phẫn nộ gào thét âm thanh triệt để tinh không, bảy tôn bán thần đã cùng nhau đánh tới. Phía sau gần trăm tôn đỉnh phong tiên vương, cũng giết khí bừng bừng. Chết một tôn bán thần không quan trọng, bọn hắn đội hình, vẫn như cũ rất cường hãn, không tin không đánh chết một cái chuẩn tiên vương. Lão phu còn chưa đi sao? Lúc trước độn mở tử áo tím đạo nhân, lại giết trở về. Bán thần đi, cũng là làm đánh lén hảo thủ, nhắm chuẩn tiên vương làm ám sát, từng cái chuẩn, vừa mới hiện thân, liền lực chém một tôn tiên vương, nhục thân cùng nguyên thần cùng nhau hủy diệt. Là ai? Gần trăm tôn thái thượng tiên vương tất cả đổi đầu mâu. Công về phía áo tím đạo nhân. Nếu không phải cái này thần bí bán thần, trận này tử cục, cũng sẽ không bị phá ra. Áo tím đạo nhân không đáp lại, được một kiện áo bào đen, mang theo một ổ bánh gỗ, vừa đánh vừa lui, nhiệm vụ của hắn không phải cùng chết, mà là kiềm chế, cũng chính là âm thầm cho người ta quấy rối. Đến nỗi cái kia bảy tôn bán thần, giao cho Triệu Bân liền tốt. Tiểu tử kia bản lãnh lớn đâu, có thể mở vô vọng mắt, có thể triệu hoán thủy tổ, càng thêm trường sinh quyết. Tuyệt đối là một đánh không chết tiểu cường, chủ yếu nhất là, tên kia có thể vào hắc động. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền chạy thôi. Trên thực tế, Triệu Bân chính là làm như vậy. Có cái này thần cấp treo, không dùng thì phí. So với chính diện ngạnh chiến, từ hắc động làm đánh lén, có vẻ như càng trực tiếp, hẳn là không người nói hắn không giảng võ đức. Này liền bị động. Mặt trời lặn đại trưởng lão hít sâu một hơi, khác tiên vương cũng như thế. Có thể tùy ý xuất nhập hắc động, chính là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, khi trước đệ nhất bán thần, chính là một cái hiển nhiên ví dụ, thật muốn chính diện cứng rắn làm, phải phí không thiếu tay chân. Khó trách chiến lực bạo tăng, đó là vô vọng mắt. Không ít người do dự. Chính xác nói, là hậu thiên vô vọng mắt, vẫn là lão bối nhóm nhìn rõ. Gấp 8 lần chiến lực là có. Sử quan nhóm một tay cầm thư quyển, một tay cầm bút lông, đặt cái kia một phen rồng bay phượng múa. Hôm nay một trận chiến này, vô luận ai thua ai thắng, đều đem ghi vào sử sách, liền diệt thần đại trận đều ra, cũng không đến làm cho hậu nhân mở mắt một chút. Giết! Hỗn loạn tinh không, khai ra hai mảnh chiến trường. Phương Đông, Thái Thượng Tông gần trăm tôn tiên vương, vây công áo tím đạo nhân, chiến hừng hực khí thế. Phương Tây, Triệu Bân ác chiến bảy tôn bán thần, đánh khí thế ngất trời. Không còn diệt thần đại trận tinh không, vẫn là một mảnh sinh mệnh cấm khu. Cường giả quá nhiều. Đại chiến cũng quá mãnh liệt, chứa đầy lực lượng hủy diệt dư ba, thành từng mảnh sóng lớn, hướng ra ngoài lăn lộn, chứa nói thái hư cảnh, liền tiên vương cấp, cũng không dám dễ dàng hướng phía trước góp, xem kịch cũng là việc cần kỹ thuật, cũng là muốn chỗ đứng, một cái chạm không tốt, liền sẽ bị mang hộ đi. Phốc, tinh không huyết quang chợt hiện, áo tím lão đạo nghênh không đẫm máu. Hắn là bán thần không giả, nhưng cũng không chịu nổi đối phương nhiều người, dù sao, hắn không họ Triệu. Liên hợp chu diệt. Thái thượng chúng tiên vương hét to, sát sinh đại thuật phô thiên cái địa. Áo tím lão đạo một hồi mắc tiểu, mạnh xóa bỏ lệnh cấm pháp, lại liều mạng mở đồn. Lại, vì cái gì nói như vậy, bởi vì hắn từ khai chiến, liền không có đường đường chính chính đánh qua, phần lớn thời gian, cũng là tại mở đồn, kiềm chế đi. Hoàn toàn không cần thiết cùng chết, chỉ cần gần đây trăm vị tiên vương, không đi Triệu Bân cái kia quấy rối, nhiệm vụ của hắn liền coi như hoàn thành. Nói thực ra, hắn cái này đấu pháp, chỉnh gần trăm tôn tiên vương rất thất vọng, đánh đi. Đuổi không kịp cái kia hàng, đi thôi. Tên kia quay đầu chính là một cái hồi mã thương, không đánh còn không được. Đường đường bán thần, chỉ có thể trốn. Như bực này phẫn nộ gào thét, một tiếng càng so một tiếng bá khí. Lão phu là thuộc con chuột, áo tím lão đạo cũng chọc cười, tại chỗ liền mắng trở về. Lời này dễ dùng, chỉnh chúng tiên vương cách bên ngoài phát hỏa. Bọn hắn cho là...
Thái Thượng Tông đã đủ không biết xấu hổ, chưa từng nghĩ, còn có cái lại càng không quan tâm ra mặt, tốt xấu là một tôn bán thần cấp, không định tại đạo nhi lăn lộn trên sao. Ngươi biết lão phu là ai chăng? Cái này, lại là áo tím lão đạo trả lời. Đích xác, không có người biết hắn là ai. Hắn đeo che mặt nạ, là đặc thù tiên đúc bằng sắt tạo. Hắn che áo bảo đen, cũng là hoa đại giới tiền. Toàn thân trên dưới cũng là che lấp. Toàn thân trên dưới cũng đều che cực kỳ chặt chẽ. Quỷ hiểu được hắn là cái nào. Đã không biết, còn không tùy tiện hắn như thế nào mắng. Lại mất mặt, còn có thể hơn được làm bảo tiêu cùng khổ lực. Tên kia rất cẩn thận a. Bên ngoài sân quần chúng, đặc biệt là lão bối, đều tại thâm trầm sờ cằm. Đến nay, bọn hắn cũng không nhìn ra áo tím lão đạo đường lối, cũng càng nhìn không ra lai lịch đối phương, vì đi nhìn không ra lạc. Chỉ vì tên kia, căn bản là không động tới bản mệnh bí pháp, từ đầu đến cuối liền vẻn vẹn có một kiếm, nghĩ bằng này phân rõ thân phận, khó như lên trời. Có một chút có thể chắc chắn, cái kia người cùng Triệu Bân quan hệ không tầm thường. Nếu không phải đặc biệt sắt, ai dám lội Thái Thượng Tông vũng nước đục a? Hắn là vai phụ, sân nhà ở bên kia. Từ Đông Phương Thu con mắt, thế nhân ánh mắt đều tụ hướng về phía phương Tây. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy Triệu Bân đẫm máu, Triệu thứ hai bán thần một trường, suýt nữa bị đánh tan trống, không đợi đứng vững thân hình, lại bị đánh đệ tam bán thần nhất chỉ, đầu người bị xuyên thủng. Triệu Bân thê thảm, đối phương cũng không tốt gì, bảy tôn bán thần cấp, có một cái tính một cái, đều thân nhiễm máu tươi, thảm nhất bất quá đệ tứ bán thần, nửa thân thể đều bị đánh thành thịt nát. Oanh! Ầm ầm! Sân nhà tự có sân nhà uy thế, xa không phải phương Đông chiến trường có thể so sánh. Tự đứng ngoài đi xem, đó chính là một mảnh sấm chớp rền vang uông. Dương, thấy không rõ bóng người, chỉ thấy đao quang kiếm mang, trường ấn quyền ảnh, pháp bảo bí khí, mỗi có một lần va chạm, tinh không nhất định sập nửa bầu trời. Bọn chuột nhắt, Triệu Bân tay cầm kim đao, đại khai đại hợp, như một tôn chiến vương, dũng mãnh phi thường vô song. Hắn không trốn vào hắc động, liền như vậy chính diện cứng rắn làm, vô địch chiến ý, bao phủ càn khôn. Hắn cũng mạnh có phần quá bất hợp lý. Bảy tôn bán thần tâm cảnh, khác thường tương tự. Luận tu vi, bọn hắn mỗi tuyệt đối áp chế, luận đội hình, bọn hắn thế nhưng là bảy đánh một, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ chiếm hết, cứ thế bắt không được hắn một cái chuẩn tiên vương, không những bắt không được, còn liên tiếp tổn thương, chỉ còn dư nửa thân thể đệ tứ bán thần, chính là huyết lâm ví dụ. Một trọi bảy không rơi vào thế hạ phong. Vĩnh hằng thể cũng quá nghịch thiên. Hắn, vẫn chỉ là cái chuẩn tiên vương a. Bên ngoài sân kinh ngạc cùng chặt lưỡi, vang dội đầy tứ phương. Không người nào biết, Triệu Bân cái này 18 năm qua đã trải qua cái gì, chỉ biết 18 năm sau hắn, chống được Đại La Tiên Tông bề ngoài, cùng thời kỳ trường sinh tiên, cũng không có cái này chiến lực. Ta nói, Thái Thượng Thần Tử chạy đi đâu rồi? Kinh ngạc âm thanh bên trong, có người nhỏ giọng hỏi một câu. Không có người cho hắn đáp án, bởi vì không có người biết tên kia đi đâu, có vẻ như tự đại trận bị phá, liền không thấy tung tích ảnh, hơn phân nửa đã chạy trốn, hay là, núp trong bóng tối quan chiến. Ra ra, ánh mắt sao chả không dùng được. Ma Vương cất tay, một lần lại một lần nhìn tinh không. Dù hắn tầm mắt, đều không thể tìm ra Thái Thượng Thần Tử. Có lẽ, tên kia thật sự chui, sớm đã không ở nơi này phiến tinh không. Hắn tại. Triệu Bân tâm ngữ, chỉ có hắn chính mình nghe thấy. Thần Minh chi nhãn, thị giác Thượng Đế, hắn nhìn rõ ràng, nguyên nhân chính là nhìn rõ ràng, hắn mới không để ý tới, chờ thu thập xong cái này bảy tôn bán thần. Lại tìm cái kia hàng tính sổ sách, không chết không thôi. Đáng chết. Thái Thượng Thần Tử đích xác tại, giấu ở một ngoại nhân chỗ mà nhìn không thấy. Bộ mặt của hắn, đã là vô cùng dữ tợn, tốt biết bao một hồi tử cục, cứ thế diễn trở thành tình trạng như vậy. Hắn cực kỳ chán ghét biến số cùng biến cố, hết lần này tới lần khác, liền đến loại chuyện này, cái này đã không phải mất mặt vấn đề, là mẹ nó đỏ. Lòa lòa đánh mặt cái nào. Phá. Thái Thượng Nữ Tiên Vương hét lên một tiếng. Cưỡng ép phá hủy Thái Thượng Liên Sinh chú. Ma Vương một cái chớp mắt ngoái nhìn, cũng một cái chớp mắt trách mắt, này nương môn quả nhiên không đơn giản. Liên Sinh chú cũng không phải bình thường chú pháp, đổi hắn tới phá, phải 10 ngày nửa tháng. Trước tiên nhớ ngươi nhất công, Ma Vương nghiêm túc nói. Dễ nói, Thái Thượng Nữ Tiên Vương trà sát mồ hôi, theo con mắt nhìn về phía ngoại giới. Cái này xem xét, nàng để cho lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, vừa có thể tùy ý xuất nhập hắc động. Vì sao còn phải chính diện ngạnh chiến? Hắn thiếu một hồi niết bàn, Ma Vương lời nói ung dung. Nói như vậy, Thái Thượng Nữ Tiên Vương liền đã hiểu.
Cái gọi là Niết Bàn, đơn giản là tiến giai tiên vương cơ duyên. Rất rõ ràng, Triệu Bân muốn mượn bảy tôn bán thần buộc hắn đột phá. Như thế, tới một hồi đại chiến sinh tử, vẫn rất có cần thiết. Rất khó, Ma Vương hít sâu một hơi, Triệu Bân mặc dù yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng cách tiên vương, vẫn là hơi kém ý tứ, khoảng cách nửa bước, sợ là muốn cản Triệu Bân rất nhiều năm. Không nhìn thấy. Chiến bên trong Triệu Bân, lại là một tiếng lẩm bẩm ngữ. Không nhìn thấy gì đây? Không nhìn thấy tiên vương chi môn. Ngay cả môn cũng không nhìn thấy, một hồi tử chiến còn xa xa không đủ. Diệt. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ trong nháy mắt, đệ bát bán thần giết tới. Kẻ này chiến lực không tầm thường, là cái chủ công phạt ngoan nhân, một cây chiến mâu uy lực vô tận. Cách ngôn nói thế nào, súng bắn chim đầu đàn. Đã thuộc hắn nhảy hoan, Triệu Bân từ bắt hắn khai đao. Hắn không lại che giấu, gọi ra thủy tổ hư ảnh. Oanh! Tiên tông thủy tổ một khi hiển hóa, tinh không đổ sụp. Bảy tôn bán thần cấp vội vàng không kịp chuẩn bị, tập thể lảo đảo. Đồng dạng lảo đảo, còn có đánh xì dầu áo tím lão đạo, nhiều ngày sau gặp lại cái bóng mờ kia, nhịn không được một hồi nước tiểu rung động, ngày xưa, hắn chính là bị không bị ràng buộc thiên hư ảnh cả phá vỡ. Đó là không bị ràng buộc thiên. Là đại la tiên tông thủy tổ không thể nghi ngờ. Vẻn vẹn hư ảnh, lại có mạnh như vậy uy áp. Đám khán giả vừa sợ dị, đều tại ngẩng lên đầu nhìn, thần sắc ngơ ngẩn. Đạo kia thiến quá cổ xưa, mặc dù có thể trông thấy, lại tựa như so mộng còn xa xôi. Không hổ là kinh diễm một thời đại nữ thần minh, tiền bối thật không lừa ta. Lúc này, không biết bao nhiêu lão bối lẩm bẩm, nghiễm nhiên đã đem cái bóng mờ kia, nhìn làm chân chính thần. Làm sao có thể? Bảy tôn bán thần kinh hãi, một cái bóng mờ mạnh như vậy. Mạnh cùng không mạnh, đập một trường thử một chút thì biết. Đúng lúc, Triệu Bân cách đó không xa liền có một cái, cũng chính là đệ bát bán thần, một giây trước còn bước cách tràn đầy, một cái chớp mắt này, sao cái chật vật phải, bị một cái bóng mở chỉnh không có thế nào đứng vững. Đại la thiên tay. Triệu Bân vừa quát âm vang, già thiên đại thủ từ thiên phủ xuống. Không bị ràng buộc thiên hư ảnh cũng ra tay, ra chỉ hắn trưởng uy. Oanh! Trưởng rơi người nát, đệ bát bán thần tại chỗ quỳ. Cũng như đêm đó áo tím lão đạo, bị một trưởng đánh ngã, tấm tấm dòng dã một cái chữ lớn, bị vỡ nát gãy xương. Ừng ực, thế nhân tập thể nuốt nước miếng, một trưởng chấn áp bán thần. Khác sáu tôn bán thần, cũng bị cả kinh tột đỉnh, chỉ một cái bóng mờ đều cường hoành như vậy, vậy chân chính tiên tông thủy tổ, nên đáng sợ bao nhiêu, trong thần minh nữ quân sao. Cứu ta! Đệ nhất bán thần lời kịch, đệ bát bán thần cũng gào vang dội. Hắn bị chấn áp, bị một trưởng đè lên. Nửa phần không thể động đậy. Giết! Phản ứng lại sáu tôn bán thần, mang tế bản mệnh khí. Đáng tiếc a, bọn hắn vẫn là chậm, Triệu Bân đã xuống tử thủ. Đi đường bình an. Triệu Bân một lời cô quạnh, trưởng uy rộng rãi bàng bạc. Đệ bát bán thần tại chỗ bỏ mình, bị nghiền nát nhục thân, cũng bị đả diệt nguyên thần. Vì thế, Triệu Bân cũng trả giá bằng máu, bị sáu tôn bán thần binh mệnh chung, bị hủy nửa cái tiên khu, kèm thêm thủy tổ hư ảnh. Cũng ở đây cái trong nháy mắt, tiêu trừ cho vô hình. Đối với cái này, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thủy tổ hư ảnh cái nào đều hảo, chính là không bền bỉ. Cái gọi là không bền bỉ, chính là có thời gian hạn chế. Có lẽ, là hắn ngộ không đủ sâu, khó mà lâu dài duy trì. Chết đi! Sáu tôn bán thần cùng nhau giết tới, phải thừa dịp Triệu Bân bị thương nặng, đánh chết. Vẫn là đầy trời công phạt, vẫn là đao quang kiếm ảnh, vét sạch vùng tinh không kia. Triệu Bân đương nhiên sẽ không đứng bị đánh, trạng thái không tốt, vậy thì tìm chỗ ngồi mát mẻ sẽ. Siêu! Hắn như quỷ mị, lại trốn vào hắc động. Gặp chi, sáu tôn bán thần tất cả nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn không sợ chính diện cứng rắn làm, liền sợ người kia làm đánh lén, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đây là từ xưa đến nay vô thượng chân lý. Sáu người ngược lại cũng không ngốc, làm thành một vòng, tiết kiệm bị đập tan từng cái. Thế nhân liền phá lệ có tư tưởng. Nửa điểm gánh vác không có, liền đặt cái kia đạp tay nhìn trời. Chờ xem, người nào đó rất nhanh liền sẽ giết ra tới. Chờ xem, người nào đó đi ra lúc, tất có người đẫm máu. Nếu là ngắm đầy đủ chuẩn, hơn phân nửa còn có một tôn bán thần bị chặt. Nhưng, chờ đợi thật lâu, cũng không thấy Triệu Bân hiện thân. Thế nhân còn tốt, chỉ là bên ngoài sân quần chúng, dù có người bị chặt, cũng sẽ không là bọn hắn. Ngược lại là sáu tôn bán thần. Cả người cũng không tốt, cho dù làm thành một vòng, bị rất cảm thấy lưng gió mát siêu siêu,
đối phương xuất quỷ nhập thần, bọn hắn đều có bị chặt khả năng. Cái kia hàng, sẽ không chạy à, có người nhỏ giọng đạo. Thương cái kia nặng, khó tránh khỏi thật đi. Không ít người nói thầm. Dù sao cũng phải cho người ta chữa thương thời gian. Vẫn là chúng lão bối nhóm bình tĩnh, cũng hoặc là hiểu rõ Triệu Bân, tiểu tử kia là cái có thù tất báo chủ, có như thế cái thần cấp treo bằng thân, bỏ chạy khả năng tính chất rất nhỏ, không chặt mấy tôn bán thần, hắn cái nào cam lòng rút lui. Hắc động, Triệu Bân không ngừng ho ra máu. Hắn thương đích thật thảm, không chỉ là ngoại thương, còn có vô vọng mắt phản phệ. Hậu thiên vô vọng mắt mạnh mở gấp 8 lần chiến lực, hắn là lần đầu tiên dùng, thọ nguyên hao tổn đồng thời, còn mang theo cuốn một cổ quỷ dị thần bí chi lực, bây giờ, đang tại thể nội làm loạn. Chớ gượng chống, ma vương nhắc nhở một tiếng. Không ngại, Triệu Bân cưỡng ép đè xuống phản phệ. Trừ này, hắn còn điều động luân hồi cùng tạo hóa, thủ hộ bản thân. Làm xong những thứ này, hắn mới nắm chặt kim đao, cực điểm ra chỉ đao chi uy. Ma vương không nhiều lời, lại cho Triệu Bân sinh động thức, trong thần thức có hình ảnh, ngoại giới hình ảnh, Triệu Bân nhìn không thấu hắc động, nhưng hắn có thể xem thấu, cùng với đánh thật xứng hợp liền tốt. Thật đi, tinh không đám khán giả, còn đặt cái kia chờ đợi. Mà trong khi chờ đợi sáu tôn bán thần, nhất là giày vò. Là bọn hắn khinh thường, trước kia liền nên kéo tới một cái có thể vào hắc động nhân tài, kém nhất, có thể xem thấu hắc động cũng được, ít nhất chỉ một phương hướng, cũng không đến nỗi giờ phút này giống như bị động. Ông, đao minh âm thanh lóe sáng, Triệu Bân một cái chớp mắt giết ra hắc động. Xong việc, thì thấy một khỏa đẫm máu đầu người lăn xuống. Nãi đệ bốn mảnh thần, lúc trước thuộc hắn thương trọng, bây giờ bị chặt đầu, thảm thiết hơn, không còn nửa người dưới cũng mất đầu người, liền còn lại một bộ huyết cốt đầm đìa thân thể tàn phế. Phong, thứ hai bán thần hét to, một đạo thần phù phong cấm càn khôn. Khác bán thần cũng không nhàn rỗi, tất cả động giam cầm chi pháp. Phong ta, Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép chống ra vĩnh hằng tiên vực. Gấp 8 lần chiến lực bản mệnh dị tượng, vẫn là rất bá đạo, diễn xuất trong chớp nhoáng này, liền đụng ngã lăn chúng bán thần, đệ tứ bán thần vẫn là thảm thiết nhất một cái kia, còn sót lại thân thể tàn phế, tại chỗ nổ thành bùn máu, hư ảo nguyên thần, suýt nữa đang vặn vẹo bên trong băng diệt. Tiền bối cũng đi đường bình an. Triệu Bân lời nói, như tử thần tuyên án. Dứt lời, thì thấy hắn nguyên thần kiếm xuất thể, trực tiếp sinh bổ đệ tứ bán thần. Cái thứ ba, thế nhân nhìn có phần phấn khởi, vở kịch không hổ là vở kịch. Thật chiếu đánh xuống như vậy, chúng bán thần sẽ bị lần lượt thu thập. Phá! Năm tôn bán thần ổn định thân hình, tập thể mở bản mệnh dị tượng. Đó là từng mảnh đại thế giới, sông núi cỏ cây, cung điện lầu các, cái gì cần có đều có. Oanh! Năm đánh một đội hình, Triệu Bân vĩnh hằng tiên vực từ không đáng chú ý, tại chỗ sụp đổ. Liền cái này, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn công phạt, hắn như thần linh, một bước vượt qua mênh mông tinh hà, đã rơi vào trong thứ hai bán thần dị tượng đại giới, một cước đạp thế giới lắc lư không chịu nổi. Ngô! Thứ hai bán thần kêu đau một tiếng, bị chấn một bước lui lại. Chưa kịp hắn đứng vững, Triệu Bân vĩnh sinh vương tọa liền đã lăng không xuống. Phía sau một đóa hoa máu, vẫn là rất hoa mỹ, vĩnh sinh vương tọa trầm trọng như đại sơn cự nhạc, thứ hai bán thần từ nhìn không được, chỉ nháy mắt một cái chớp mắt, nhục thân liền bị ép thành một bãi thịt nát. Phách thiên trảm, Triệu Bân đang lâm vân tiêu, lật tay một đao chém rất cửu thiên. Mấy trăm trượng đao mang, hoành quán càn khôn, tựa như một đạo tinh hà. Thứ hai bán thần chợt biến sắc, bị Triệu Bân một đao đánh cho ầm vang quỳ xuống đất. Diệt! Triệu Bân một chữ âm vang, cho đao mang ra chỉ lực chi pháp tắc. Thật sao, vốn là bá liệt nhất đao, bây giờ cũng nặng như sơn nhạc. Phốc! Nguyên thần huyết quang, tựa như khói lửa giống như thông minh. Đó là thứ hai bán thần nguyên thần thể, tại trong bị bại hủy diệt. Hắn kêu rên cùng gào thét, vang vọng tinh tế, giống như là ác quỷ thê lương. Cái thứ tư, sử quan nhóm rất kính nghiệp, lại tại trên sách vở nhỏ, vạch xuống nồng đậm một bút. Thái thượng tông tám tôn bán thần, đã táng diệt một nửa, một tôn so một tôn chết vô cùng khó coi. Giết! Bốn tôn bán thần công phạt đến, sát sinh đại thuật bẻ gãy nghiền nát. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, bực này quang cảnh, hắn còn phải đi mát mẻ mát mẻ. Đoàng! Thanh âm đụng tường, tại thế nhân nghe tới, vẫn là rất dễ nghe êm tai. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, Triệu công tử lúc này liền bắt kịp một chuyến. Không tệ, hắn không thể trốn vào hắc động, không những không thể trốn vào, còn đụng đầu rơi máu chảy. Không có né tránh không quan trọng, tứ đại bán thần công phạt,
hắn là bị rất ngay ngắn. Màu vàng huyết hoa, tại tinh không ngạo nghễ nở rộ, nổ tung là hào quang sáng chói. Thế nhân ngơ ngác một chút, bốn tôn bán thần cũng nhíu mày, hắc động không để cái kia hàng tiến vào. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ma vương một tiếng thầm mắng, mắng là trong cơ thể của Triệu Bân thần minh pháp tắc. Triệu Bân sở dĩ không thể trốn vào hắc động, tất cả bởi vì thần minh pháp tắc mơ hồ. Không đúng, là ngoại lực sở trí. Ma vương lại nhíu mày. Pháp tắc mơ hồ, cũng không phải là ngẫu nhiên, là bị lực lượng nào đó kềm chế. Mà cái kia lực lượng nào đó, hơn phân nửa cũng là pháp tắc, thần minh cấp pháp tắc. Lữ mở, ta vừa vặn rất tốt chút năm không có nhìn thấy ngươi. Triệu Bân một bước lảo đảo, nghiễm nhiên đã không thấy nửa điểm bộ dáng hình. Biến cố tới đột ngột, bốn tôn bán thần công phạt, hiểm đem hắn oanh diệt. Phải đại la thánh tử mong nhớ, thụ sủng nhược kinh. Sâu kín lời nói đột nhiên vang lên, tinh không nhiều một người. Đó là một cái thanh niên áo trắng, dao động quạt xếp động tác tạc yêu nhã. Cẩn thận một nhìn, cũng không chính là Lữ Mở đi. Diễn Thiên một mạch thánh tử, năm đó Côn Luân thịnh hội, Triệu Bân từng gặp, chiến lực mặc dù không gì đáng nói, lại là một cái thôi diễn người trong nghề. Cũng có thần minh pháp tắc. Ma vương tập trung vào Lữ Mở, nhìn hai mắt cực điểm híp lại. Tên kia quanh thân có một cỗ giống như như ngầm phát hiện quang, cổ lão xa xăm, là thần minh pháp tắc không thể nghi ngờ, cũng chính là cái này đạo pháp thì, kềm chế Triệu Bân, khiến Triệu Bân thần minh pháp tắc mơ hồ. Hắn đoán không giả, Triệu Bân cảm giác nhất là rõ ràng. Đối phương rất biết bóp một chút, hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không. Như vậy bị lừa, chỉnh hắn rất khó chịu. Ta cũng tốt chút năm không nhìn thấy hắn, không thiếu quần chúng nói nhỏ, nhìn Lữ Mở ánh mắt, đều không thể nào ôn hòa. Tên kia cũng không phải tốt đồ chơi, là cái âm người hảo thủ, bây giờ Đại La Thánh Tử, chính là một cái huyết lâm ví dụ, suýt nữa bị âm chết. Hắn, đã không thể vào hắc động, Lữ Mở yếu ớt nở nụ cười. Đã nhìn ra, bốn tôn bán thần cười, hung tàn bạo ngược. Lữ Mở đột nhiên đánh tới, bọn hắn đều bất ngờ, hỗ trợ cũng tốt, có mục đích khác cũng được, sự xuất hiện của hắn, đích xác sửa lại thế cục, Triệu Bân không vào được hắc động, vậy thì dễ làm rồi, một cái gần chết vĩnh hằng thể. Bọn hắn bốn tôn bán thần liên thủ, có thể đánh bất quá. Có thể. Không cần thế nhân phân tích, Triệu Bân liền có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Hắn tình trạng hắn tinh tường, thần minh pháp tắc mơ hồ, chiến lực giảm lớn, thêm nữa thảm liệt thương thế, thật muốn ngạnh chiến, làm sao cần bốn tôn bán thần, một tôn liền có thể đem hắn đưa vào quỷ môn quan. Nam nhân mà, nên sợ còn phải sợ, Thái Thượng Nữ Tiên Vương ngữ trọng tâm trường nói. Lời này rất được chú ý. Ít nhất thân ở vĩnh hằng giới đám người, cũng là cho là như vậy. Sợ là đi không được, ma vương một lời thâm trầm. Miệng của hắn, nên khai quang, bởi vì tinh không tại lắc lư, cảnh tượng cũng theo đó đại biến, thành một phương có bình phong che chở đại thế giới, kỳ quái, kỳ diệu bên trong cất giấu một vòng quỷ quyệt, bao quát cùng bốn tôn bán thần, đều bị bao quát ở bên trong, bị vây ở trên đại thế giới. Diễn Thiên đạo trường, Thái Thượng Nữ Tiên Vương nhíu mày. Đạo này chàng không phải hủy sao. Ma vương một tiếng nói thầm. Trước kia, Triệu Bân đồ diệt Diễn Thiên lão đạo lúc, hắn là quần chúng, Diễn Thiên đạo trường đích xác hủy, bây giờ lại gặp, quả thực ngoài ý muốn, chẳng lẽ, Diễn Thiên một mạch không chỉ một đạo trường. Phải hay không phải, bây giờ đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Triệu Bân bị vây ở trong đó. Lữ Mở cử động lần này rất rõ ràng, tuyệt Triệu Bân bỏ chạy lộ, Diễn Thiên đạo trường chính là một cái lồng giam, trong lồng giam 5 người, 4 tôn bán thần một cái chuẩn tiên vương. Rất rõ ràng 4-1. Lần này quả nhiên không uổng công, thật nhiều lớn đảo ngược. Gặp Triệu Bân bị nhốt Diễn Thiên đạo trường, tinh không vừa nóng náo loạn. Tuồng vui này có vẻ như tự khai diễn, liền cùng với biến cố cùng biến số, cái kia đánh ngang tay, lúc trước là Thái Thượng Tông ăn quả đắng, thương vong thảm trọng, bây giờ đi. Nghiễm nhiên đã là Triệu Bân rơi xuống hạ phong, chịu bốn tôn bán thần tuyệt mệnh nhất kích, hắn còn có thể đứng ở đó, đã là lớn lao kỳ tích. Đa tạ Lữ huynh. Giấu tại chỗ tối Thái Thượng Thần Tử, cuối cùng là lộ diện. Nói là nói cảm ơn, này hàng lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Lấy hắn đối với Lữ Mở hiểu rõ, tên kia nhất định có mục đích. Dễ nói, Lữ Mở đong đưa phiến động tác, vẫn như cũ rất tiêu chuẩn. Thái Thượng Thần Tử ngoài cười nhưng trong không cười, thần thái của hắn cũng là trêu tức nghiền ngẫm. Đích xác, hắn là tới vớt chỗ tốt, sở dĩ bây giờ mới động thủ, đơn giản là mượn Triệu Bân, suy yếu Thái Thượng Tông nội tình. Bị chặt bốn tôn bán thần, Thái Thượng Tông đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Đều không phải là gì người tốt, hai người riêng phần mình đều lòng dạ biết rõ.
Bất quá, tại Triệu Bân trong chuyện này, bọn hắn lập trường là nhất trí. Nói đến Triệu Bân, bây giờ chân càng ngày càng bủn rủn, sụi xuống như đạp một đoàn bông, đứng cũng không vững, nhuốm máu Vĩnh Hằng Tiên Khu, lúc này còn tại bị bại, máu và xương đều đang thoát rơi bên trong vỡ nát, thậm chí là rất có một loại tại chỗ giải thể tư thế. Triệu Bân, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Bốn tôn bán thần nghiến răng nghiến lợi, đã từ tứ phương vây công mà đến. Bọn hắn lại đổi chủ ý, muốn bắt sống Đại La Tiên Tông Thánh Tử. Triệu Bân khạc một búng máu, như một đạo kim sắc kinh hồng, vọt lên tận trời. Đi đâu? Đệ tam bán thần quát to một tiếng, năm ngón tay đại thủ nắp tinh không. Triệu Bân thân pháp quỷ quyệt, một bước từ trong cái ngón tay xuyên qua mà qua. Đâm đầu vào, liền gặp được đệ ngũ bán thần, kéo tới một mảnh tiên hải. Nuốt! Đệ ngũ bán thần tiếng quát âm vang, tiên hải đốn lên vạn trượng sóng lớn. Triệu Bân không né qua, tại chỗ bị dìm ngập, như vào một mảnh vũng bùn. Phong! Đệ lục bán thần giết tới, một tôn kim quang bảo tháp ép vào tiên hải. Triệu Bân cũng là ngoan nhân, tế lão tăng thiền trượng, tại chỗ tự bảo. Oanh! Đệ lục bán thần sử dụng bảo tháp, trong nháy mắt bị tạc lật ra, liền hắn cũng chịu dư ba. Đồng dạng ứng phó không kịp, còn có đệ ngũ bán thần, tiên hải bị xé mở một đạo lớn vết rách. Thật một cái bại ra đồ chơi. Thế nhân thổn thức chặt lưỡi, đau lòng không thôi. Bán thần binh A, nói tự bạo liền tự bạo. Siêu! Vạn chúng chú mục phía dưới, Triệu Bân như dao long đưa ra tiên hải. Hắn cũng không muốn tự bạo bán thần pháp khí, cũng là bị buộc. Cấm! Đệ thất bán thần vung cánh tay lên một cái, 99 cán chiến kỳ xuyên khắp tứ phương. Đây là một tòa phong ấn loại đại trận, mỗi một cán chiến kỳ cũng là trận cước. Tự đứng ngoài đi xem, trong trận là sấm sét vang dội, mỗi một đạo bí văn đều cuốn lấy hỏa chi quang, trước tiên khắc sâu vào hư vô, phong cấm hư vô không gian, tuyệt Triệu Bân không gian vượt qua lộ. Triệu Bân không ngôn ngữ, tiện tay xách ra một cái bao tải to. Bao tải trước tiên nổ tung, liên miên phù chú đầy trời vung vãi. Đại tài chủ A! Đám khán giả tập thể nhếch miệng, chừng hai mắt tròn trịa. Không trách bọn hắn như thế, chỉ vì Triệu Bân xách ra tê dần túi phù chú, cấp bậc khá cao, đều biết một màu bán thần cấp, tùy tiện xách đi ra một đạo, lấy đi ra ngoài bán đều đáng giá lão tiền. Oanh, phanh! Phù chú mở nổ, tựa như một túm túm pháo hoa, đầy trời nở rộ. Không hổ bán thần cấp, lực sát thương không là bình thường bá đạo, phong cấm hư vô không gian, bị cưỡng ép nổ tung. Kèm thêm đệ thất bán thần sử dụng 99 cán chiến kỳ, cũng cùng nhau vỡ vụn. Ta đột, Triệu Bân lại chạy thoát. Xong việc, thì thấy hắn đầy trời tán loạn. Trạng thái không tốt, cũng không thể cứng rắn làm. Chữa thương mới cần gấp nhất. Như thế, dắt dắt chó vẫn rất có cần thiết. Không tệ, chính là dắt chó, hắn cái này tại phía trước mở đột, bốn tôn bán thần thì tại sau truy sát, tốc độ đều nhanh đến cực hạn, phảng phất từng đạo ánh sáng óng ánh. Đang diễn thiên đạo trường răng khắp nơi, đi đến đâu đều có tiếng ầm ầm nương theo, đem diễn thiên thế giới gây hỗn loạn không chịu nổi. Đường đường vĩnh hằng thể, chỉ có thể trốn. Bốn tôn bán thần gầm thét, vang dội đầy tinh không. Lời này, rơi vào thế nhân trong tai, liền phá lệ châm biếm, bốn tôn bán thần truy sát chuẩn tiên vương, lại chuẩn tiên vương còn chỉ còn dư nửa cái mạng, không trốn trở lấy bị diệt. Có ý tốt nói người ta. Siêu, siêu. Triệu Bân không nghe hắn nói linh tinh. Vẫn là bay đầy trời vọt, phong thần bộ dùng đến cực hạn. Hắn cái này tán loạn không quan trọng, chỉnh bốn tôn bán thần rất là phiền muộn, cứ thế bắt không ở kia hàng. Chạy trốn, rất trọng yếu a. Bên ngoài sân quần chúng đều tới một câu như vậy, hai con mắt trên dưới trái phải đong đưa. Đại La Thánh Tử là một nhân tài, không chỉ có thể đánh kháng đánh, mở đồn cũng là nhất tuyệt. Trong mắt của ta, phá diễn thiên đạo trường cũng không khó. Thái Thượng Nữ Tiên Vương khẽ nói. Nói xong, hắn còn nhìn sang phương đông chiến trường, nói cho đúng là nhìn sang áo tím đạo nhân, đây chính là một tôn bán thần, giết tới đem lữ mở diệt, diễn thiên đạo trường từ sụp đổ. Tiểu tử kia, không phải bản tôn, ma vương lời nói ung dung. Không phải bản tôn, thái thượng nữ tiên vương nghe lông mày xinh đẹp trao lên. Nên một tôn diễn thiên đạo thân, tung giết hắn, cũng không phá nổi diễn thiên đạo trường. Ma vương chậm rãi nói, vô tận thị lực mong nhìn tứ phương tinh không. Muốn tìm ra lữ mở bản tôn. Đáng tiếc, không có tìm được. Không ở vùng tinh vực này. Dắt chó Triệu Bân, truyền một lời. Ma vương một điểm không ngoài ý muốn. Nếu tên kia là bản tôn, Triệu Bân sợ là sớm phía dưới chu sát ra lệnh, lấy áo tím lão đạo chiến lực, cường sát một cái tiểu tiên vương,
cũng không nói chơi. Vĩnh Hằng Chi Môn hẳn là cũng có thể phá đạo tràng. Thái Thượng Nữ Tiên Vương lại mở miệng. Lấy hắn bây giờ trạng thái, không lái đi được động Vĩnh Hằng Chi Môn. Ma Vương ngáp lên. Vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất, cùng với một tiếng oanh minh, Triệu Bân vào Vĩnh Hằng giới. Ma Quân bọn người gặp chi, liền muốn tiến lên, lại bị Ma Vương đẩy ra rất xa, bây giờ Triệu Bân, toàn thân trên dưới cũng là bán thần cấp sát ý, ngông cuồng tới gần hắn, nhất định bị dư ba. Triệu Bân nửa điểm nói nhảm không có, trực tiếp ngồi xếp bằng chữa thương. Không có người quấy rầy hắn, hắn bây giờ thiếu chính là thời gian. Trốn vào Vĩnh Hằng giới hữu dụng, bốn tôn bán thần tất cả hét to. Bốn người tầm mắt ngược lại là không tầm thường, rất nhanh liền tìm được Vĩnh Hằng giới, tất cả dùng đại thần thông, giam cầm không gian tùy thân, lấy bản mệnh nguyên thần hỏa bao khỏa, muốn mạnh mẽ luyện hóa Vĩnh Hằng giới. Ma Vương gặp chi, nửa điểm phản ứng đều không, ổn ép một cái. Ma Quân cùng Ma Hậu bọn hắn cũng còn tốt, đơn giản một cái chết thôi. Ngược lại là Thái Thượng Nữ Tiên Vương, có chút mắc tiểu, nàng còn không muốn chết. Bình tĩnh, Ma Vương một lời thâm trầm. Bình tĩnh không được, Thái Thượng Nữ Tiên Vương không chỉ một lần vòng nhìn tứ phương. Bán thần cấp thần thông, vẫn là rất kinh khủng, Vĩnh Hằng giới càn khôn đã nghịch loạn, chiếu như vậy luyện tiếp, rất nhanh liền sẽ bị luyện hóa, thân ở Vĩnh Hằng giới bên trong người cũng khó khăn trốn tử kiếp. Ma Vương xem thường, chỉ nhìn Triệu công tử. Tới chút thời gian, hết thảy đều không phải sự tình. Chờ hàng này lại đi ra, nhất định có người bị chặt. Oanh! Ầm ầm! Vĩnh Hằng giới quang minh, từng mảnh nhỏ tiêu tan, bị mây đen che đậy. Bán thần cấp như mưu túc kình luyện hóa, nho nhỏ Vĩnh Hằng giới là nhìn không được. Sớm đi đi ra, bớt ăn đau khổ, đệ tam bán thần giữ tợn nở nụ cười. Triệu công tử cũng là thật sự đứng lên, hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều nghỉ một lát, có thể vì nay cái này quang cảnh, đối phương rõ ràng sẽ không cho hắn thời gian, Vĩnh Hằng giới đã không chịu nổi. Tiểu Kỳ Lân một tiếng gào rít, chui vào trong cơ thể của Triệu Bân. Cái này, là bọn hắn ăn ý, Triệu Bân cần nó trợ chiến. Tới, Triệu Bân tay cầm âm dương kim đao, lại giết ra Vĩnh Hằng giới. Chân áp, bốn tôn bán thần phản ứng cũng không chậm, tất cả tế ra bản mệnh khí. Đáp lại bọn hắn, là một tiếng Kỳ Lân gào thét, sau đó chính là một cái quái vật khổng lồ, đang diễn thiên đạo trường ầm vang chống ra, đó là một đầu hư ảo hỏa Kỳ Lân, hình thể nguy nga như núi. Đối với cái này, Ma Quân bọn người không xa lạ gì. Kỳ Lân hóa đi, Triệu Bân tại phàm giới thường dùng. Giống. Lại là một tiếng Kỳ Lân gào thét, Kỳ Lân hóa hình thái hóa thành hình người. Thế nhân nhiều ngửa con mắt, như vậy một cái trạng thái, cùng Vĩnh Hằng Kim Thân có phần giống nhau. Triệu Bân hung hăng vặn vẹo cổ, giấu tại trong cơ thể hắn Kỳ Lân, cũng là ánh mắt cực nóng, thời gian qua đi tuế nguyệt hơn 100 năm, bọn hắn vẫn như cũ phối hợp hoàn mỹ, đơn giản người cùng sức mạnh kết hợp, nơi này sức mạnh, không chỉ là Kỳ Lân sức mạnh. Còn có trong cơ thể của Kỳ Lân thần minh chi lực, xưng là tối cường Kỳ Lân hóa, cũng không quá đáng chút nào, ít nhất cho đến tận này là tối cường. Oanh! Cổ lão diễn thiên đạo trường, lóe sáng một mảnh oanh minh. Hình người Kỳ Lân hóa Triệu Bân, thật quá to lớn, luận khí tức, luận kích thước, luận uy thế, đều tuyệt đối lấn át Vĩnh Hằng Kim Thân, chủ yếu nhất là thần minh chi lực, rất mạnh. Ở đâu ra thần minh chi lực, thế nhân đều kinh hãi dị. Lại vẫn cất giấu hậu chiêu. Lão bối nhóm thổn thức không thôi. Liền nhìn khách đều như vậy, càng chớ nói diễn thiên đạo trường bốn tôn bán thần, vừa mới tế bản mệnh khí, vốn định cưỡng ép chân áp Triệu Bân, chưa từng ngờ tới, tiểu tử kia lại còn có thần minh sức mạnh. Thật làm cho ý ta bên ngoài, Thái Thượng Thần Tử diện mục dữ tợn. Bây giờ, ngay cả U Cười Lữ Mở, đều nhíu nửa phần lông mày. Hắn có thần minh pháp tắc, có thể kiềm chế trong cơ thể của Triệu Bân thần minh pháp tắc, nhưng cái này thần minh chi lực, quả thực kiềm chế không được. Triệu Bân lưu lại như thế cái hậu chiêu, cái này lại là một cái biến số. Đổi ta, Triệu Bân đã luân động kim đao, lăng thiên bổ về phía đệ tam bán thần. Mượn tới sức mạnh, chung quy là ngoại lực, đệ tam bán thần một bước né qua đao mang, xong một cái không gian vượt qua, đăng lâm cửu tiêu, huy kiếm chém ra một đạo sáng chói tinh hà. Phá! Triệu Bân hai ngón khép lại, một đạo chu tiên quyết chém nứt tinh hà. Chết đi, đệ ngũ bán thần chắp tay trước ngực. Diễn xuất một vành mặt trời. Cho ta chiếu diệt, đệ thất bán thần thì một tay bấm niệm pháp quyết, tại chỗ liền chỉnh xuất cái mặt trăng. Tình cảnh như thế, sao có thể thiếu đệ lục bán thần? Hắn diệt diễn hóa đạo pháp, thành một mảnh vũ trụ mênh mông. Ông! Triệu Bân nửa chút không sợ, một đao đâm vào thương khung. Kim đao ông rung động,
đao ảnh dọc theo đi chừng hơn ngàn trượng, kịch liệt khuấy động phong ấn, quấy thái dương cùng mặt trăng ầm vang nổ nát, mà cái kia ngôi sao đầy trời, thì một viên tiếp nối một viên băng diệt. Ngô! Ba tôn bán thần cùng nhau bại lui, gặp không nhỏ phản phệ. Bọn hắn mặc dù bại lui, lúc trước phát hỏa tinh hà đệ tam bán thần, lại rút kiếm giết tới đây, vẫn là một kiếm quét ngang càn khôn, đến hàng vạn mà tính kiếm mang, như quang vũ vùng vãi đạo trường. Phương pháp này, có thể diệt không được ta. Triệu Bân nhạt đạo, lấy thiên ngự chi quang ngạnh kháng, cưỡng ép sát nhập vào Thương Miểu. Đệ tam bán thần cũng là niệu tính, không lùi mà tiến tới, lấy không gian vượt qua giết tới. Hắn có đại thần thông, là mất đi một ngón tay, lại kèm theo chói tai kiếm minh. Quang minh thân. Triệu Bân vừa quát trấn tiên khung, trong nháy mắt khai quang minh chi pháp. Ngừng lại, hắn tiên khu như thái dương, nở rộ vạn đạo tia sáng. Đệ tam bán thần đuổi kịp xảo, tại chỗ bị hoảng hai mắt đen thui. Không chỉ hắn, bên ngoài sân quần chúng, bao quát thái thượng thần tử cùng Lữ Mở, cũng đều bị lung lay mắt, chỉ vì, Triệu Bân quang minh thân không phải bình thường, đó là tan có quang minh thần uẩn. Đáng chết! Đệ tam bán thần vội vàng hoảng thu tay lại, như một đạo kinh mang phi thân sau đột. Tốc độ của hắn là không chậm, nhưng Triệu Bân có vẻ như càng nhanh, đuổi kịp liền bên trên một đao. Phốc! Bán thần cấp huyết quang, hoàn toàn như trước đây chói mắt. Đệ tam bán thần thảm rồi, bị một đao chặt diệt nhục thân. Cho dù chỉ còn dư nguyên thần, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn mở đột, ánh mắt hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng sợ hãi thần thái, lại triển lộ không bỏ sót, không còn nhục thân, toàn thân trên dưới đều lạnh siêu siêu, là hắn khinh thường, đánh giá thấp quang minh thân, một chiêu bị làm trở tay không kịp. Lần sau đi ra ngoài, nhớ kỹ nhìn hoàng lịch. Triệu Bân truy đến, đao thứ hai đã đập tới tới. Đao rơi, trăm trượng đao mang kéo dài, đệ tam bán thần bị một đao chặt diệt. Như lúc trước bốn vị, hắn cũng chết phiền muộn, kêu thảm đều không lưu một tiếng. Cái thứ năm, thế nhân ngơ ngẩn một tiếng, đã có năm tôn bán thần bị chạm. Luận lực lượng, còn phải là thần minh chi lực, quá bá đạo. Ông, diệt đệ tam bán thần, Triệu Bân giơ đao thẳng đến đệ ngũ bán thần. Bị hắn nhìn chăm chú vào, xếp hạng lão ngũ vị kia, lại một hồi run sợ. Càng là không đánh mà lui, bực này trạng thái Triệu Bân, thật là đáng sợ, cho dù tàn tật, một dạng vô cùng kinh khủng. Đại La Thiên Tay. Triệu Bân một bước vượt qua càn khôn, giả thiên đại thủ nắp rơi. Còn tại bỏ chạy đệ ngũ bán thần, bị đè thân hình lảo đảo. Đệ lục đệ thất bán thần coi như nghĩa khí, một đông một tây đánh tới, một đạo kiếm quang một đạo quyền ảnh, đánh không gian vỡ nát, dù là Triệu Bân kỳ lân hóa, đều bị đả diệt nửa bên. Diệt. Triệu Bân không nhìn hai người, chỉ công đệ ngũ bán thần. Hắn một trưởng bên trong, ra chỉ lực chi pháp tắc. Nặng như sơn nhạc đại la thiên tay, trưởng uy mạnh đến cực hạn. Phốc, lại là một đóa hoa máu. Đệ ngũ bán thần thân thể cũng nát, bị ép trở thành một bãi thịt nát. Còn có hắn nguyên thần, cũng không có thể đào thoát vận rủi, bị sinh sinh ép diệt thành cho. Hắn so đệ tam bán thần mạnh, trước khi đi, có như vậy một tiếng kêu gào, vô cùng thê lương. Cái thứ sáu, sử quan nhóm bút, lại là nồng đậm một vòng. Mà thân là khách xem thế nhân, lúc này đã phá lệ phấn khởi. Tám tôn bán thần bị diệt sáu tôn, đây là toàn quân bị diệt điểm báo A. Lui, đệ lục cùng đệ thất bán thần sợ, lại không đại chiến tâm tư, quay người liền đi. Bọn hắn là bán thần đi, diễn thiên đạo trường ngăn không được, một người một vết nứt, cưỡng ép thoát ra. Oanh, phía sau chính là Triệu Bân, cũng đi theo giết đi ra. Một bước dẫm sập tinh không. Thái thượng thần tử gặp chi, lại ẩn vào hư vô, còn có Lữ Mở, bây giờ cũng không thấy bóng người. Trên thực tế, hai người suy nghĩ nhiều, Triệu Bân căn bản không có phản ứng đến bọn hắn. Trước mặt có hai con cá lớn, đến nỗi con tôm nhỏ, chờ một lúc thu thập không muộn. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân ngang dọc cửu tiêu, vét sạch ức vạn sấm sét. Bực này cấp bậc công phạt, có lẽ không đả thương được bán thần, nhưng cũng đầy đủ ác tâm. Lôi điện không đáng sợ, đáng sợ là thiên uy, cho dù bán thần, cũng có thể bổ xuống ra chóc thịt bong, tựa như đệ lục bán thần, chân là trơn tru, nhưng chịu lôi điện, cũng lảo đảo không ngừng. Tới còn muốn đi. Triệu Bân truy đến, một đao đem hắn đánh bay ra ngoài. Bán thần chính là bán thần, bay tứ tung đi ra tư thế, đều so với người bình thường bá khí. Đây cũng là một ngoan nhân, bay ngược bên trong. Tế bản mệnh pháp khí, đón đầu đánh tới Triệu Bân. Sau đó, chính là một đóa so thái dương càng chói mắt ánh lửa. Đệ lục bán thần cũng học được Triệu Bân,
tự bạo bản mệnh pháp khí. Tự bạo bản mệnh khí, là cần dũng khí, như hắn, liền đầy mắt điên cuồng. Thế nhân nhìn rõ ràng, bán thần sợ là thật bị bức ép đến mức nóng này, cặp kia lão con mắt, nào còn có cơ trí, đã bị huyết sắc bao phủ, tinh hồng muốn chảy máu, diện mục càng là so lệ quỷ càng uy nghiêm đáng sợ hơn. Di thiên hoán địa. Trong lòng Triệu Bân một quát, cùng đệ lục bán thần đổi cho nhau vị trí. Đệ lục bán thần giống như sớm đã có đoán trước, cũng động nghịch chuyển pháp môn. Bẫy người bí pháp đi, hắn cũng thông hiểu, xem ai đạo hạnh cao. Ý nghĩ của hắn rất đẹp, thực tế cũng rất nói nhảm, hắn là động nghịch chuyển bí thuật, lại không dung chuyển Triệu Bân, chính xác nói, là bị Triệu Bân bên ngoài thân một loại sức mạnh cho tháo xuống. Luân hồi chi lực. Đệ lục bán thần hai mắt nổi bật, con người cũng thít chặt. Đúng, chính là luân hồi chi lực, ngăn cách chính là nghịch chuyển chi pháp. Triệu Bân nhiều cơ trí a, từng tại trên phương pháp này bị nhiều thua thiệt, sao có thể không có phòng bị. Còn nghĩ dùng bản mệnh khí nổ ta, nghĩ hay lắm. Phốc, đệ lục bán thần đẫm máu, hố người không thành bị nổ. Bán thần cấp pháp khí, sinh sinh nổ hư nhục thể của hắn. Cái thứ bảy, không đợi Triệu Bân đao rơi xuống, sử quan nhóm bút liền đã phát hỏa. Đều bị tạc thành cái kia hùng dạng, đệ lục bán thần cũng nên bên trên đường hoàng tuyền. Nói lên liền bên trên, Triệu Bân một đao này, bẻ gãy nghiền nát mạnh, sinh bổ đối phương nguyên thần thể, bá liệt đao uy, hủy diệt sát ý, đem hắn nguyên thần chân thực cưỡng ép đả diệt. Ngươi chạy, chặt đệ lục bán thần, Triệu Bân một đao lôi đình bổ ra không gian. Ẩn núp trong đó chuẩn bị bỏ chạy đệ thất bán thần, tại chỗ bị buộc ra. Chớ bức lão phu, đệ thất bán thần nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn đến vặn vẹo. Buộc ngươi lại như thế nào? Triệu Bân vượt qua tinh hà, một mảnh lôi hải che mất bán thần. Mở. Đệ thất bán thần quanh thân chớp lóe, trong khoảnh khắc giết ra. Thấy hắn phất ống tay áo một cái, một mặt gương đồng để ngang trước người. Đúng lúc gặp Triệu Bân giết tới, bị kính quang quét lộn ra ngoài, vừa mới khép lại kỳ lân sức mạnh thể, bị đánh ra một cái động lớn, thương tới hắn chân thân thể phách, đánh nát hắn nửa bên tiên khu. Không sao, hắn kháng đánh. Đều thương thảm như vậy, không quan tâm nhiều hơn nữa một đạo vết thương. Hắn diễn xuất đầy trời chữ cổ, phong bán thần bỏ chạy lộ. Cuối cùng một tôn bán thần, vẫn còn có chút nội tình, lấy tinh quang quét ngang, lại giết ra ngoài, phía sau, còn có từng mảnh nhỏ phù chú huy sái, cũng là hàng thật giá thật bán thần cấp. Nhưng, không đợi hắn mở nổ, Triệu Bân liền đã vượt qua không gian. Một cái chớp mắt này, sử quan nhóm bút lại nhấc lên, liền có thể rơi xuống. Bảy tôn bán thần đều chặt, cuối cùng này một tôn, hẳn là cũng không trốn thoát. Phốc! Triệu Bân không phụ sự mong đợi của mọi người, sau này một đao, sinh bổ đệ thất bán thần. Cùng lão phu cùng nhau lên lộ, đệ thất bán thần thông suốt xoay người, nguyên thần thể cực điểm bành trướng, hắn diện mục điên cuồng đến cực hạn, bán thần binh đều không tự bạo, muốn trực tiếp tới nguyên thần tự bạo, bản mệnh khí là không so được, hắn có lòng tin này mang hộ đi Triệu Bân. Ngươi trước tạm đi. Triệu Bân nhạt đạo, trong mắt nở rộ màu trắng ngọn lửa. Là mộng ảo tiên hỏa, cưỡng ép đem bán thần kéo vào huyễn cảnh. Mặc dù này thời gian chỉ một cái chớp mắt, nhưng hoàn toàn đầy đủ, đao của hắn đã mất phía dưới. Phốc, vẫn là nguyên thần huyết quang, muốn tự bạo đệ thất bán thần, tại chỗ bỏ mình. Hắn kêu rên, cũng như trước mặt mấy vị, vô cùng thê lương, đáng tiếc, không có đường lui. Thật toàn quân bị diệt. Mắt thấy đệ thất bán thần táng diệt, thế nhân đều ngơ ngẩn một tiếng. Vĩnh hằng thể điếu tạc thiên cái nào, trong một ngày chặt tám tôn bán thần. Lão phu đều thay bọn hắn lúng túng, quá nhiều người thổn thức không thôi. Lẽ ra, đây là một hồi tình thế chắc chắn phải chết a. Kết quả là, không chỉ bị người phá cục, còn một cái tiếp một cái bị giết chết, sớm chấm dứt Triệu Bân, cũng sẽ không có bực này tai họa. Lữ sư huynh, sao vội vàng như vậy? Quần chúng vẫn chưa thỏa mãn lúc, Triệu Bân lời nói lại vang vọng. Chờ mong nhìn phương kia, một mảnh tinh không đã ầm vang sụp đổ, ẩn núp một người trong đó, đã bị cưỡng ép bước đi ra, chính là diễn thiên thần tử Lữ Mở, lại không lúc trước nửa điểm khoan thai tư thái, cũng lại không tâm tình dao động quạt xếp, cả người đều chật vật không chịu nổi, là hắn coi trọng Thái Thượng Tông, cũng là hắn đánh giá thấp Triệu Bân, như thế cái tử cục, lại vẫn có thể bị phá. Siêu! Triệu Bân cách không lấy tay, nhẹ nhõm bắt Lữ Mở. Kỳ lân hóa đại thủ, bắt hắn tựa như nắm con cóc, ít nhất, tại thế nhân xem ra, thời khắc này Lữ Mở cùng con cóc không khác, chỉ cần Triệu Bân hơi chút dùng sức, liền có thể đem hắn bóp nát. Ván này, người thắng. Lữ Mở không giãy giụa,
Chỉ U cười nhìn Triệu Bân. Người ta chỉ đánh cờ, còn chưa kết thúc, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ lại đến. Dứt lời, thì thấy hắn hóa thành một tia khói xanh. Còn có kỳ thần minh pháp tắc, cũng đi theo biến mất. Không phải bản tôn, thế nhân đều nhìn một hồi kinh ngạc. Lữ Mở là cẩn thận hạng người, như thế nào chân thân đến đây? Vẫn là lão bố nhóm ánh mắt cay độc, sớm đã nhìn thấu manh mối, nếu là bản tôn, Triệu Bân thì đâu đến nổi đánh tốn sức như vậy. Phanh! Cùng với một tiếng oanh minh, lại một mảnh tinh không băng liệt. Lần này, từ bên trong không gian ngã ra chính là Thái Thượng Thần Tử. So sánh Lữ Mở, thần sắc hắn liền rất nhiều kinh ngạc, hắn cho là hắn giấu rất bí mật, cũng đối chính mình ẩn núp chi pháp có tuyệt đối tự tin, không nghĩ, dễ dàng như vậy liền bị tìm ra. Lại một con cóc, bị Triệu Bân nắm vào trong tay. Thái Thượng Thần Tử nghiến răng nghiến lợi, vô tận tiên lực dẫy giụa. Đáng tiếc, hắn không có thực lực kia, tám tôn bán thần đều bị chặt, càng không nói đến hắn. Để cho ta tới, Thái Thượng Nữ Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, liền muốn rút kiếm giết ra Vĩnh Hằng Giới. Hắn, là một tôn hóa thân. Ma Vương duỗi tay, lại đem túm trở về. Hắn thoại phương rơi, Thái Thượng Thần Tử cũng trừ khử không thấy, cũng hóa thành một tia khói xanh. Gặp chi, thế nhân một hồi kéo khóe miệng, làm hơn nửa đêm, cái này mẹ nó cũng không phải bản tôn cái nào. Triệu Bân, chờ lấy cho ta. Cái này, là Thái Thượng Thần Tử hóa diệt phía trước lưu lại một câu nói. Chuyện này vẫn chưa xong, chờ thần giới giải phong, lại đi thanh toán, một ngày này sẽ không quá lâu, người nhà có thể đồ diệt bán thần cảnh, còn có thể chiến qua thần minh. Sớm muộn đem ngươi trấn áp. Ngươi, đến tột cùng phân bao nhiêu hóa thân. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, giơ đao thẳng đến phương đông. Nhìn khách nhân ảnh như thủy triều, toàn bộ đều đi theo. Bên này xong việc, phương đông chiến trường còn đánh náo nhiệt. Cái này, làm sao có thể? Triệu Bân đánh tới lúc, Thái Thượng chúng tiên vương tập thể chấn kinh. Đây chính là tám tôn bán thần, cũng không thể cầm xuống Vĩnh Hằng Thể. Lúc này, bọn hắn có phần muốn tìm người hỏi một chút, tám đánh một là như thế nào bại? Không có người cho bọn hắn đáp án, Triệu Bân còn sống, chính là câu trả lời tốt nhất. Ngươi, thật đúng là nghịch thiên. Thân hình chật vật áo tím lão đạo nhân, mãnh liệt hút mạnh thở ra một hơi. Đồng dạng là đánh nhau, cùng vị kia so sánh, hắn chính là tiểu đả tiểu nháo. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân thanh như lôi chấn, ước vạn sấm sét tàn phá bừa bãi. Kế tám tôn bán thần sau đó, lại là một hồi sát lục. Đi! Thái Thượng chúng tiên vương không chút nào ham chiến, tập thể mở đột. Liền một cái chống đỡ chàng tử đều không, cái này còn đánh cọng lông cái nào. Phốc, phốc! Bọn hắn chạy trốn lộ, một đường đều cùng với huyết kiếp. Thế nhân nhìn rõ ràng nhất, cái kia bay múa đầy trời lôi đình, tựa như từng thanh sát kiếm, mỗi có một đạo rơi xuống, tất có người nghênh không đẫm máu, hoặc bị đánh diệt nhục thân, bị chặt nát nguyên thần, có quá nhiều chạy chạy liền nổ thành huyết hoa, một tôn tiếp một tôn chạy vào quỷ môn quan. Cỡ nào châm chọc a, không thiếu lão bối thổn thức chặt lưỡi. Lời này không có tâm bệnh, thân là khách xem thế nhân cũng không phản bác. Gần trăm tôn tiên vương a, thật muốn cứng rắn làm, chưa chắc không có lực đánh một trận. Nhưng hôm nay, thực sự là một cái so một cái chạy nhanh, bị một cái gần chết Vĩnh Hằng Thể, đuổi đầy trời tán loạn. Tha mạng! Thê lương tiếng kêu rên bên trong, rất nhiều cầu xin tha thứ. Thế nhân nghe run sợ, không người dám hướng phía trước góp. Đại La Thánh Tử có vẻ như lại giết mắt đỏ, bao phủ lôi điện, tay mang theo chảy máu kim đao, thật đi đến đâu giết đến cái nào, cái kia nghiễm nhiên đã không phải đại chiến, mà là Vĩnh Hằng Thể đan phương sát lục, từng tôn tiên vương đều rất giống thành từng cái dưa hấu. Triệu Bân chính là chặt dưa hấu người. Thảm, Thái Thượng Tông dị thường thảm liệt. Không người thương hại, cũng không người nói hộ. Nhân quả dễ luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Như lời nói này, bây giờ quá nhiều người đều tại nói. Thái Thượng Tông, thần minh truyền thừa, ngày thường cũng không ít lấn lăng tứ phương, ngày hôm nay huyết kiếp, nên tốt nhất báo ứng, cũng không phải là cái nào cũng là quả hồng mềm, tựa như Đại La Thánh Tử. Tiếng kêu thảm thiết, chẳng biết lúc nào chôn vùi. Vòng mong tinh không, không gặp lại Thái Thượng Tông Tiên Vương, chết thì chết trốn thì trốn. Triệu Bân cũng đi, một bước một cái huyết sắc dấu chân, tựa như đẫm máu tu la. Cuối cùng là kết thúc, nhìn qua đạo kia càng lúc càng xa bóng lưng, thế nhân vẫn chưa thỏa mãn. Tám tôn bán thần cộng thêm mấy chục tôn tiên vương, Vĩnh Hằng Thể lại làm nhiều tiền. Nhìn chung sử sách, chuẩn tiên vương có thể có như thế chiến tích giả, quả thực không có mấy cái. Thương vong thảm trọng như vậy,
Thái Thượng Tông sợ là còn thành thật hơn rất nhiều ngày. Nhà hắn nội tình dày, khó tránh khỏi mấy ngày nữa, lại ra mấy tôn bán thần. Lời này không giả, dù sao cũng là một mạch thần minh truyền thừa, căn cơ rất cường đại. Đám khán giả cũng rút lui, lúc đi vẫn không quên nghị luận ầm ĩ, Thái Thượng Tông chịu thiệt hại lớn, sợ là sẽ không làm tốt, cũng không sao, Đại La Thánh Tử đã có thể chống đỡ Tiên Tông bề ngoài. Triệu Bân đi tới, liền biến mất tinh không. Hắn lại hiện thân nữa lúc, đã là một khỏa tĩnh mịch cổ tinh. Sau đó, chính là chữa thương tên vở kịch, thân là hắn cận vệ, vẫn là rất kính nghiệp, bán thần cấp thiên lực, cuồn cuộn như nước thủy triều, cường thế giúp ngươi khử diệt thể nội sát ý. Không sát ý độc hại, còn lại thì dễ làm. Đại La Tiên Tông người đi, sức khôi phục đều bá đạo. Tựa như hàng này, chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Lão đạo này lá gan quá nhỏ. Triệu Bân tử phủ chúng tiên vương tụ tập thầm mắng, mắng tất nhiên là áo tím lão đạo. Suy nghĩ một chút cũng phải, Triệu Bân đều thương thảm như vậy, cho hắn một đao rất khó sao. Người đi người tới. Cái này, lại là áo tím lão đạo trả lời. Tám tôn bán thần đều đồ, há là một người như vậy. Chúng tiên vương tuy có chỗ chờ mong, cũng không một cái dám động, sinh tử chú ấn lực sát thương, bọn hắn được chứng kiến, không cần quá lâu, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem bọn hắn tập thể đưa tiễn. Oán thầm thì oán thầm, bọn hắn e ngại Triệu Bân thật sự. Hàng này quá nghịch thiên rồi, lại mẹ nó chặt tám tôn bán thần. Chờ lấy con tin đổi con tin A. Không giết người ý niệm, chúng tiên vương vẫn có mỹ hảo nguyện vọng. Nói đến con tin, trong lòng bọn họ đều không thực chất, bởi vì có vết xe đổ. Ân, cũng chính là thái thượng nữ tiên vương, làm không tốt bọn hắn cũng sẽ bị vứt bỏ. Từ này mặt trời mọc, đủ nửa tháng không thấy Triệu Bân đi ra, không có cách nào, thương tích quá nặng, không chỉ tuổi thọ hao tổn hầu như không còn. Thể phách cũng là thương cảnh hoang tàn khắp nơi, đã nghiêm trọng tổn hại căn cơ. Ai? Áo tím lão đạo một tiếng thở dài, đang tại hoài nghi nhân sinh. Hắn sợ là thật cùng thời đại tách rời, bây giờ chuẩn tiên vương đều như vậy niệu tính sao? Chặt liên tiếp tám tôn bán thần cấp, chỉ cái này một trận chiến, liền có khả năng cùng thời kỳ vĩnh hằng thủy tổ sánh vai, thật sự không hổ một mạch tương thừa, nhân số mặc dù thưa thớt, nhưng đều hiếm thấy ngoan nhân. Chớ ngủ, chơi đùa. Ma vương đang cầm lấy một cây côn, đang lần lượt đâm tiểu kỳ lân. Thánh thú tính khí, hôm nay đặc biệt tốt, căn bản không có lý tới hàng này. Nói tính tính tốt, cũng không xác thực cắt, chủ yếu là quá hư nhược, vì đi suy yếu lạc. Còn không phải bởi vì trợ Triệu Bân mở kỳ lân hóa, mệt hư thoát, không có mấy tháng không khôi phục lại được, lúc này đi. Chớ nói đứng lên chơi đùa, ngay cả thở khẩu khí đều cảm giác toàn thân đau. Cuối cùng là mở mày mở mặt, ma vương càng đâm càng mạnh hơn. Ta đánh cho hắn một trận nữa, mặt quỷ Diêm La ngữ trọng tâm trường nói. Đánh không lại, thế gian người tới mới nhóm, đều một tiếng ho khan. Thái thượng nữ tiên vương là ở, cũng như áo tím lão đạo, một thân một mình ngửa mặt nhìn thương miểu, nửa đời trước của nàng, sống quá thất bại, nàng vẫn cho là nhà, càng là như vậy tàn nhẫn. Đêm, Triệu Bân chậm rãi mở con mắt. Thương thế đi, đã không còn đáng ngại. Một hồi tử chiến một hồi tạo hóa a. Áo tím lão đạo thổn thức. Nhìn ra được Triệu Bân thuế biến không thiếu. Chuẩn tiên vương còn như vậy, nếu tiến giai tiên vương há không thượng thiên. Ông, Triệu Bân nửa chút không trì hoãn, trực tiếp vào vực môn. Xong, thì thấy hắn nhẹ phẩy tay áo, bảy đạo tiên quang bay ra. À không đúng, không phải tiên quang, mà là bảy tôn pháp khí, hàng thật giá thật bán thần binh, tất cả đại chiến sau càn quét đạt được, trừ đệ lục bán thần bản mệnh pháp khí, những thứ khác đều ở đây. Áo tím lão đạo đã có giác ngộ, tại chỗ gỡ tay áo. Lấy người nào đó niệu tính, sau này nhất định còn có càng hơn nửa hơn thần binh. Bên này, Triệu Bân đã rơi vào vĩnh hằng giới. Hắn tế bản nguyên, giúp kỳ lân ôn dưỡng thể phách. Tiểu gia hỏa ngủ an tường, tại trong ngủ say thuế biến. Đồng dạng tại thuế biến, còn có sở vô xương, từ liên sinh chú bị phá, thuế biến liền bắt đầu, có lẽ là bởi vì huyết mạch duyên cớ, đến nay cũng không tỉnh lại. Chỉ ngũ thải tiên hà bao phủ tiên khu. Tối nay, ánh trăng không tồi. Mặt quỷ Diêm La cất tay, lắc hoảng du du đi ra. Ma quân bọn hắn cũng đều có nhãn lực gặp, không quấy rầy hai tiểu bối. Cũng là phàm giới đi lên, đều biết Triệu Bân cùng sở vô xương chi chuyện, đó là nhuốm máu ký ức, còn tốt, sở vô xương sống lại, cũng còn tốt, Triệu Bân còn tại, nhưng nối lại tiền duyên. Ai? Ma vương một tiếng thở dài, ỉu xìu không đáng chú ý đi. Tình là cái thứ tốt, hắn năm đó đã từng có.
Sở Vô Xương, thật hâm mộ ngươi. Thái thượng nữ tiên vương lúc đi, có một tiếng tự giễu lẩm bẩm ngữ. Từng có lúc, nàng cũng có tình có nước mắt, cũng nghĩ có một người như vậy, như Triệu Bân như vậy, có thể vì nàng không màng sống chết, đáng tiếc nàng không có phúc phần kia, thanh danh của nàng sớm đã nát thối. Triệu Bân. Sau đó không lâu một tiếng kêu gọi, nghẹn ngào không chịu nổi. Sở Vô Xương tỉnh, nước mắt đã mông lung nàng con mắt. Là ta, Triệu Bân tang thương nở nụ cười. Không có người quấy rầy bọn hắn, chỉ có yên lặng chúc phúc. Trước trước sau sau hơn 100 năm, đã bỏ lỡ quá lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 3 ngày sau, Sở Vô Xương lại rơi vào ngủ say. Phía sau nhiều ngày, Vĩnh Hằng Giới đều dị tượng không ngừng. Đều biết Sở Vô Xương bản mệnh dị tượng, nên hậu tích bạc phát, huyết mạch bị cực điểm khai quật, đối với cái này, Ma Vương còn chuyên môn nghiên cứu qua, cái này huyết thống, tại rất nhiều năm trước là có một lệ, không qua sớm đã tuyệt tích, không nghĩ, sinh thời còn có thể thấy vậy truyền thừa. Trong thông đạo, Triệu Bân ngồi xếp bằng, vẫn tại chữa thương. Thân là hộ vệ của hắn, áo tím lão đạo có thể nói cẩn trọng. Triệu Bân cho 7 tôn bán thần pháp khí, hắn đã luyện hóa thứ 3. Bán thần kính nghiệp như vậy, chúng tiên vương an dám nhàn rỗi, lại bị kéo ra ngoài tập thể vẽ phù, để tránh đám người nửa đường lười biếng, Triệu Bân còn giao phó nhiệm vụ, dám không nghe lời dễ nhìn như ngươi. Siêu. Gió nhẹ nhẹ thổi, thái thượng nữ tiên vương ra Vĩnh Hằng Giới. Chúng tiên vương liếc mắt nhìn, vị này ngược lại là rất thanh nhàn cái nào. Quy thuận Triệu Bân, chúng tiên vương nói thầm như vậy. Đúng, chắc chắn là quy thuận, bằng không thì vì đi không kiếm sống. Ra sao tạo hóa, Triệu Bân không mở con mắt, chỉ nhàn nhạt một tiếng, hắn trí nhớ rất tốt, nhớ kỹ thái thượng nữ tiên vương hứa hẹn, chỉ cần hắn chạy thoát, liền tiễn hắn một hồi đại tạo hóa. Bản nguyên, Vĩnh Hằng Thánh Thể bản nguyên. Nữ tiên vương không giấu giếm, đây là nàng lưu bảo mệnh phù. Bây giờ xem ra, không quan trọng, Thái Thượng Tông đã vứt bỏ nàng, nàng còn trông coi bí mật làm gì, Thái Thượng Tông bất nhân, đừng trách nàng vô nghĩa, tiễn đưa Triệu Bân một hồi tạo hóa, ác tâm chết ngươi. Còn có việc này. Chúng tiên vương nghe xong nhíu mày, không khỏi nhìn nhiều nữ tiên vương một mắt. Này nương môn nhi, là tại biểu trung tâm cái nào? Triệt để vạch mặt a. Bất quá nghĩ lại, có vẻ như cũng không mau bệnh, nếu đổi lại là bọn hắn, như bị từ bỏ, cũng phải tìm cách ấm ức, không để lão tử tốt hơn, người mẹ nó cũng đừng hòng sống yên ổn. Nếu gạt ta, người biết kết quả. Triệu Bân cuối cùng là mở con mắt. Cứ nói đi, Thái Thượng Tông đỉnh phong tiên vương. Sao có thể không giấu điểm bí mật? Chắc chắn 100%, Thái Thượng Nữ Tiên Vương khẽ nói, truyền một đoạn thần thức. Triệu Bân nhìn, trong mắt lóe lên tinh quang, tiện tay còn cầm một bức địa đồ. Nữ Tiên Vương cho vị trí chính xác, trên bản đồ có thể tìm được tiêu ký, tại một mảnh cổ lão tinh vực. Tìm được bản nguyên, ngươi là có hay không sẽ giết ta? Nữ Tiên Vương lại nói. Lời này vừa ra, vẽ phù chúng Tiên Vương cùng áo tím lão đạo đều nhìn lại. Nữ tiên vương nói ra lời này, bọn hắn một điểm không ngoài ý muốn, dù sao nàng đã bị Thái Thượng Tông vứt bỏ, lấy con tin đổi con tin con đường này, đã không làm được, nàng có vẻ như không có gì giá trị. Tìm được lại nói, Triệu Bân trở về một lời. Thái Thượng Nữ Tiên Vương không hỏi lại, chính mình bày ra một cái bàn nhỏ. Xong, thì thấy nàng nâng bút vẽ phù, không có gì nguyên nhân, chính là muốn vẽ. Triệu Bân thu địa đồ, chuyên tâm ngộ vĩnh sinh đạo, thọ nguyên có vẻ như không đủ. Còn có hắn vô vọng mắt, gấp 8 lần chiến lực phản phệ, đến nay vẫn tồn tại như cũ. Nửa tháng sau, mới thấy hắn ra vực môn. Mới tinh vực, so trong tưởng tượng mênh mông. Hắn vận khí rất tốt, này tinh vực có hắn bạn cũ, chính là thế gian thiên âm các chủ Bích Tiêu, tính ra, vẫn là nhược thủy sư phó, về phần hắn, xem như nhược thủy vỡ lòng ân sư. Bích Tiêu cũng là xui xẻo vận một cái, so với trước kia tử linh còn thảm. Bị hắn tìm được lúc. Bích Tiêu đã là thọ nguyên không nhiều, đã chuẩn bị kỹ càng quan tài. Bích Tiêu sau đó, chính là một con hổ, chuẩn xác hơn nói, là thái thượng hổ dữ. Bất diệt ma quân tỏa kỵ đi, vận khí so chủ nhân hảo, phi thăng tới một mảnh thiên địa, hơn nữa mảnh này thiên địa, còn ít ai lui tới, thiên địa linh khí còn có thể, ít nhất tu vi không rơi xuống. Cái này tiểu lão hổ không tệ. Ma vương cất tay, nhìn chằm chằm hổ dữ nhìn một lúc lâu. Thái thượng hổ dữ huyết thống. Cùng thần thú bạch hổ rất có ngọn nguồn. Chính là mảnh tinh vực này. Không biết cái nào một ngày, Triệu Bân mang theo địa đồ ra vực môn. Nữ tiên vương nói tới chi địa, liền tại đây phiến tinh vực chỗ sâu. Thân là tống cơ người có duyên,
hôm nay nữ tiên vương đi theo ra. Mảnh tinh vực này, nàng đã nhiều năm không có tới, có một đoạn thương tâm chuyện cũ. Đã biết có bản nguyên, chính ngươi vì cái gì không lấy? Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng. Không có thực lực kia, thái thượng nữ tiên vương một tiếng ho khan, trong đó có đại trận. Lấy ngươi thái thượng tông nội tình, lấy chi cũng không khó. Triệu Bân ực một hớp rượu. Dù sao cũng phải cho chính mình, lưu chút đường lui. Nữ tiên vương cũng là thực sự. Triệu Bân không có truy vấn ngọn nguồn, chỉ cần bản nguyên thật sự, đó chính là cơ duyên. Hai người một trước một sau, vượt qua một mảnh mênh mông tinh hải, vào một khỏa cổ tinh. Này cổ tinh cũng không sinh linh, khắp nơi hoang vu một mảnh, chớ nói bóng người, ngay cả cỏ dại cũng không có. Cái này có thể có bản nguyên, ma vương vòng liếc mắt nhìn tứ phương. Cái này có thể có bản nguyên, Triệu Bân lúc này cũng tại lẩm bẩm. Coi là thật có thánh thể bản nguyên, hắn cái này hẳn có cảm giác mới đúng. Dãy núi kia, nữ tiên vương nhận rõ phương vị, chỉ phía xa một phương. Triệu Bân dẫm lên trời, một bước đã rơi vào trong núi, chợt nhìn không có gì manh mối. Nhưng cẩn thận nhìn lên, trong núi nhiều càn khôn, cái này không phải núi, rõ ràng là một mảnh hải. Thần minh cấp che lấp, ma vương hơi hiếu kỳ, cũng đi ra. Nhìn qua, thật đúng là như thế, chướng nhãn pháp cấp bậc khá cao, tự đứng ngoài nhìn là núi, đi vào nhìn lên, mới biết bên trong có đại càn khôn, cũng không biết cái nào nhân tài, bày ra tòa đại trận này. Coi chừng, nữ tiên vương nhắc nhở một tiếng. Thật có ý tứ, Triệu Bân mở thần minh chi nhãn, nhìn lén phiến thiên địa này. Nhìn thật lâu, cũng không thấy hắn thu đôi mắt, trong mắt của hắn quần sơn, chính là một vùng biển rộng, cuồn cuộn sóng lớn, nhuộm tang thương chi ý, lại cất giấu một cỗ rộng rãi bàng bạc chi thế. Ở phía dưới, Triệu Bân thu ma vương cùng nữ tiên vương, phù phù một tiếng vào đáy biển. Đi vào như thế một nhìn, đáy biển có long cung, không biết bị trần phong bao nhiêu năm. Có thể thấy được qua, Triệu Bân đứng ở cửa cung điện, nhìn một lúc lâu. Cung điện không có bảng hiệu. Cũng không biết là cái nào một mạch truyền thừa, chỉ biết có phong ấn. Vạn sự thông hỗn thiên ma vương, thì tại lật sách cổ, vừa lật một bên nhìn cung điện. Đến cuối cùng, hắn mới nhẹ nhàng rung đầu, hắn dù sao không phải là bản tôn, không có toàn bộ ký ức, nhưng tòa này long cung, thật sự thú vị, lưu tại hậu thế, thế nào ngay cả một cái bảng hiệu đều không. Trong đó có rất mạnh sát trận, nữ tiên vương lại truyền một lời. Đã nhìn ra, Triệu Bân không dám tới gần, ngay tại bên ngoài tản bộ. Tòa này long cung rất khổng lồ, tựa như 8.000 trượng cự nhạc, đứng ở trước mặt, có thụ áp lực, khai thần minh chi nhãn nhìn lên, nhìn không thấu trong đó càn khôn, hẳn là thần minh cấp cấm chế. Cũng chỉ có thần minh cấp cấm chế, mới có thể cách trở hắn thần minh chi nhãn. Tựa như ngày xưa cứu Hoàng Phi lúc, cái kia phiến tiên thổ càn khôn cũng rất tà dị. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Triệu Bân cuối cùng liếc mắt nhìn, một bước bước vào. Trong long cung. Tự thành một đại giới, tựa như một mảnh tiên vực, dù hắn thị lực, một mắt đều không thể trông thấy phần cuối, chỉ tiên quang tràn đầy, cẩn thận lắng nghe, còn có cổ lão đạo âm. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, tâm thần hơi cảm thấy bất ổn. Là cái kia cổ lão đạo âm, có một loại ma lực thần kỳ. Trừ này, chính là một loại nhìn bằng mắt thường không thấy bóng đen, trong bóng tối chợt tới chợt lui. Mẹ nó, lại là tà linh. Đáy biển long cung. Triệu Bân như cái du khách. Giờ đau mà đi. Có lẽ là bởi vì hắn sát khí quá mạnh, thậm chí du tẩu chỗ tối tà linh cũng không dám tới gần quá, đương nhiên, cũng có đầu óc không dùng được, tụ tập chạy đến tìm kích động, bị giết chết rất nhiều. Nhưng có cảm giác, ma vương hỏi một câu. Không có, Triệu Bân leo lên một đỉnh núi. Hắn lấy thần minh chi nhãn quan sát càn khôn, có thể một mắt mong tận mảnh này tiên thổ. Nhưng, hắn thấy cũng chỉ là một đại luân khuếch, bên trong huyền cơ, tất cả mơ hồ không chịu nổi. Tựa như một tòa lầu các, hình như có mây mù che giấu, nhìn thế nào đều thấy không rõ, cũng như một mảnh ao nước, thanh tịnh như gương, nhìn nhiều như vậy một hồi, thần minh mắt đều bị hoảng bốc lên kim tinh. Xác định cái này có bản nguyên, ma vương cất tay, nhìn sang thái thượng nữ tiên vương. Ta từng tại này gặp qua hắn dị tượng, chắc chắn 100%. Nữ tiên vương giọng điệu có phần xác định. Tin rằng ngươi cũng không dám nói lời bịa đặt, ma vương nói, lại chạy ra khỏi vĩnh hằng giới. Triệu Bân một bên nhìn tứ phương, một bên nhẹ phẩy ống tay áo, lại đem hàng này cho lấp trở về. Mảnh này tiên thổ thật không đơn giản, khắp nơi đều là hố, hắn đạp, có lẽ có thể an toàn thoát thân, ma vương đạp đi. Sợ là sẽ chết rất nhiều khó coi, dù sao hàng này tại trạng thái hư nhược. Cuối cùng liếc mắt nhìn, hắn đi xuống núi đỉnh.
Theo tiểu đạo, hắn bước lên một tòa cầu hình vòm. Cầu kia nhiều năm rồi, che đầy tuế nguyệt cho bụi. Hướng xuống đi xem, chính là thanh tịnh thấy đáy nước sông. Trong sông nhiều hài cốt, không biết nhà ai tầm bảo giả. Trước kia, ta đúng là đang cầu này nhìn lên gặp dị tượng. Nữ tiên vương khẽ nói. Triệu Bân không có trả lời, mở lấy thần minh mắt, trên dưới trái phải nhìn, bản nguyên dị tượng, hắn là nửa điểm không có nhìn thấy, ngược lại là tà linh nhóm thân ảnh, bây giờ nhìn thấy cái này đến cái khác, nên tuế nguyệt quá xa xưa, tới tìm cơ duyên quá nhiều người, tầm bảo bản sự không tới nơi tới chốn, hoặc vận khí quá kém, chôn ở nơi đây, cái này cùng Thái Tuyệt Sơn phủ có dị khúc đồng công chi diệu. Cầu phú quý trong nguy hiểm là không giả, nhưng cũng phải làm theo khả năng. Đi qua cái này cầu hình vòm, là một cái thôn xóm nhỏ, dựa vào núi cũng bên cạnh thủy. Trong thôn từ không người, liền đứng ở chân tường thuồng sắt cùng quốc, đều mục nát. Hắn rất hiếu kỳ, tòa này Long Cung đến tột cùng là ai tạo, còn có thổ dân cư dân. Không có người cho hắn đáp án, muốn biết bí mật, còn phải chính mình tìm. Tiểu hữu, lão phu nghĩ ra được mát mẻ mát mẻ. Áo tím lão đạo cười ha ha. Đi ra chớ đi loạn động, Triệu Bân tùy ý trả lời một câu, nơi đây rất nguy hiểm. Biết rõ, áo tím đạo nhân rất có tư tưởng, mang theo cái hồ lô rượu liền chạy ra ngoài. Tiểu hữu, chúng ta cũng nghĩ. Trung thực đợi. Hảo. Triệu công tử cùng tử phủ chúng tiên vương nói chuyện, hoàn toàn như trước đây thông tục dễ hiểu. Chủ thầu đi, phải vì nhân viên an toàn nghĩ, trung thực vẽ phù liền tốt, muốn gì xe đạp. Thật lúng túng a. Chúng tiên vương hít sâu một hơi, sợ không thể lại sợ. Đồng dạng làm lao động, bọn hắn có vẻ như còn không có lười biếng tư cách. Cái này, là một tòa phần mộ lớn, áo tím lão đạo nhân ngữ trọng tâm trường nói. Tiền bối đối với khảo cổ còn có nghiên cứu, Triệu Bân trách mắt nhìn một chút lão đạo. Hiểu sơ, áo tím lão đạo vuốt râu một cái, nơi đây phong thủy rất tốt. Ta như thế nào không nhìn ra, Triệu Bân lại là một phen vòng nhìn. Nhìn bên kia, áo tím lão đạo nhân chỉ phía xa một phương thiên địa. Triệu Bân theo con mắt nhìn lại, thấy chỉ một mảnh hư vô, không có gì lạ thường. Không phải thấy như vậy, áo tím lão đạo lấy ra một mặt gương đồng nhỏ. Thấy hắn cầm trong tay gương đồng, tiên lực quán thâu, hướng về chỉ phương kia chiếu theo. Đừng nói, bị gương đồng chiếu một cái như vậy, cái kia mảnh hư vô vẫn thật là thay đổi một phen cảnh tượng, lại diễn xuất tinh không, tinh thần là hư ảo, bất quá sắp xếp phương hướng. Rất có đại học vấn, nếu đem trong đó sáng ngời nhất trên trăm khỏa móc nối, nghiễm nhiên chính là một đầu cự long hình dạng, hơn nữa cự long cũng không phải là đứng im bất động, liền lúc này, nó đã biến mấy cái tư thế. Thương Long bảo địa, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm. Tiểu hữu lại cũng hiểu tinh tưởng, lão đạo nở nụ cười. Hiểu sơ, Triệu Bân nói, nhìn về phía lão đạo trong tay gương đồng, tấm gương này không tệ, liền hắn thần minh mắt cũng không nhìn ra càn khôn, bị nó chiếu một cái như vậy, lại lộ ra huyền cơ. Ăn cơm trang phục, không đáng tiền. Áo tím lão đạo cười ha ha, trơn tru giấu gương đồng. Triệu công tử không nghe hắn nói linh tinh, cái này mẹ nó chính là một cái bảo bối. Chớ nói hắn, ngay cả ma vương hai mắt, bây giờ đều lóe lên ánh sáng. Đi xem, Triệu Bân mở ra bước chân. Đi ngang qua áo tím lão đạo lúc, hắn còn nhẹ phẩy bàn tay. Xong, lão đạo gương đồng, liền rơi vào trong tay hắn. Trộm tiên thuật đi, ngộ càng rõ ràng, dùng đến lại càng tiện tay. 3. Sau lưng áo tím lão đạo, ở trong lòng hung hăng quạt chính mình một cái tát. Nhìn hắn vô cùng buồn bực thần thái, Triệu Bân tử phủ chúng tiên vương, khỏi phải nói chua bao nhiêu sướng rồi, nên, lại để cho ngươi nhà thối khoe khoang, cho nên nói, bọn ta liên hợp một khối tạo phản A. Ngươi có thể nhận ra cái đồ chơi này, Triệu công tử truyền âm ma vương. Thần huyền kính, ma vương nói đi, còn bổ hai chữ. Chính phẩm. Không tệ, Triệu Bân cầm gương đồng, lăn qua lộn lại quét lượng, dám treo thần chữ, dùng cái mông nghĩ cũng không đơn giản, lão đạo này không thực tế, có cái này đồ tốt ngươi không còn sớm lấy ra. Hàng này không biết xấu hổ cái nào, áo tím lão đạo cái kia mặt đen a. Cũng trách hắn, an phận tại tử phủ đợi thôi, lại chạy đến lãng. Triệu Bân xem thường, cầm thần huyền kính một đường chiếu tới chiếu đi, người khác bảo bối, lấy tới dùng, cũng là rất tiện tay. Thần minh mắt đều nhìn không ra huyền cơ, kính này có thể nhìn, tựa như cái kia thương long bảo địa, tựa như cái kia cổ lão tinh tượng, hắn lúc trước liền không nhìn ra manh mối. Đang khi nói chuyện, hắn lại leo lên một ngọn núi. Từ cái này đi xem, có thể rõ ràng nhìn thấy thương long bảo địa. Áo tím lão đạo nói không giả, này liền một tòa phần mộ lớn. Nơi đây chôn một tôn vĩnh hằng thánh thể, Triệu Bân lẩm bẩm ngữ,
xuống xem xét liền biết, ma vương có phần tới tinh thần, hắn đối với khảo cổ, cũng rất có tâm đắc. Tiền bối, không có ý định quấy rầy. Trong lòng Triệu Bân một lời, theo tinh tượng vào cổ mộ. Như hắn sở liệu, trong mộ khắc lấy không thiếu thần minh cấp cấm chế. Bởi vậy không khó tưởng tượng, trong mộ tám người rất có lớn lai lịch. Nhưng có cảm giác, ma vương lại hỏi. Có, Triệu Bân con mắt lóe lên tinh quang. Từ vào cổ mộ, bản nguyên liền biểu lộ ra khá là sao động. Rất rõ ràng, thánh thể bản nguyên liền giấu ở này trong mộ. Cái này nhà ai đồ đằng, áo tím lão đạo một đường đều tại nói thầm. Này đồ văn, tựa như ở đâu gặp qua, Triệu công tử cũng tại nói thầm. Ta nhìn thấy cũng quen mặt, ma vương sờ lên cằm, cố gắng hồi ức. Đến, ba người cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ, đành phải tiếp tục đi xuống dưới. Đã đại mộ, tất nhiên là âm khí rất nặng, lạnh siêu siêu cơn gió, thổi một không ngừng. Đây là một cái mê cung a, mặt trời lặn đại trưởng lão một tiếng nói thầm. Khác chúng tiên vương, cũng là bực này tâm cảnh, sạch nhìn hai người đặt cái kia đi vòng. Không tệ, mộ đạo là cái mê cung, đi tới liền sẽ lạc đường, Triệu Bân con đường đi tới này, lại gặp rất nhiều hài cốt, phần lớn là tới khảo cổ, không thể đi ra ngoài, bị vây chết tại cái này, trừ này, chính là bị cấm chế giết hết, bởi vì toàn bộ mộ đạo, chính là một tòa đại trận. Còn tốt, hắn có thần minh mắt, có thể khám phá một chút manh mối. Thực sự không được, còn có thần huyền kính, tuyệt đối hoàn mỹ phối hợp. Phía trước, đã đến phần cuối, là một tòa cửa đá. Trên cửa đá, cũng có cổ lão đồ văn khắc họa. Lão đạo rất tự giác, trốn ở sau lưng Triệu Bân, cửa đá một bên khác hẳn là mộ thất, lấy hắn nhiều năm khảo cổ kinh nghiệm, gặp đến một bước này, cơ bản đều kèm theo đáng sợ ách nạn, khó tránh khỏi có dấu thần minh sát trận, cấp độ kia cấp bậc trận pháp, là có thể miểu sát bán thần. Triệu Bân nghiễm nhiên mà đứng, liền đứng ở trước cửa nhìn bên trên đồ án. Đồng dạng tại nhìn còn có ma vương, so Triệu Bân nhìn còn nghiêm túc. Ta nói thế nào quen mặt như vậy, thật lâu, mới ngửi Triệu Bân mở miệng. Đang khi nói chuyện, hắn còn từ vĩnh hằng giới sách ra một vật, là một khối lệnh bài màu vàng óng, cầm trong tay còn có cực nóng cảm giác, không biết là từ loại tài liệu nào chế tạo, dị thường trầm trọng, còn có tiên uẩn rong chơi, càng có hỏa hơi thở lượn lờ, không nhìn nhục thân, đánh thẳng hắn nguyên thần. Đây là thiên thương lệnh, sở thuộc thiên thương tiên vương. Năm đó thế gian, hắn vì tìm Lạc Hà, nửa đường cùng huyền cơ lão nhân vào thiên thương bí cảnh, mà lệnh bài này, liền phải từ trong đó, Nguyệt Thần từng nói, tấm lệnh bài này là thiên thương tiên vương chi vật, đến nỗi thiên thương tiên vương lai lịch, Tú Nhi đã từng có chỗ nhắc đến, thiên luân kiếm tông người. Chính là nó. Ma vương nhéo nhéo râu ria, cuối cùng là nghĩ tới. Triệu Bân bảo bối đi, hắn tại vĩnh hằng giới, thường thường liền sẽ kiểm kê một lần, tự nhiên gặp rồi tấm lệnh bài này. Cái gọi là chính là nó, là bởi vì tấm lệnh bài này trên có khắc đồ văn, cùng mộ đạo cùng cửa mộ bên trên đồ đằng rất là giống nhau, à không đúng, đó chính là giống nhau như đúc. Như thế, trong mộ này tám người liền rõ rành rành. Thiên Luân Kiếm Tông người. Đã Thiên Luân Kiếm Tông, có cấm chế này liền không kỳ quái, thần minh truyền thừa đi. Ông, Triệu Bân đã tiến lên, đẩy ra cửa mộ. Như áo tím lão đạo nói tới, có dấu ách nạn. Cửa mộ mở ra trong nháy mắt. Có kiếm minh lóe sáng, mấy chục đạo kiếm mang từ bên trong chém ra, kiếm ý bẻ gãy nghiền nát, may Triệu Bân cùng lão đạo tránh kịp thời, bằng không thì sẽ bị tại chỗ sinh bổ. Chờ kiếm mang trừ khử vô hình, hai người mới một bước bước vào. Mộ thất rất khổng lồ, nhưng chỉ có một tòa tế đàn đặt tại cái kia. Trên tế đàn, để một tòa tiên trì, ao nước vàng óng ánh, sinh mệnh lực dị thường bàng bạc, lại rất nhiều dị tượng diễn hóa, mỗi một phó bản được vĩnh hằng màu sắc, cổ xưa thần bí. Thực sự là thánh thể bản nguyên, áo tím lão đạo nhân một tiếng kinh ngạc. Nàng lập công lớn, tử phủ chúng tiên vương cũng là ánh mắt rạng rỡ. Vĩnh hằng thánh thể bản nguyên cái nào, tại Triệu Bân mà nói, cũng không phải chính là đại tạo hóa đi. Nói đến Triệu Bân, đã là hai mắt cực điểm híp lại, nơi đây có bản nguyên, hắn đi vào phía trước, liền đã biết, nhưng hắn bây giờ nhìn không phải thánh thể bản nguyên, mà là trong ao nằm vị kia, có phải hay không thiên luân kiếm tông người hắn không xác định. Nhưng tuyệt đối là một tôn thiên ma. Thiên luân cổ mộ táng thiên ma, Triệu Bân ánh mắt kỳ quái. Sợ là tu hú chiếm tổ chim khách, ma vương một lời lời nói ý vị sâu xa. Thiên ma, áo tím lão đạo phản ứng chậm nửa nhịp, một mực nhìn thánh thể bản nguyên, lúc này, định nhãn như vậy một nhìn, nằm ở bên trong người kia, có vẻ như không phải là một cái đồ chơi hay. Ông, hai người lúc nói chuyện, rộng mở cửa mộ oanh một tiếng khép lại. Sau đó, thì thấy toàn bộ mộ thất cự chiến,
có âm trầm lời nói vang vọng. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Ai, áo tím lão đạo tranh một tiếng xách ra sát kiếm. Còn sống, Triệu Bân nhìn chằm chằm là trên tế đàn tiên trì. Vừa mới cái kia âm trầm lời nói, liền truyền lại từ thiên ma, cái kia hàng không chết. Tại hắn mong nhìn xem, trong ao bản nguyên lăn lộn, thiên ma thông suốt mở con mắt, cũng thông suốt đứng dậy, bao phủ đen như mực ma sát, trong nháy mắt tràn ngập cổ mộ, mỗi một sợi cũng như nặng như Thái Sơn. Nguyên là tu hú chiếm tổ chim khách. Áo tím lão đạo cuối cùng là phản ứng lại, thổn thức không thôi. Kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn không một chút e ngại, hắn chiến không được tôn này bán thần cấp thiên ma, không có nghĩa là Triệu Bân cũng chiến không được, thực sự không được, hai đánh một thôi. Còn có thể đặt xuống không ngã hắn một cái. Vĩnh hằng thể. Thiên ma một lời u cười, không nhìn áo tím lão đạo, chỉ nhìn Triệu Bân. Không tệ, hắn là tu hú chiếm tổ chim khách, mượn thánh thể bản nguyên tại cái này chữa thương. Nhiều năm qua, không biết bao nhiêu tầm bảo giả tới đây tiên thổ, không một người có thể đi đến ở đây, chỉ vì mộ đạo mê cung khắc đầy thần minh cấm chế, càng có chu sát đại trận, khắp nơi đều là hố, chưa từng nghĩ thật là có người xông qua, hơn nữa còn là vĩnh hằng truyền thừa, quả thực để cho hắn ngoài ý muốn. Hàng này rất mạnh a, Triệu Bân thì thào một lời. Hắn là từ thần minh lui xuống, ma vương đạo. Khó trách, trong lòng Triệu Bân sáng tỏ, hắn gặp qua rất nhiều ngày ma, thuộc cái này kinh khủng nhất, lên cấp bán thần, cùng từ thần minh lui xuống bán thần, nghiễm nhiên không thể so sánh. Đến đây đi, cùng ta dung hợp. Thiên ma khóe miệng hơi vểnh, cách không dò xét đại thủ, vẫn như cũ không nhìn áo tím lão đạo. Triệu Bân cũng sẽ không đứng bị bắt, một cái tiên nhãn thuấn thân né qua, vùng đao chém liền. Tiếp đó, chính là kim loại va chạm tiếng leng keng, hắn một đao là trúng đích không giả. Lại không thể phá vỡ thiên ma phòng ngự, người có ma quang bao phủ, chính là ma quang tháo hết đao uy. Cấm. Thiên ma nhàn nhạt một chữ, đầu ngón tay quanh quẩn ma khí, điểm hướng Triệu Bân mi tâm. Triệu Bân chỉ cảm thấy toàn thân vào bùn trạch, không thể động đậy, bị cực điểm khóa chặt. Hắn biết, đây là không gian tuyệt đối lĩnh vực, thiên ma đối không gian lĩnh hội rất sâu. Mở. Trong điện quang hỏa thạch, hắn điều động luân hồi chi lực, cưỡng ép xé ra giam cầm. Hắn như một đạo kinh hồng, phi thân sau đột, dù vậy, hắn vẫn là gặp một ngón tay uy thế còn dư, chỗ mi tâm có thêm một cái huyết động, đáng sợ ma lực, lúc này đang hóa giải hắn tinh khí. Luân hồi, thiên ma ánh mắt cực nóng, như ác lang thấy thịt mỡ. Ăn lão phu nhất kiếm, áo tím lão đạo hét to, huy kiếm chém tới. Thiên ma nhìn cũng chưa từng nhìn vị này, chỉ tùy ý một trường, liền phá kiếm ý. Áo tím lão đạo tặc lúng túng, phía trước một giây xông lên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền bị chấn lật ra đi, lại cầm kiếm tay, kèm thêm cánh tay kia, đều nổ thành xương máu, liền hắn sát kiếm đều đứt đoạn. Như thế nào mạnh như vậy? Đồng dạng là bán thần, áo tím lão đạo chịu đả kích. Nếu đối phương ra tay toàn lực, có bị đả diệt khả năng? Ma đạo, mở. Trong lòng Triệu Bân một tiếng lạnh quát, trong nháy mắt nhập ma đạo trạng thái. Phía sau, chính là thiên sát cùng tuyệt cảnh, chiến lực thẳng lên đỉnh phong. Thú vị. Thiên ma trêu tức nở nụ cười, giống như quỷ mị tiêu thất, lại hiện thân nữa lúc, đã là Triệu Bân trước người, hắn ma thủ phủ kín ma văn, tựa như đại sơn cự nhạc từ thiên phủ xuống. Vẫn là không gian tuyệt đối lĩnh vực. Bây giờ liền càn khôn cũng bị phong cấm. Ăn qua một lần thua thiệt, Triệu Bân cũng sẽ không hai lần trước làm, hắn lấy tạo hóa luân hồi hộ thể, cưỡng ép mở không gian vượt qua, lại chạy trốn rất là khéo, một bước bên trên tế đàn, thu thánh thể bản nguyên, trực tiếp sáp nhập vào thể nội. Hắn là hàng rời vĩnh hằng thể, thiếu chính là bực này linh kiện. Oanh! Thánh thể bản nguyên một khi nhập thể, liền nghe hắn thể phách oanh minh. Đồng xuất một mạch, căn nguyên của hắn cùng thánh thể cũng không bài xích. Nguyên nhân chính là không bài xích, mới hoàn mỹ dung hợp, bàng bạc khí huyết quay cuồng. Đây là một hồi thuế biến, đem hắn căn cơ tái tạo, cũng đẩy vào hắn tu vi cảnh giới, thậm chí là, tan bản nguyên trong nháy mắt, hắn liền trông thấy một cánh cửa, đạo hư cảnh đại môn. Này liền, dung, áo tím lão đạo ngạc nhiên, theo con mắt còn liếc mắt nhìn thiên ma. Cái kia hàng ngược lại là rất bình tĩnh, nghiễm nhiên không có cần ngăn cản Triệu Bân ý tứ, không những không có ngăn cản, còn đầy mắt ngoạn vị thưởng thức, sợ là hắn thấy, tan cùng không tan không quá mức khác nhau. Người thân thể này, ta rất mừng hoan. Thiên ma tiếng cười âm trầm, độc hữu một loại ma lực. Dứt lời, thì thấy hắn vung cánh tay lên một cái, diễn hóa thần thông. Triệu Bân chỉ cảm thấy mắt thấy bôi đen, lại hiện thân nữa đã là một mảnh tinh không, đầy trời cũng là tinh thần, mỗi một khỏa đều lấp lóe ma tính quang, không
không chỉ họa loạn thị lực, còn họa loạn hắn tâm thần. Thiên ma tinh khoảng không, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Đây là một mảnh dị không gian, hắn đã từng thấy qua. Trước kia, kiếm thánh cùng trời ma thời gian chiến tranh, liền bị quăng vào dạng này tinh không. Hắn muốn đoạt xá ngươi, ma vương nhắc nhở một tiếng. Nghĩ hay lắm, Triệu Bân bước ra một bước, bước lên trời. Ngươi có thể chạy trốn tới cái nào, thiên ma như u linh, tại trước người của nó hiển hóa. Triệu công tử cũng rất tự giác, đâm đầu vào tới một quang minh thân. Hắn như thái dương, vạn đạo tia sáng nở rộ, hoàng thiên ma hai mắt nổi đom đóm. Khá lắm quang minh thần uẩn, thiên ma cười lạnh một tiếng, hai mắt tức thì thành thanh minh. Phách thiên trảm, Triệu Bân giơ đao mà đến, trăm trượng kim sắc đao mang, vẫn như cũ bá khí ầm ầm. Bực này cấp bậc công phạt, có thể thương bản vương. Thiên ma bước cách tràn đầy, một đạo kiếm khí chặt đứt đao mang. Triệu Bân thì một bước trèo lên đi cửu thiên, diễn xuất vĩnh hằng vương tọa. Phía sau, chính là đầy trời chữ cổ, cũng như ngôi sao rực rỡ. Điêu trùng tiểu kỹ, thiên ma một trưởng vỗ nát vương tọa, chờ đầy trời chữ cổ bố liệt lúc, hắn lại tay áo lớn vung lên, trực tiếp bao phủ, từng khỏa chữ cổ, tại cùng một trong nháy mắt băng diệt. Tiên vực, mở. Triệu Bân động bản mệnh dị tượng, mình mông đại giới diễn hóa. Thiên ma đầy mắt khinh miệt, một cước trực tiếp bước vào. Rơi xuống đất nháy mắt, liền dẫm sập tiên vực, còn tại diễn hóa dị tượng, vô luận sơn thủy cỏ cây, đều cùng với oanh minh tập thể nổ diệt. Phốc, Triệu Bân ho ra máu, gặp dị tượng phản phệ. Thần minh lui ra bán thần, quả nhiên đủ sức. Còn có gì dựa dẫm, thiên ma cười nhìn Triệu Bân. Xét thấy hắn nghiêu bức hống hống như vậy, Triệu Bân cũng không giấu giếm. Cùng với một tiếng ầm ầm, hắn mời người đi ra, tiên tông thủy tổ không bị ràng buộc thiên. Ngô! Không bị ràng buộc thiên hư ảnh vừa mới đi ra, liền nghe thiên ma kêu đau một tiếng. Hắn không chút đứng vững, bị đè một hồi lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Không bị ràng buộc thiên, hắn tầm mắt không tầm thường, nhận ra này nương môn nhi là ai, tiên tông thủy tổ đi. Không biết huy danh vang dội cổ kim, kỳ mỹ mạo, cũng là hưởng dự tam giới, sao có thể không biết. Hắn thật bất ngờ, cứ như vậy cái hư ảnh, lại đè hắn đứng không vững. Đại la thiên tay. Triệu Bân một trưởng lăng thiên, bao trùm một mảnh tinh không. Nho nhỏ chuẩn tiên vương, không biết lượng sức, thiên ma một quyền hướng thiên đánh tới. Người A, không thể quá tự tin quá mức, luôn có kinh hỉ chờ lấy hắn. Tựa như thiên ma, quyền uy mặc dù nghịch loạn càn khôn, nhưng Triệu Bân đại thủ, có vẻ như càng thêm bá đạo, rộng rãi trưởng uy, một đường như thái sơn áp đỉnh, nghiền hư không không gian từng khúc vỡ nát. Oanh! Bán thần cấp ma! Bị một trưởng vỗ đó, tấm tấm dòng dã một cái chữ lớn. Tùy theo mà đến xương cốt tiếng vỡ vụn, tại ma vương nghe tới, phá lệ êm tai. Xem đi, vẫn là tiên tông thủy tổ bức cách càng mắt sáng hơn, một trưởng liền cho người ta quật ngã. Làm sao có thể? Thiên ma nghiến răng nghiến lợi, con mắt tinh hồng không chịu nổi. Hắn đã từng, cũng là một tôn thần minh, chỉ có điều thời vận không đủ, rơi vào bán thần cảnh. Dù vậy, hắn cũng không phải bình thường bán thần có thể so sánh. Bây giờ, lại bị một cái bóng mờ đánh ngã, như thế nào dám tin? Ngươi đáng chết! Thiên ma lôi đình tức giận, bản mệnh ma lực như uông. Dương, mãnh liệt lăn lộn. Lần này đổi Triệu Bân kêu rên, đại la thiên tay lại ép không được tôn này ma. Phanh! Thiên ma ầm vang đứng lên, một đạo ma quang kiếm mang nghịch thiên bổ tới. Triệu Bân hiểm bị một kiếm sinh bổ, liền thủy tổ hư ảnh đều trừ khử vô hình. Giết! Thiên ma tức giận như lôi đình, đen nhánh ma sát bao phủ toàn bộ tinh không. Bước ta mở lớn, trong lòng Triệu Bân một quát, trong nháy mắt mở đệ tam con mắt. Hắn tế 700 năm tuổi thọ, cưỡng ép khai ra gấp 7 chiến lực. Gấp 7 đã là cực hạn, nếu không phải nuốt thánh thể bản nguyên, hắn liền 3 lần chiến lực đều không sử dụng ra được. Vô vọng mắt! Thiên ma cười gần một tiếng, ánh mắt càng lộ vẻ cực nóng. Thấy hắn vung cánh tay lên một cái. Đen như mực ma sát lăn lộn mà đến. Mở. Triệu Bân tay nhặt thần minh pháp tắc, hoạch xuất ra một đạo tinh hà, chém ra ma hải. Thiên ma giết tới, lấy không gian thành kiếm, đánh cho Triệu Bân hoành lật tinh không 800 trượng. Kết thúc. Tôn này ma bức cách tràn đầy, không đợi Triệu Bân ổn định gót chân, tựa như quỷ mị tới người. Triệu Bân cắn chặt hàm răng, triệu hoán thần thụ, lấy một đầu cường tráng cây mây vung mạnh lật trời ma. Lại còn có tạo hóa thần thụ. Thiên ma lại nhe răng cười, toàn cảnh là tham lam chi quang. Đáp lại hắn, nhưng là một đạo chấn thiên ầm ầm.
Là Triệu Bân mở vĩnh hằng chi môn, tế tối cường công phạt. Thật sao, bên trên một cái chớp mắt còn tại nhe răng cười thiên ma, cái này một giây, nụ cười đột nhiên tán đi, hắn là khó có thể tin, một cái chuẩn tiên vương vĩnh hằng thể, lại mẹ nó đã thức tỉnh vĩnh hằng chi môn, vĩnh hằng một mạch tuyệt đối công phạt, hắn là thấy qua, uy lực thì phá vỡ kéo mục nát. Ta chính là bán thần. Thiên ma thông suốt một bước định thân, chống ra bản mệnh dị tượng cùng ngoại đạo pháp tướng. Hắn dị tượng là một mảnh minh mông ma thổ, thi cốt trồng chất thành núi, máu tươi chảy tràn thành sông, hắn pháp tướng đi. Nhưng là một đầu cự hình quái vật, sinh ba đầu sáu tay, nguy nga như sơn nhạc. Diệt! Triệu Bân tiếng quát âm vang, vĩnh hằng quang huy hoành phô cửu thiên. Thiên ma bị đánh một bước không có đứng vững, dị tượng đại giới ầm vang sụp đổ, phía sau chính là pháp tướng, nhìn xem mặc dù dọa người, nhưng cũng không chịu nổi vĩnh hằng công phạt, tức thì nổ thành một mảnh ma vụ. Phốc! Thiên ma phun máu, hộ thể ma quang đều ảm đạm đến cực hạn. Cũng chỉ là ma quang ảm đạm, tên kia vẫn như cũ cứng chắc như núi. Cái này đều giết không chết, thái thượng nữ tiên vương kinh hãi dung mạo biến sắc. Đây chính là gấp 7 chiến lực vĩnh hằng chi môn A. Công phạt cỡ nào hủy diệt. Từng vị thần minh ma, cũng không phải bầy nhìn. Ma vương hít sâu một hơi, chớ nói gấp 7, tung để cho Triệu Bân nở đầy gấp 8 lần, chỉ dựa vào vĩnh hằng chi môn, cũng không giết chết thiên ma. Là hắn đạo hạnh quá thấp hơi, nếu là tiên vương cảnh, hơn phân nửa có thể nhất kích dây tôn này ma đầu. Như thế kháng đánh sao? Triệu Bân sắc mặt không ra thế nào dễ nhìn. Chiến đến nước này khắc, hắn đã cơ bản vương bài ra hết, vẫn chưa được. Ngươi, còn có bao nhiêu nội tình? Thiên ma u cười, âm trầm bạo ngược cũng dữ tợn, hắn thực sự là ngủ say quá lâu, thời đại này quá bất phàm, chuẩn tiên vương lại có như vậy chiến lực. Càng là như thế, hắn càng hưng phấn, trước mặt vị này chính là một cái cục cưng quý giá. Chiến! Triệu Bân một chút cũng không sợ, sách đao liền bên trên. Thiên ma cười nghiền ngẫm, đầy mắt bế nghễ chi quang. Oanh! Đại chiến thảm liệt, lại một lần kéo ra huyết sắc màn che. Nơi này thảm liệt là chỉ Triệu Bân, khắp nơi đều bị thiên ma áp chế, nhuốm máu tiên khu, bị phá hủy một lần lại một lần, sán sán gân cốt, sụp đổ đầy vũ trụ minh mông, cái gọi là bí pháp. Cái gọi là thần thông, này lại toàn bộ không dùng được, bị thiên ma chùy một đường đứng không vững. Tỉnh, đừng ngủ ngủ. Ma vương lại cầm côn nhi, đặt cái kia đâm tiểu kỳ lân. Thánh thú thủy nhãn mông lung, lại mệt mỏi không đứng dậy nổi. Liền cái này, ma vương còn đâm không ngừng, bao nhiêu mang một ít ân oán cá nhân. Oanh, phanh. Ngoại giới kinh thế huyết chiến, càng thêm hùng vĩ. Từ phía dưới mong nhìn, vùng tinh không kia đã bị sấm sét vang dội che giấu. Mà đại chiến hai vị, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ, như hai đạo ánh sáng tung hoành ở cửu tiêu, mỗi có một lần va chạm, tất có ngôi sao đầy trời liên miên nổ tung, đại chiến dư ba, thì thành quang choáng vô hạn lan tràn. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ma vương ho khan, theo con mắt còn liếc qua cổ mộ. Hắn nhìn chính là áo tím lão đạo, dầu gì, đó cũng là một tôn bán thần, là có thể trợ chiến, hết lần này tới lần khác, đây là một cái thiên ma dị không gian, lấy người kia nói đi. Rõ ràng vào không được. Nói đến áo tím lão đạo, bây giờ thật sự thanh nhàn. Triệu Bân đi, hắn lại một người tại trong cổ mộ toàn bộ. Tốt xấu là một tòa phần mộ lớn, có thể không có điểm bảo bối đáng tiền. Nhưng, dạo qua một vòng, hắn cũng không nhìn thấy gì cái vật bồi táng. Đều bị thiên ma cầm đi. Lão đạo nói thầm, rất nhiều chất vấn. Nhớ tới thiên ma, hắn mới nhìn hướng mờ mịt, chắc chắn Triệu Bân bị đẩy vào một cái quỷ dị không gian. Bất quá hắn không lo lắng, Đại La Tiên Tông thánh tử kháng đánh lại có thể đánh, bản lãnh lớn đâu. Phốc, màu vàng huyết quang, lại tại thiên ma tinh khoảng không nở rộ. Triệu Bân bị đánh cho tàn phế, nghiễm nhiên đã không thấy hình người. Hắn cái này thảm liệt, đối diện thiên ma cũng không tốt gì, hắn chiếm hết thượng phong không giả, nhưng chính là đặt xuống không ngã cái kia tiểu vĩnh hằng thể, quá mẹ nó kháng đánh, lần lượt đem hắn đánh nổ, lại một lần thứ trọng tố thể phách, cái kia đáng chết vạn pháp trường sinh quyết. Chỉnh hắn rất phiền muộn, đã bao nhiêu năm, hắn là đầu trở về đánh một cái chuẩn tiên vương, đánh tốn sức như vậy. Đánh không chết, trong lòng Triệu Bân một lời. Hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn chính mình rất rõ ràng. Lấy hắn bây giờ nội tình, xa đánh bất diệt tôn này ma. Hảo, rất tốt. Thiên ma không biết là giận vẫn cười, diện mục dữ tợn như lệ quỷ. Dứt lời, thì thấy trong cơ thể hắn bay ra một tia ma khí, hóa thành một chính mình khác, là ma chi đạo thân. Cùng hắn cái này bản tôn, có ngang nhau chiến lực, chỉ bất quá hắn trạng thái không tốt, thần minh lúc lưu lại vết thương, chưa khôi phục, thậm chí cái này đạo thân chỉ hắn tám thành chiến lực.
Cái này là đủ rồi, một người đặt xuống không ngã vĩnh hằng thể, vậy liền hai đánh một. Đường đường bán thần cấp, còn cần đạo thân, khuôn mặt đâu? Ma vương mắng lên. Thiên ma quyền đương không nghe thấy, ta liền dùng, làm gì a? Hắn không quan tâm quá trình, chỉ cần một cái kết quả, đem vĩnh hằng truyền thừa đoạt xác, quỷ mới biết một trận chiến này là thế nào tới. Tiểu bối, tuyệt vọng sao? Thiên ma lại cười dữ tợn không chịu nổi. Đã tiền bối như vậy có hứng thú, vãn bối cũng kéo một cái người tới. Triệu Bân một bước đứng vững, một tay bóp ấn quyết, mở ma thiên triệu hoán. Hắn cũng không muốn quấy rầy tà quân, nhưng tôn này thiên ma, quá không giảng võ đức. Phanh! Theo hắn ấn quyết dừng lại, cửu u tà quân oanh một tiếng hiển hóa. Nếu không thì thế nào nói là tà quân, bức cách chính là viên mãn, một cước suýt nữa đem thiên ma tinh khoảng không dẫm sập, chớ nói Triệu Bân, liền đối mặt thiên ma kèm thêm đạo thân, đều bị chấn một bước lảo đảo. Chờ đứng vững, thiên ma sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hắn nhận ra cửu u tà quân, rất nhiều năm trước liền nhận ra. Có thể nói như vậy, hắn rơi xuống thần vị, chính là bái tà quân ban tặng, trận chiến kia rất khốc liệt, hắn chôn bản mệnh thần khí, tế bản mệnh thần cách, mới miễn cưỡng từ tà quân cái kia đào thoát. Vạn không nghĩ, lại bắt gặp người này. Hai đánh hai công bằng, Triệu Bân thản nhiên nói. Kéo một cái người chết sống lại tới, chống đỡ được bản vương. Thiên ma nhe răng cười, có thể nhìn ra kẻ hung ác này thời khắc này trạng thái, có vẻ như so với hắn thảm hại hơn, không có đấu chiến tâm cảnh, không có thanh minh thần trí, vậy thì không phải là hoàn hoàn chỉnh chỉnh cửu u tà quân. Thiên ma không nói lời nào còn tốt, hắn cái này mới mở miệng, tà quân trực tiếp khai kiền. Hắn tuy không ý thức, nhưng tà khí lại ngập trời lăn lộn, nghiền tinh không lắc lư. Nhiều ngày không thấy lại mạnh, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. May có một tôn thiên ma ở đây. Ma vương chậm chậm nói. Lời này không giả, tà quân cùng trời ma là đối thủ một mất một còn, như vậy được triệu hoán tới đánh nhau, tất nhiên là trước tiên bạo trùy thiên ma, nếu không có thiên ma mà nói, bị làm lại là cái kia họ Triệu nhân tài, tốt xấu là thần minh phía dưới đệ nhất nhân, bị tại chỗ thông linh thú, đổi người nào người đó không hỏa lớn a. Chanh! Cửu u tà quân giết đến, một đạo kiếm khí hoành quán tinh khung. Hại bản vương ném thần vị, thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Thiên ma tức giận ngập trời, đạp lên ma hải đâm đầu vào liền mắng đi lên, ngưng luyện một thanh đao mang, chặt đứt tà quân kiếm khí. Cái gọi là một lời không hợp liền khai kiền, nói chính là bọn hắn. Thiên ma tức sôi ruột, tà quân tính khí cũng không nhỏ. Hai người một trước một sau, chiến vào thương miểu, lại đem thiên ma tinh trống không ngôi sao đầy trời, làm vỡ nát một mảnh lại một mảnh, đáng sợ sấm chớp, một đạo tiếp một đạo phách trảm càn khôn. Tới, Triệu Bân tay cầm kim đao. Đánh tới thiên ma đạo thân. Đánh không lại nhà ngươi bản tôn, còn nện ngươi không choáng nha. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Thiên ma đạo thân ma sát mãnh liệt, không kém bản tôn danh tiếng. Hắn không hy vọng xa vời đem vĩnh hằng thể quật ngã, kiềm chế lại liền tốt. Chờ bản tôn thu thập tà quân, lại hai đánh một cầm xuống người này. Ý nghĩ rất tốt, ma vương sủy đạp tay, cũng không nhìn bầu trời ma đạo thân cùng Triệu Bân, chỉ nhìn thương miểu. Cửu u tà quân là hoạt tử nhân không giả, nhưng hắn trạng thái quỷ dị, gặp mạnh thì mạnh, khó tránh khỏi đánh đánh, ý thức liền hồi phục, đập chết bán thần thiên ma không thành vấn đề. Phách thiên trảm. Triệu Bân quát to một tiếng, đem ma vương ánh mắt kéo lại. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy thiên ma đạo thân quỳ xuống đất, là bị một đao chặt quỳ. Mở. Thiên ma đạo thân phẫn nộ gào thét, lấy ma lực làm vỡ nát đao mang. Hắn đứng lên, tự tin cho là chính mình lại có thể. Trên thực tế, có bản tôn tám thành chiến lực hắn, không ra thế nào đủ nhìn, chờ Triệu Bân giết đến, còn lại chỉ có bị trùy phần, mảy may ngăn không được vĩnh hằng thể công phạt, liền tên vở kịch như vậy, chớ nói thay bản tôn kiềm chế đối thủ, liền bảo mệnh cũng khó khăn, ba lượng hiệp liền hủy ma thân. Kém hai thành chiến lực, đơn giản nhất thiên nhất địa. Thái thượng nữ tiên vương thổn thức, tính nhìn Triệu Bân đại triển thần uy. Đi xem thiên ma bản tôn, cũng như đạo thân như vậy lúng túng. Khai chiến mới bắt đầu còn có thể ổn định trận cước, thế nhưng là đánh đánh, tà quân tựa như mở thần cấp treo, chiến lực tại một đường tăng vọt. Người rõ ràng là người chết, thiên ma phẫn nộ gào thét vang dội đầy tinh tế. Gào vang dội không cần, nên bị đánh, hắn là một trận cũng không thiếu chịu. Cửu u tà quân người ngoan thoại không nhiều, không có gì ngôn ngữ, là hướng chết bạo truy. Hắn không có khai thần cấp treo, chỉ có điều ý thức hồi phục, tàn sát qua thần minh cấp sát khí, tựa như một mảnh uông. Dương biển cả, vét sạch càn khôn, cũng che mất tinh không, hắn đứng ở trong đó,
rất có đạp đất thuế biến thần minh điểm báo, vô số dị tượng tại hắn quanh thân diễn hóa. Sao còn không ra? Thiên Thương cổ mộ, áo tím lão đạo một thân một mình ngửa mặt nhìn Thương Miểu. Hắn cái này bán thần cấp bảo tiêu, có vẻ như chính là một cái đánh xì dầu. Tại hắn mong nhìn xem, hư vô có lôi điện xé rách, rộng rãi tiếng oanh minh chấn thiên động địa, dù là hắn thân ở trong cổ mộ, có thần minh cấm chế ngăn cách che lấp, cũng không nhịn được tâm linh run rẩy, bởi vậy có thể thấy được, Triệu Bân cùng trời ma đại chiến, động tĩnh là biết bao hùng vĩ. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị đánh chết, lão đạo lẩm bẩm một tiếng. Lấy hắn đối với Triệu Bân hiểu rõ, cái kia hàng nếu là táng diệt, nhất định mang lên hắn. Hiểu rõ thuộc về giải, hắn đối với Triệu Bân có tự tin, dù sao chặt qua tám tôn bán thần. Phốc, đen nhánh thiên ma huyết quang, tại trong tinh không nở rộ. Đứng không vững thiên ma đạo thân, lại chịu Triệu Bân một đao. Một đao này, có đủ hắn khó chịu, nửa thân thể đều thành thịt nát, bắn bay huyết cốt, nhuộm tí tách ma huyết, nổ đầy tinh không, Triệu công tử không có hình người, hắn cái này cũng một dạng. Giết, thiên ma đạo thân nghiến răng nghiến lợi. Lấy ma lực ngưng luyện ra một vành mặt trời. Mặt trời là màu đen, tia sáng cũng là màu đen, phổ chiếu toàn bộ tinh không. Phá! Triệu công tử hai ngón khép lại, một đạo chu tiên kiếm mang nghịch thiên mà lên. Thái dương bị kiếm mang nhất kích xuyên thủng, thiên ma đạo thân thì ho ra đầy máu. Không bằng hắn thở một ngụm, thì thấy Triệu Bân giết tới, nguy nga cao lớn vĩnh sinh vương tọa, tựa như núi cao từ thiên nện xuống tới, nghiền nát đạo thân thân thể tàn phế, chỉ còn dư một đạo đen nhánh nguyên thần. Bản tôn cứu ta, đạo thân bị đánh sợ, lại đăng thiên bỏ chạy. Phong, Triệu Bân một chữ khe quát, lấy đầy trời chữ cổ phong cấm càn khôn. Cái đồ chơi này dễ dùng, cưỡng ép cấm thiên ma đạo thân nguyên thần. Tên kia ma lực tựa như sóng to, muốn cưỡng ép xông phá gò bó. Đến từ đâu thì về nơi đó, Triệu Bân đạp không mà đến, giơ đao chém liền. Chặt bán thần là cái việc cần kỹ thuật, hắn đã thuận buồm xuôi gió, một đao đưa đi thiên ma đạo thân. Đạo thân bị đánh diệt, bản tôn tại chỗ gặp phản phệ. Vốn là trạng thái không tốt, chịu phản phệ càng thêm khó chịu. Đúng lúc gặp cửu U tà quân giết đến, hiểm đem hắn một kiếm sinh bổ. A, à, thiên ma bản tôn phẫn nộ gào thét, là phát ra từ linh hồn gào thét. Triệu công tử cũng mặc kệ cái này cái kia, đi lên chính là bá tuyệt nhất đao, sinh sinh chặt đầu lâu, cửu U tà quân cũng là có ý tứ, một cước cho người ta đầu dẫm nát, nổ thành bùn máu. Không có đầu người, cũng không trở ngại thiên ma bỏ chạy. Người sức khôi phục bá đạo, đuổi chân lại tái tạo một khỏa. Năm nào, nhất định chém các ngươi. Thiên ma thả ngoan thoại, hắn cũng sẽ không ham chiến, cũng như vừa mới đạo thân, liều mạng bỏ chạy, cũng không thể lại đánh liền gãy ở nơi này. Tới đều tới rồi, chớ đi thôi. Triệu Bân không ngôn ngữ, Tà Quân cũng không ngôn ngữ, nhưng bọn hắn trên mặt, lại viết đầy lời nói này, một cái mang theo kim đao một cái sách theo sát kiếm. Một trước một sau ngăn chặn thiên ma bản tôn. Coi là thật nếu không thì không chết thôi. Lời này, là ma vương nói. Hắn có nhiều dự kiến trước, thiên ma bản tôn thật sự gào một câu như vậy. Triệu Bân cùng Tà Quân đều thẳng thắn, ngươi gào ngươi, chúng ta đánh chúng ta. Hai đại ngoan nhân liên thủ, cho người ta thiên ma chùy ngao ngao trực khiếu, mỗi lần muốn bỏ chạy, đều sẽ bị hai người ngăn lại tới. Xong việc, chính là một bộ đại chiêu, hướng chết đánh là được rồi. Kết thúc, Triệu Bân một đao lăng thiên, đao mang kéo dài đủ trăm trượng. Thiên ma bản tôn ầm vang quỳ xuống đất, có lẽ là thương quá thảm, ma thân tại sụp đổ. Cửu U tà quân giết tới, tế tuyệt diệt nhất kiếm, không nhìn nhục thân công kích trực tiếp nguyên thần. Từng vì thần minh một tôn ma, tại chỗ thân hủy thần diệt, chết gọi là một cái phiền muộn, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, không tiếc tu hú chiếm tổ chim khách, không tiếc lấy thánh thể bản nguyên tẩy luyện thể phách, đến vẫn không thể nào trốn qua tử kiếp. Đây không phải phần mộ của hắn, lại là chôn ở cái này. Hô! Mỗi ngày ma táng diệt, Triệu Bân thở dài một hơi, thân hình lảo đảo lắc lắc. Hắn cho là đại chiến kết thúc, nhưng cửu U tà quân, có vẻ như không có đánh tan hưng. Hoặc có lẽ là, cái này ngoan nhân lại lục thân bất nhận, thu thập thiên ma, nhìn chằm chằm Triệu Bân, mơ mơ hồ hồ được triệu hoán tới, chuyện này phải tâm sự, hắn cũng là muốn mặt người. Tiền bối, có chuyện thật tốt nói. Triệu Bân bất lực tái chiến, chân đạp phong thần bộ, đầy tinh không tán loạn. Tà Quân không nghe hắn nói linh tinh, xách theo sát kiếm, sau này đuổi sát không buông. Khinh thường, ma vương hít sâu một hơi. Ngày xưa, liền không nên đem cái kia gọi tử linh đưa tiễn. Tiểu nữ oa đó nếu là còn tại, cửu U Tà Quân hơn phân nửa sẽ không phát cuồng, khó tránh khỏi, còn có thể lại gieo một đạo lạc ấn,
chờ ngày nào đối đầu không đánh lại địch nhân, lại để tới đánh nhau. Vậy không bằng thử xem tình thế chú. Thái thượng nữ tiên vương nhỏ giọng nói một câu. Thử qua, không cần. Ma vương ngáp một cái, liền đặt cái kia nhìn Triệu Bân bị đánh. Không biết vì sao, gặp hàng này bị nện, tâm tình của hắn liền không hiểu thoải mái. Như hắn tâm cảnh như vậy, Triệu Bân tử phủ chúng tiên vương, tâm tình cũng phá lệ sảng khoái. Oanh! Đám người mong nhìn lên, cửu U tà quân đột nhiên ngừng công phạt. Chỉ vì, Triệu Bân lộ tạo hóa thần thụ, cành lá rất xanh tươi. Đạo tiên từng nói qua, tà quân đã từng nuôi qua một gốc dạng này cây, có thể không cho một chút mặt mũi. Tà quân không quá mức ngôn ngữ, đình trệ bất quá một cái chớp mắt, lại rút kiếm công phạt. Ta, Triệu Bân một hơi thở gấp thuận, quay đầu lại mở đột. Cứ nói đi, ngoan nhân không thể tùy tiện triệu hoán, nổi cơn giận lục thân bất nhận. Chanh! Tà quân lại một kiếm phá tinh khung, từ thiên chảm xuống. Triệu Bân muốn đi gấp, làm gì tà quân kiếm ý dừng lại tinh không, cấm hắn thể phách, không thể động đậy, thật đúng là như Trăng Thần lời nói, bất luận một loại nào đạo tu đến cực hạn, đều có thể nghịch loạn quy tắc, tà quân có phải hay không chuyên tu kiếm đạo hắn không biết, nhưng đối với kiếm đạo, tuyệt đối lĩnh hội rất sâu. Một cái chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, mà một kiếm này, đủ có thể đem hắn đưa vào quỷ môn quan. Hắn chính là Nguyệt Thần Đồ, ma vương một bước đi ra vĩnh hằng giới. Lời này dễ dùng, tà quân lăng thiên nhất kiếm, đột nhiên ổn định ở giữa không trung, đờ đẫn thần thái, nhiều một tia người chi tình cảm giác, mà đần độn hai mắt, thì lóe lên vẻ mờ mịt. Hắn tản sát ý, trong tay chảy máu tiên kiếm, cũng tiêu trừ cho vô hình. Hắn theo như một tôn khôi lỗi, nhưng nhìn Triệu Bân thần thái, lại ôn hòa không thiếu. Triệu Bân có chút không hiểu, bởi vì tà quân thời khắc này thần sắc, cùng kiếm thánh biết được hắn chính là Nguyệt Thần Đồ tuổi nhỏ thần thái, không có sai biệt, để cho người ta tại không tự chủ, có một loại cảm giác thân thiết. Đủ ba, năm trong nháy mắt, mới gặp tà quân chậm rãi quay người, lại từng bước một càng lúc càng xa. Vẫn là Nguyệt Thần tên tuổi dễ dùng, Triệu Bân lảo đảo một bước, không ngừng ho ra máu. Nguyệt Thần không có đã nói với ngươi, tà quân chính là nàng truyền thừa một trong. Ma vương chậm chậm nói. Tà quân là Nguyệt Thần truyền thừa. Triệu Bân không khỏi sửng sốt một chút. Tam thế Nguyệt Thần, chính là tà quân thái sư tổ. Ma vương không giấu giếm. Cái này, Triệu Bân cảm thấy ngoài ý muốn, chưa từng nghe Nguyệt Thần từng nói tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Nguyệt Thần có cửu thế luân hồi, mỗi một cái luân hồi cũng là thần minh, đã thần minh, sao có thể không có truyền thừa, nếu đều từng khai tông lập phái, đó chính là chín đại thánh địa. Người đã biết hiểu, vì đi không nói sớm, Triệu Bân lần nữa ho ra máu. Lão Phu cũng là vừa nghĩ ra, ma vương nói là chứng trạc đàng hoàng. Thiên ma thân hủy thần diệt. Triệu Bân ra thiên ma tinh khoảng không. Gặp chi, chờ đợi thời gian dài lão đạo, vội vàng hoàng tiến lên, gặp Triệu Bân thương thảm như vậy, không khỏi kinh hãi, chặt qua tám tôn bán thần ngoan nhân, đều bị đánh cho tàn phế, có thể thấy được tôn kia thiên ma, khủng bố đến mức nào, ngược lại là hắn có chút không thể nào chuyên nghiệp, toàn trình đều đang đánh xì dầu. Không sao. Triệu Bân trà sát khóe miệng máu tươi, tả hữu vòng nhìn cổ mộ. Lúc trước, bởi vì thiên ma không có thế nào cẩn thận nhìn, bây giờ lại nhìn, có thể gặp càng nhiều manh mối, không nói khác, liền nói tứ phía tường, khắc đầy cổ lão bí văn, đều không ngoại lệ tất cả thần minh cấp. Tới, nhìn cái này, áo tím lão đạo chào hỏi Triệu Bân một tiếng. Triệu Bân thu con mắt, leo lên tế đàn, chính giữa tế đàn có cái lỗ khảm. Ma vương cũng nhìn thấy, nguyên nhân chính là nhìn thấy, mới thổn thức không thôi. Nơi đây thật thú vị, trong núi có phiến hải, trong biển có long cung có tiên thổ có bảo địa phía dưới, thì cất giấu cổ mộ có tế đàn, mà dưới tế đàn, còn có khác càn khôn. Nếu ta đoán không sai, người cái kia thiên thương lệnh bài chính là chìa khóa. Lão đạo nói, không cần hắn nói, Triệu Bân cũng đã xách ra lệnh bài, lỗ khảm hình dạng cùng lệnh bài không khác nhau chút nào. Không suy nghĩ nhiều, hắn đem lệnh bài bỏ vào trong tiểu lỗ khảm. Nhất thời, tế đàn vù vù một tiếng rung động, ầm vang mở rộng. Tiếp đó chính là một cỗ rộng rãi bàng bạc chi khí, mãnh liệt tuôn ra. Ngô! Khoảng cách gần nhất Triệu Bân, tại chỗ bị đụng đổ ra ngoài. Liền hắn đều như thế, càng chớ nói lão đạo cùng ma vương, đều tại cùng một trong nháy mắt bị chấn lật. Lão đạo còn tốt, căn cơ hùng hậu, không có gì trở ngại, ma vương liền thảm rồi, kém chút bị đánh tan đỡ. Cực đạo thần binh, Triệu Bân thông suốt định thân, ánh mắt rực rỡ chói mắt. Không tệ, dưới tế đàn có thần khí, thần minh hào quang đã ngút trời mà ra. Phát tài,
lão đạo kích động đến thất thố, lại vô ý thức xẻ tới. Đúng lúc gặp thần binh đi ra, hắn lần thứ hai bị chấn lật, lại chỗ lồng ngực còn nhiều thêm một đạo vết kiếm, đáng sợ kiếm uy cùng kiếm ý, thành khô diệt u quang, đánh cho hắn nguyên thần cảnh hoang tàn khắp nơi. Đó là Thiên Thương Thần Kiếm. Ma Vương mới đứng vững, vô ý thức ngửa ra đầu. Thiên Luân Kiếm Tông thần khí, liền treo ở tế đàn bầu trời, là một thanh màu bạc kiếm, kiếm thể khắc họa thần văn, có kiếm khí lượn lờ, có kiếm mang giống như ngầm hiện, thần minh cấp uy áp, nghiền cổ mộ lắc lư, nó chi kiếm minh, như vượt qua thời gian trường hà đạo âm. Càng đem thần khí phong ở cổ mộ. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, tâm cảnh cảm thấy kiềm chế. Đây cũng là cực đạo thần binh, cho dù chủ nhân đã táng diệt, vẫn như cũ có vô thượng uy áp, điểm ấy, cùng hắn Đại La Tiên Tông thần khí, có dị khúc đồng công chi diệu, nhìn xem đều rất chói mắt. Chanh! Thiên Thương Thần Kiếm lại chanh minh một tiếng, phá toái hư không mà đi. Triệu Bân ngược lại là muốn ngăn, lại ngăn không được, ngăn lại cũng vô dụng, đó là một tôn thần khí, có siêu cao linh trí, càng có bất diệt lạc ấn, căn bản luyện không thay đổi, trừ phi thần binh là tự nguyện, bằng không ai cũng không dùng đến, tựa như Đại La Thần Kiếm, phần lớn thời gian nó đều mặc xác ngươi. Này liền, đi, lão đạo thần sắc ngơ ngẩn. Bay về phía nơi nào, Ma Vương thì trách mắt nhìn Triệu Bân. Triệu Bân khẽ gật đầu, tung mở thần minh chi nhãn, cũng tìm không được dấu vết, chỉ thấy một vệt ánh sáng, vèo một cái liền không có bóng hình, theo hắn suy nghĩ, Thiên Thương Thần Kiếm hơn phân nửa trở về tổ địa. Ta cái kia gương đồng từ bỏ, lệnh bài này cho ta thôi. Lão đạo cười ha ha. Ngươi ngược lại không ngốc, Triệu Bân lấy tay, lại đem lỗ khảm bên trong lệnh bài lấy trở về. Lệnh bài này mặc dù không đáng tiền, nhưng ý nghĩa tồn tại trọng đại, có nó tại, có thể mượn thần binh chi uy, đến nỗi như thế nào mượn, hắn phải nghiên cứu một chút, nếu đúng phương pháp môn, lại là một cái lợi khí. Nói đùa, áo tím lão đạo cười có phần lúng túng. Là hắn suy nghĩ nhiều, lệnh bài này so cái kia gương đồng đáng tiền. Nói đến gương đồng, hắn lại dương mắt mong nhìn Triệu công tử. Mượn tới dùng mấy ngày, Triệu Bân chậm chậm nói. Lão đạo cười, trong nháy mắt trở nên so với khóc còn khó coi hơn. Xét thấy hàng này thiết tháo, gương đồng đừng nghĩ lấy về lại. Đi. Triệu Bân cuối cùng liếc mắt nhìn, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn hướng về phía cổ mộ chắp tay thi lễ. Là hắn làm phiền, nhưng lần này không uổng công, được thánh thể bản nguyên, huyết mạch nhiều khôi phục, lại tu vi có tinh tiến, đã thấy tiên vương chi môn, muốn đột phá, chỉ kém một cái cơ duyên. Trước tiên nhớ ngươi nhất công, Triệu Bân liếc mắt nhìn Vĩnh Hằng Giới. Dễ nói. Nữ tiên vương nở nụ cười, nàng đích xác lập công lớn. Nhìn tử phủ chúng tiên vương, sắc mặt liền không đẹp mắt như vậy, Triệu Bân lại được một lần thuế biến, nếu hắn thật tiến giai tiên vương, thần minh phía dưới ai dám tranh phong, đây là mầm tai vạ to lớn. Này, ăn cướp! Triệu Bân chân trước mới ra cổ tinh, chân sau liền nghe gào to. Trách mắt nhìn lên, mới biết là ba cái hùng tráng lớn kẻ lỗ mãng, tu vi đi. Đều là tiên vương cảnh, càng thuộc đầu lĩnh cái kia tối cường. Đã tới đạo hư đệ ngũ trọng, quỷ đầu đại đao có phần sáng như tuyết. Triệu Bân không có lý tới, tiện tay mở truyền tống vực môn. Hắn không để ý, lão đạo lại vuốt vuốt trên tay áo đi. Cận vệ đi, phải thường thường kéo ra ngoài luyện một chút. Ăn cướp, ta nhường ngươi ăn cướp. Hôm nay lão đạo, như tự ăn thuốc súng, thuận tiện, còn đánh một ống gà con huyết, dị thường cuồng bạo, thậm chí đánh cướp cái kia ba, cũng không biết cái nào cùng cái nào, liền bị hắn tập thể quật ngã. Phía sau hình ảnh, liền không là bình thường máu tanh. Áo tím lão đạo tâm tình khó chịu, hạ thủ từ cũng ác chút. Cũng đúng, gương đồng bị người lột, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Khúc nhạc dạo ngắn, đến nhanh đi cũng nhanh, ba người đánh cướp bị diệt, trực tiếp lên đường, chết đều chết phiền muộn, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, bọn hắn hôm nay gặp được thép tấm. Siêu! Lão đạo trở về vực môn thông đạo lúc, tiện tay vứt cho Triệu Bân một cái túi chữ vật. Tất nhiên là chiến lợi phẩm, ba tôn tiên vương pháp khí bao quát tài vật đều ở đây. Vãn bối vẫn là rất sáng suốt, phân ngươi một nửa. Triệu công tử nghiêm túc nói, vẫn thật là phân một nửa, người lão đầu nhi cũng không dễ dàng, hắn cái này chủ thầu phát tiền lương. Còn có thể gặp quay đầu tiền, chậc chậc chậc, lão đạo cái kia thổn thức chặt lưỡi. Đợi hắn năm trả lại ngươi tự do, gương đồng cùng nhau trả lại. Triệu Bân chậm rãi nói, cái này cảm tình hảo. Bên trên một cái chớp mắt còn sắc mặt biến thành màu đen lão đạo, cái này một giây vui vẻ ra mặt. Vẫn là người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, người chính mình liền đi vẽ phù. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi,
đã trốn vào vĩnh hằng giới, khoanh chân chữa thương. Như hắn như vậy, Ma Vương cũng tại chữa thương, lúc trước bị thần binh chấn suýt nữa tan thành từng mảnh, cảm giác có thể tốt mới là lạ, cho dù đến thời khắc này còn tại ho ra máu, không đầy đủ trạng thái đến chỗ nào chỗ đó lung túng. Đúc kiếm thành kiếm thánh, cũng là nguyệt thần truyền thừa a? Triệu Bân hỏi. Thuộc đệ bát nguyệt thần một mạch, cũng có thể là đời thứ bảy. Ma Vương trả lời. Khó trách hắn đêm đó ánh mắt nhìn ta không đúng. Triệu công tử một tiếng nói thầm. Nói thầm sau đó, hắn lại đi Ma Vương bên kia đụng đụng, còn có ai là nguyệt thần truyền thừa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bá đao cũng coi như. Ma Vương lời nói ung dung. Rất tốt, Triệu Bân sờ cầm một cái, thầm nghĩ, lần sau gặp họ cuồng cái kia hàng, có phải hay không muốn trước luận luận bối phận, không cầu tên kia hô lão tổ, hô cái tam thúc liền tốt. Trừ bá đao còn có nhà ai? Triệu Bân thu suy nghĩ, lần nữa hỏi thăm. Phần lớn đã bị diệt, không biết phải chăng là còn có còn sót lại. Ma Vương thở dài nói. Tú Nhi đây là chọc bao nhiêu cừu ra a? Triệu Bân không khỏi hít sâu một hơi. Nàng là quá ngu, Ma Vương ực một hớp rượu. Quá, ngốc, Triệu Bân nghe là một mặt không hiểu. Có biết vạn cổ tiền thiên ma ách ma, vì cái gì trong vòng một đêm tiêu thất? Không biết. Là nàng táng bản thân, mang ma vào luân hồi. Ma Vương cuối cùng là thổ lộ bí mật. Cái này, Triệu Bân trong lúc nhất thời không có thế nào phản ứng lại, đầu ông ông. Mưa Bụi đã từng cùng hắn nói qua một đoạn giã sử, thiên đạo táng bản thân, đại thương sinh ứng kiếp, hắn vẫn cho là đó là thêu dệt vô cớ. Bây giờ Ma Vương chính miệng nói tới, sẽ không có giả, duy nhất để cho hắn không kịp chuẩn bị, là Tú Nhi thân phận, từng vì thiên đạo. Ma Vương trầm mặc, Triệu Bân cũng trầm mặc. Nguyệt thần ngốc hay không ngốc hắn không biết, nhưng thế đạo này, thật sự tàn khốc. Quả nhiên là Nguyệt thần đại thương sinh ứng kiếp, vậy nàng liền coi như chúa cứu thế, nhưng chiến công của nàng, chính sử nhưng lại không có nửa điểm ghi chép, thậm chí vạn cổ tiền chân tướng, truyền đến hậu thế, đã biến thành từng đoạn cung cấp người giải trí giã sử. Nào có cái gì tuế nguyệt qua tốt? Chỉ có điều có người thay người phụ trọng tiến lên. Triệu Bân tự lẩm bẩm, có một loại trước nay chưa có phẫn nộ, Nguyệt thần làm cái gì, lại lưu lại cái gì, từng cái truyền thừa bị diệt. Đời đời kiếp kiếp, nàng tên, đều bị khắc lên cấm kỵ lạc ấn. Một ngày này, Ma Vương lại đem chính mình chôn sống, đẹp hắn nói tự phong ngủ say. Triệu Bân thì suy nghĩ ngàn vạn, từ ra vĩnh hằng giới, liền không chỉ một lần ngửa mặt nhìn Thương Miểu. Thần giới nhanh giải phong, có lẽ là một hồi ách nạn, nhưng hắn hẳn là có thể nhìn thấy Nguyệt thần. Hắn đầu nhi này, làm quá không xứng chức, thậm chí sư tôn nghe đồn, chỉ có thể nghe ngoại nhân nói. Thiên đạo. Như hai chữ này, hắn lẩm bẩm một đường. Hắn không biết mùi vị thiên đạo có phải hay không thượng thương, lại càng không biết là bực nào cấp bậc thần, chỉ biết vạn cổ phía trước tháng kia thần, từng đứng ở thế gian tối đỉnh, chịu tải chúng sinh tín ngưỡng, nàng là không quên sơ tâm, nhưng cái này vẫn đục thế đạo, lại có mấy người nhớ kỹ nàng. Tiến giai tiên vương. Triệu Bân thu suy nghĩ lúc, ánh mắt là trước nay chưa có kiên định. Hắn có lẽ không thể giúp Nguyệt thần, nhưng tuyệt không thể cho nàng cản trở. Cũng là một ngày này, hắn giống như pho tượng tĩnh tọa, tĩnh tâm lĩnh hội vĩnh sinh đạo. Hắn thọ nguyên không nhiều, nhất thiết phải ở trên con đường này có chỗ đột phá. Khó tránh khỏi một cái nho nhỏ đốn ngộ, liền có thể trợ hắn giết vào đạo hư cảnh. Con đường này không tệ, vẽ phù áo tím lão đạo, tổng hội trong lúc lơ đãng, liếc mắt một cái Triệu Bân, tiểu bối này tuy còn trẻ tuổi, nhưng mộ tính nghịch thiên, vĩnh sinh đạo cỡ nào huyền diệu, hắn lại đều có thể đi tới, cái này có thể so sánh ăn đan dược. Thực dụng nhiều, lão bối thích nhất. Giống. Trong cơ thể của Triệu Bân tiếng long ngâm, nhiều ngày chưa từng đoạn tuyệt. Đó là bản mệnh đạo âm, là lấy tiếng long ngâm làm lộ ra. Trừ này, chính là cổ lão dị tượng, từ hắn ngồi xếp bằng liền bắt đầu diễn hóa, nhiều núi xuyên cỏ cây, đều rất có linh tính, bịt kín một tầng vĩnh hằng quang huy, nhìn tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt. Không biết thứ mấy ngày, Triệu Bân mới mở con mắt. Mới tinh vực đến, lại huyết sắc lồng mộ. Chiến loạn, áo tím lão đạo một hồi nhíu mày. Triệu Bân mở thần minh mắt, một mắt quan sát càn khôn. Hắn không tìm được thân hữu, lại trông thấy từng mảnh núi thây biển máu. Mà núi thây biển máu bên trong, còn có một đạo hắn quen thuộc bóng lưng. Hắn nhìn lên, người kia còn tại sát lục, thật sự như một cái lục thân bất nhận đại ma đầu, thấy người cũng giết, bao quát người tu đạo cũng bao quát phàm nhân, thậm chí chỗ đến sinh linh táng tận. Làm cái gì? Triệu Bân lông mi hơi nhíu, lại lui về vực môn, thẳng đến phương kia truyền tống. Áo tím lão đạo buông xuống phủ bút, xuyên thấu qua thông đạo xem xong kết, đó là càng xem lại càng tâm lạnh,
mảnh tinh vực này hắn đã từng tới, là thai nghén sinh linh tinh không, có rất nhiều truyền thừa, có thể nói một mảnh phồn vinh, nhưng hôm nay gặp lại, lọt vào trong tầm mắt chính là từng mảnh huyết sắc. À, sâu trong tinh không, nhiều kêu rên cùng kêu thảm. Đó là một mảnh tiên thổ, đẫm máu tiên thổ, một cái tay cầm sát kiếm đại ma đầu, đang tùy ý sát lục, đem từng mảnh truyền thừa đã lâu tiên cảnh, sinh sinh giết trở thành nhân gian địa ngục. Thần thái của hắn là băng lãnh, sát khí là ngập trời. Gặp hắn giết qua chi địa, vô luận tu sĩ, phàm nhân, không ai sống sót. Oanh! Chiếu đến tinh huy, Triệu Bân từ trên trời giáng xuống, một bước đạp tiên thổ lắc lư. Đến nước này, mà đầu sát lục mới tạm thời ngừng, chỉ lệ quỷ kêu rên vang vọng. Ngươi, đạo quân, áo tím lão đạo sững sờ, Triệu Bân tử phủ chúng tiên vương cũng sững sờ. Tuyệt sẽ không nhìn lầm, đó là đạo quân, đạo tiên sư huynh, cũng là đạo gia người cầm lái. Bọn hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, trong trí nhớ tiên phong đạo cốt đạo quân, càng là đại ma đầu. Tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, Triệu Bân mở miệng. Thật tốt bao năm không thấy ngươi, đạo quân cười cười. Hắn nụ cười này, để cho Triệu Bân cùng đông đảo tiên vương đều nhăn xuống lông mày, bọn hắn ngoài ý muốn, đạo quân không thanh minh thần trí, hoặc tu đạo tẩu hỏa nhập ma, mới sát lục như vậy, nhưng hôm nay xem ra, đó chính là một người bình thường cái nào. Cũng không tẩu hỏa nhập ma, thần trí cũng rất thanh tỉnh. Nếu như thế, vì cái gì lớn như vậy tạo huyết kiếp? Vẫn là nói, mảnh này tiên thổ truyền thừa chọc hắn. Tất nhiên như thế, Triệu Bân diệt Minh Vương Tông lúc, cũng là dị thường tàn nhẫn. Có thể dùng vãn bối hỗ trợ, Triệu Bân chỉ yên tĩnh vọng khán đạo quân. Không cần, đạo quân nở nụ cười, lại tay cầm sát kiếm chạy về phía phương xa. Phía sau, chính là cuồn cuộn xương máu mãnh liệt, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương. Triệu Bân không có theo tới, tiện tay đem ma vương đào lên, hắn nhìn ra được, đạo quân thể nội, dòng chơi chính là ma vương sức mạnh, hắn không biết hai người cỡ nào giao dịch, nhưng bây giờ đạo quân, quả thực cùng hắn trong trí nhớ một trời một vực, hắn thậm chí hoài nghi, đạo quân cùng mảnh này tiên thổ truyền thừa, cũng không ân oán, mà là không có chút nào lý do sát lục. Lại cái này bắt gặp, ma vương chậm chậm nói. Không đem sức mạnh thu hồi lại, Triệu Bân hỏi một câu. Có ước định trước đây, ma vương lại rút về tiểu ngôi mộ. Hắn là vô cùng tự giác, lúc này lại tại vãng thân thượng chôn bùn đất. Triệu Bân lại nhíu mày, cuối cùng cảm giác ma vương cùng đạo quân, có bí mật không muốn người biết. Hay là nói, ma vương biết đạo quân một ít bí mật, chỉ có điều không muốn nói. Thất thần làm gì, tìm người cái nào, ma vương tự phong phía trước, truyền một lời. Triệu Bân liếc mắt nhìn phương kia, lại tế vực môn, hắn là đến tìm người, thời gian không nhiều lắm. Đến nỗi đạo quân, ma vương muốn nói lúc, tự sẽ cùng hắn nói, hơn phân nửa dây dưa không nhỏ. Vẫn là vực môn thông đạo, Triệu Bân lại khoanh chân mà ngồi. Trước khi đi, hắn còn liếc mắt nhìn giết hại đạo quân. Người kia sợ là thật giết mắt đỏ, giống như là một điên rồ. Chọc ai không tốt, càng muốn gây đạo ra, áo tím lão đạo một tiếng nói thầm. Hai người bọn họ nhà không có thù a, tử phủ chúng tiên vương cũng tại nói thầm, đạo gia cừu gia. Cũng không mạch này truyền thừa, vẫn là nói, bọn hắn bị Triệu Bân phong quá lâu, ngoại giới cục diện, đã không phải năm đó, thậm chí là đạo gia người cầm lái đều tự mình xuống tràng. Mảnh tinh vực này không lớn, bất quá nửa tháng liền xuyên qua mà qua. Mới tinh không, cũng không huyết sắc, ít nhất Triệu Bân thấy là cảnh sắc an lành. Hắn vận khí không tệ, nhìn thấy một cái thân hữu, họ Gia Cát tên huyền đạo, không thể nào đứng đắn. Hắn vận khí tốt, Gia Cát huyền đạo vận khí, thiếu chút nữa. May tới sớm, Triệu Bân liếc mắt nhìn, trực tiếp mở truyền tống. Hắn đến lúc đó, Gia Cát huyền đạo cũng chỉ còn lại nửa cái nhục thân, lại nguyên thần còn gặp trọng thương. Nhìn kẻ đuổi giết, cũng là hắn kẻ thù cũ, chính là Hắc Huyên Thánh Địa người, tiên vương Tu Vi. Người tạo hóa không cạn a, trong lòng Triệu Bân một lời, nói là Gia Cát huyền đạo. Lão đầu nhi này, nên được nghịch thiên cơ duyên, lại sửa lại huyết mạch, lại huyết thống không tầm thường. Còn có Tu Vi. Càng là động hư đỉnh phong, ngắn ngủi 18 năm tuế nguyệt, tiến giai phi tốc a. Oanh! Hắc Huyên Tiên Vương một trưởng lăng không, bao trùm một phiến thiên địa. Gia Cát huyền đạo thì thông suốt định thân, tế một tôn tiểu bảo tháp. Bán thần binh, áo tím lão đạo nhíu mày, cái này tiểu lão đầu trang bị tinh lương, chỉ tiếc, tu vi quá yếu, chỉ động hư cảnh tu vi, căn bản thúc dục bất động bán thần cấp pháp khí. Nghỉ ngơi, ta tới, Triệu Bân thuấn thân giết tới, mở thần long bãi vĩ. Lăng Thiên trưởng ấn bị tại chỗ chấn vỡ, kèm thêm Hắc Huyên Tiên Vương,
cũng bị ầm vang chấn lật. Không đợi hắn định thân, thì thấy một vòng đao quang, kim quang rực rỡ, ngay cả người mang nguyên thần cùng nhau sinh bổ. Triệu Bân, Gia Cát Huyền Đạo sững sờ. Nghĩ tới ta không có, Triệu Bân nói, lộ ra một khỏa đan dược. Tùy theo, chính là vĩnh hằng bản nguyên, giúp Gia Cát Huyền Đạo chữa thương. Hàng này huyết thống, đích xác rất bá đạo, đối với hắn bản nguyên rất bài xích. Cũng không sao, lấy hắn tu vi, có thể cưỡng ép vì đó, sao cũng được. Đa tạ, Gia Cát Huyền Đạo một lời chân thành tha thiết, trắng bệch sắc mặt hồng nhuận không thiếu. Bao năm không thấy, sao còn khách sáo lên, Triệu Bân nở nụ cười, tùy theo thu tay lại. Phảng phất giống như cách một thế hệ a, lão Huyền Đạo cảm khái vạn phần, tâm thần nhiều hơn mấy phần hoảng hốt, còn nhớ kỹ, năm đó ở quên cổ thành sơ gặp nhau, tiểu tử này vẫn chỉ là cái ngưng nguyên cảnh tiểu bối, được một kiện áo bào đen, cho hắn một trận loạn lừa gạt, từ cái này năm lên, hắn liền cùng hàng này, kết quan hệ chặt chẽ, trước sau hơn 100 năm thời gian, nghiễm nhiên đã biến thời đại, gặp lại ngày xưa tiểu võ tu, hắn sợ là liền ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Trước tiên nghỉ mấy ngày. Triệu Bân phất tay áo, đem hắn đưa vào vĩnh hằng giới. Lão Huyền Đường vào tới mới biết, cái này nhiều thế gian bạn cũ. Cũng là phàm giới phi thăng lên tới, khác biệt vì cái gì lớn như vậy. Thương khung cất tay, vòng quanh lão Huyền Đạo vòng tới vòng lui, một bên thổn thức một bên chặt lưỡi, thuận tiện lại hoài nghi cái nhân sinh, như hắn, ma quân ma hậu bọn hắn cũng đều lộ lúng túng thần thái. Tại thế gian, bọn họ đều là đỉnh phong tồn tại, tới tiên giới vận khí không cần quá kém. Thậm chí năm đó một trưởng liền có thể trấn áp người, bây giờ khí chàng để cho bọn hắn dị thường kiềm chế. Nhân phẩm là cái thứ tốt. Gia Cát Huyền Đạo một mặt ý vị thâm trường, bước cách cũng dần vào giai cảnh. Lời này nghe đám người tay ngứa ngáy, hàm xúc như ma hậu, đều đột nhiên sinh ra một loại, cho hàng này phóng điểm huyết xúc động, tâm tình khó chịu như quỷ mặt diêm la, còn nghĩ đem hắn thiến đâu. Dù sao cũng phải tới nói, bầu không khí vẫn là rất hòa hợp. Đồng hương gặp gỡ đồng hương đi. Không thiếu được là nhớ lại. So sánh ở đây, vực môn trong thông đạo một màn, cũng rất buồn tẻ, như chúng tiên vương, nhân thủ một cái bàn, nhân thủ một chi phù bút, buồn bực ngán ngẩm vẽ phù, thời khắc đều đang nghĩ, kiểu gì mới có thể trộm cái lười, cũng như áo tím lão đạo, dù chưa vẽ phù, lại đặt cái kia luyện binh, ân, cũng chính là lão Huyền Đạo cái kia tiểu bảo tháp, là bán thần binh không giả, lại không luyện hóa. Bình thường pháp khí như vậy, chỉ có thể lấy ra hù dọa người. Muốn chân chính lấy ra đối địch, còn phải đem luyện hóa mới được. Binh khí tốt cũng phải nhìn là ai dùng, tu vi quá thấp cũng không tốt. Cũng như ngày xưa, đám người làm việc lúc không quên nhìn Triệu Bân. Tiểu tử này vĩnh sinh chi đạo, đã là càng ngộ càng sâu. Bọn hắn khoảng cách tương đối gần, cảm giác rõ ràng, không nói đến khí huyết, liền nói hắn tuổi thọ, tốc độ khôi phục, cơ hồ mỗi ngày đều có chỗ tăng tốc, mấy ngày trước đây còn thấy hắn đầy đầu tóc trắng, bây giờ lại nhìn, đã nhiều mấy sợi tóc đen. Nếu hàng này ổn định không lãng, có thể chờ chết thần, đáng tiếc người này quá nhiều lo lắng, tựa như Thái Thượng Thần Tử nói tới, không bỏ xuống được phàm trần việc vặt, chú định bị kéo mệt mỏi, lần lượt vận dụng thần minh chi nhãn tìm thân hữu, chính là tốt nhất chứng minh. Ba ngày sau, Triệu Bân chậm rãi mở con mắt, một ngụm vẩn đục chọc khí ói niềm vui tràn trề. Hắn con mắt nhiều thanh tính, cũng nhiều hiểu ra, vĩnh sinh chi đạo lộ, hắn là càng chạy càng xa, cho dù là thọ nguyên không nhiều. Cũng không trở ngại tinh thần tỏa sáng, toàn thân trên dưới ấm áp. Tiểu hữu, có thể hay không truyền chút vĩnh sinh áo nghĩa? Áo tím lão đạo cười ha ha, lời nói cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cũng là xoắn suýt rất nhiều ngày, mới lấy dũng khí hỏi. Dù sao, yêu cầu như thế tại tiên giới thuộc tối kỵ. Tối kỵ liền đại kỵ, ra hỏi một câu cũng không nhiều. Thật sự là tuổi tác quá lớn của hắn, quá thiếu tuổi thọ. Không có kéo dài tính mạng đan dược. Cũng không phải thay hắn lộ đi. Nhìn tiền bối biểu hiện. Triệu Bân ực một hớp rượu, cũng chỉ nói nửa câu đầu. Đến nỗi nửa câu sau đi, não bổ là được, biểu hiện tốt, đợi hắn năm trả lại ngươi tự do thân lúc, sẽ cân nhắc truyền cho ngươi một chút chân lý, nếu như biểu hiện không tốt, cũng đừng vọng tưởng chuyện tốt. Hảo! Áo tím lão đạo trong nháy mắt cười không ngậm mồm vào được, vô điều kiện tin tưởng Triệu công tử lời nói. Hàng này mặc dù không ra thế nào cần thể diện, nhưng bản tính không kém, đã nới lỏng miệng, còn có thể đổi ý hay sao? Có tiền lệ này, chúng tiên vương cũng dục dịch. Cũng là làm lao động, bọn ta có phải hay không có phần? Suy nghĩ một chút, đám người cuối cùng là không hỏi, cũng là khổ lực không giả, nhưng bọn hắn những thứ này, cùng cái này áo tím lão đạo, có sự khác biệt về mặt bản chất, người là cận vệ, là lập qua công lớn.
phá. Phía sau mấy ngày, Triệu Bân đều đang tìm kiếm đột phá. Hắn có thể rõ ràng trông thấy tiên vương chi môn, mà theo vĩnh sinh chi đạo lộ càng chạy càng xa, cách kia đạo môn, cũng là càng ngày càng gần, nhưng hắn thử nhiều lần, chính là không bước qua được. Vì thế, hắn còn không chỉ một lần bị phản phệ. Càng thuộc hôm nay, phản phệ tới hung mãnh nhất. Ngươi niên kỷ còn thấp, còn cần nhiều lắng đọng mới được. Áo tím lão đạo lời nói ung dung, nói cũng đúng chững chạc đàng hoàng. Hắn là người từng trải, có tư cách nói lời này, thái hư chí đạo hư cảnh là cái đại bình cảnh, nào dễ dàng như vậy đột phá, như hắn, năm đó đủ dùng 800 năm, mới bước vào tiên vương lĩnh vực, hắn cái này còn khá tốt, tiên giới có quá nhiều người, chỉ dùng 10 năm liền giết đến chuẩn tiên vương, nhưng đến chết. Đều không vượt qua tiên vương môn, bực này ví dụ, nhiều không kể xiết. Cho nên nói, tu đạo dựa vào ngộ tính, đột phá cần nội tình. Đương nhiên, cũng cần cơ duyên và tạo hóa những thứ này. Tiến dài quá nhanh, chưa chắc là chuyện tốt, thời cơ không đến, dù cho liều lên tài sản tính mệnh, người cũng giết không vào trong, nhìn chung tiên giới lịch sử, ví dụ như vậy, cũng là vừa nắm một bó to. Triệu Bân không nói chuyện, tự hiểu lão đạo lời nói bên trong ngụ ý. Là hắn nóng lòng cầu thành, ngược lại nhiều đi đường quanh co. Hắn lần lượt xung kích cảnh giới, lần lượt thất bại, lớn vô cùng tăng lên cấp độ khó, lại tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ thành lên án, sợ là cả đời đều muốn bị kẹt tại chuẩn tiên vương. Hắn lại khoanh chân nhắm mắt, âm thầm mặc niệm tĩnh tâm chi pháp. Hắn là nên lắng đọng một chút tâm cảnh, có một số việc gấp không được. Ân, trẻ con là dễ dạy, áo tím lão đạo vuốt râu một cái. Chúng tiên vương nghe xong, đều quăng tới liếc xéo ánh mắt, một ít người a. Sợ là quên đi thời khắc này tình cảnh, người mẹ nó chính là một cái bảo tiêu cộng thêm khổ công, còn có tâm tình trang bức. Ta vui lòng. Ngươi trông coi sao? Lão đạo liếc qua, trên mặt viết đầy câu nói này, bảo tiêu thế nào, làm lao công thế nào, chờ ngày nào ta liền hết hạn tù thả ra, còn có thể được chút vĩnh sinh áo nghĩa, các ngươi có không? Không có. Chúng tiên vương bị một ánh mắt mắng không ngóc đầu lên được, thành thành thật thật vẽ phù. Lão đạo liền thanh nhàn, như cái quan giám khảo, đọc ngược lấy tay, tại từng chương trước bàn tản bộ, nhìn ai mò cá trốn lười nhi, nhìn ai vẽ phù không tiến bộ, tổng không thể thiếu một phen thuyết giáo. Người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Vĩnh hằng giới hình ảnh vẫn như cũ hài hòa. Như Thương Khung, Vương Tạc, Mặt Quỷ Diêm La, Trần Huyền Lão cùng Lão Huyền Đạo, tổng góp một khối, lại nhảy không xong, như Bất Diệt Ma Quân cùng Đại Hạ Hồng Uyên, thì bàn tại đỉnh núi Đàm Kinh Luận Đạo, như Ma Hậu cùng Bích Tiêu hai mỹ nữ, khi thì trò chuyện chút nam nhân cảm thấy hứng thú đề. Có ý tứ nhất là Tiểu Kỳ Lân, từ sau khi tỉnh lại, liền cả ngày tại Ma Vương trước mộ phần du lịch, lại sau lưng còn có hai tiểu tùy tùng, Ân, cũng chính là Thanh Loan cùng Thái Thượng Hổ Dữ. Thanh Loan còn tốt, ngược lại là Tiểu Kỳ Lân cùng Hổ Dữ, thường thường, liền chạy tới cho người ta dội tưới nước. Thời gian trôi qua, hơn nửa tháng lặng yên mà qua. Triệu Bân như lúc thức tỉnh, một bước đi ra vực môn. Mắt to một nhìn, không gặp thân hữu, ngược lại là trông thấy bản nguyên vũ trụ, cũng như lúc trước đoán, cổ xưa xa xôi, rộng rãi mà bàng bạc, đứng ở trước mặt, hắn như cực kỳ nhỏ bé. Bản nguyên vũ trụ là đồ tốt, hắn cuối cùng suy nghĩ làm điểm tới. Làm gì a? Hắn không có thực lực kia, cũng sợ giật mình tỉnh giấc chế tài giả. Nhìn qua bản nguyên, hắn lại liếc về phía một phương khác, có thể gặp một mảnh đen thui bóng người, tại sâu trong tinh không tụ tập, thành nhất sắc ách ma, trong đó, còn có như vậy một tôn bán thần. Nhiều như vậy ách ma, là vạn cổ lúc trước một nhóm sao. Triệu Bân thầm nghĩ, cuối cùng cảm giác ách ma liên miên xuất hiện không ra thế nào bình thường. Coi là thật như hắn vì thế. Hơn phân nửa chính là Nguyệt Thần Luân Hồi xảy ra vấn đề, thậm chí là, bị nàng kéo vào Luân Hồi Ma, lại tái hiện thế gian, đương nhiên, đây chỉ là hắn một cái ngờ tới. Nho nhỏ chuẩn tiên vương, cũng dám nhìn lén bản vương. Bán thần ách ma hừ lạnh một tiếng, quanh thân ma quang chợt hiện. Triệu công tử vội vàng không kịp chuẩn bị hoảng hai mắt đen thui. Một cái chớp mắt như vậy, hắn ước chừng ném đi 10 năm tuổi thọ, đây là thần minh chi nhãn tai hại. Nhìn một ít hoa hoa thảo thảo không có gì, nếu nhìn không nên nhìn, cũng hoặc bị người dùng bí pháp ngăn cách, chắc chắn sẽ có xả đạm sự tình phát sinh, thí dụ như bị phản phệ, thí dụ như ném tuổi thọ. Góp một khối họp sao? Triệu Bân nói, lại lui về vực môn, thẳng đến phương kia truyền tống. Không để nhìn lén, vậy liền tới xem thôi, làm như vậy thần bí. Sâu trong tinh không, có một mảnh mênh mông vô ngần tinh hải. Mà một đám ách ma ngay tại trong đó. Vây quanh một hòn đảo. Đảo này rất bất phàm, có thần minh quang huy bao phủ,
trừ ngoài ra, chính là thần minh cấp pháp trận, ở trong tối tự chảy chuyển, nguyên nhân chính là thần minh pháp trận, ác ma mới bị ngăn ở ngoài đảo vào không được. Bản vương ngược lại muốn xem, người có thể chống bao lâu. Bán thần ác ma nhe răng cười, ma sát như vạn trượng sóng lớn mãnh liệt. Bởi vì hắn ma sát, hòn đảo thủ hộ pháp trận, ong ong lắc lư. Thêm nữa ác ma công phạt, toàn bộ hòn đảo đều có giải thể điềm báo. Muốn chiến cái kia liền tới. Trong cái đảo, có một nữ tử nhanh chóng mà đứng. Cẩn thận một nhìn, cũng không chính là phượng múa sao. Nàng trạng thái không thế nào tốt, khóe miệng chảy máu không ngừng. Nàng nên mở một loại nào đó cấm pháp, càng đem tự thân cùng hòn đảo càn khôn hòa thành một thể, thậm chí là ách ma mỗi một lần công phạt, nàng cũng tổn thương, đến nước này khắc, khí huyết cực điểm bị bại. Cho ta đánh, ách ma đầy mắt bạo ngược, lại một lần bao phủ ma sát. Không cần hắn hạ lệnh, chúng tiên vương cấp ách ma công phạt, cũng càng mãnh liệt. Thần minh pháp trận lại như thế nào, trưởng trận người tu vi quá yếu, công phá cũng không khó. Siêu! Tinh hải một phương, Triệu Bân đột nhiên hiện thân. Hắn giấu bí mật, cũng không người phát giác hắn. Chờ nhìn hòn đảo, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Tuyệt đối là phượng múa, ma gia đích thánh nữ, hắn bản tôn, chính là mong hương chân nhân đổ nhi, bởi vì bản tôn trước khi chết hiến tế, mới tự do thân, không nghĩ, phi thăng tới mảnh này tinh hải. Nhìn qua phượng múa, hắn lại nhìn hòn đảo càn khôn, lại có thần minh cấp pháp trận. Khó trách lúc trước không thấy rõ, có thần bí pháp trận làm che lấp, hắn có thể thấy rõ mới là lạ lạc. May hắn tới, bằng không thì, phượng múa hôm nay nhất định táng thân nơi đây, ách ma rất nhiều. Ai? Bán thần ách ma đột nhiên quát to một tiếng, phật tay một đạo kiếm quang cách không bổ tới. Triệu Bân bị một kiếm bước ra, trong lòng rất nhiều kinh ngạc, hàng này cảm giác không tầm thường a. Bắt sống. Bán thần ách ma lườm Triệu Bân một mắt, liền không tiếp tục để ý. Nho nhỏ chuẩn tiên vương, hắn cũng lười khó khăn, tùy tiện một cái tiên vương liền có thể trấn áp. Dễ nói, một tôn ách ma tiên vương yếu ớt nở nụ cười, rút kiếm giết tới đây. Ngươi không được, để cho hắn tới. Triệu Bân nhạt đạo, một đạo kiếm khí hoành quán tinh hải. Ách ma tiên vương gặp chi chợt biến sắc, một cái chuẩn tiên vương có thể sử dụng bực này kiếm uy. Chưa kịp suy nghĩ nhiều. Hắn một bước phi thân sau đột, lại còn tế bản mệnh khí, chắn trước người. Bao! Răng rắc! Tiếng leng keng rất thanh thúy, tiếng tạch tạch cũng êm tai. Ách ma tiên vương bản mệnh khí, tại chỗ bị đánh nát. Đi đường bình an, Triệu Bân tế vĩnh sinh vương tỏa. Tùy theo chính là một đóa hoa máu, ách ma bị ép thành thịt nát. Đến chết, hắn đều một mặt mộng bức, đây là bị tuyệt sát a. Mạnh như vậy, một đám ách ma tâm kinh, tất cả khó có thể tin. Cái kia mẹ nó là một tôn tiên vương, lại bị một cái chuẩn tiên vương miểu sát. Thú vị, bán thần ách ma u cười, lại một lần tập trung vào Triệu Bân. Đồng dạng trách mắt xem ra, còn có trong đảo phượng múa, cái kia thần sắc ngơ ngẩn. Hôm nay, nàng đã có chết giác ngộ, thế nhưng đạo thân ảnh, lại dấy lên nàng sống hy vọng. Tiếp tục công phạt, bán thần ách ma lưu lại một ngữ, vượt thiên mà đến, muốn đích thân bắt Triệu Bân. Triệu Bân từ không sợ. Bồng bềnh tóc trắng, trong nháy mắt đổi ba cái màu sắc. Càng là vĩnh hằng thể, bán thần ách ma mâu quang cực nóng, như gặp chân bảo hiếm thế. Phách thiên trảm, Triệu công tử không nói nhảm, một bước đạp lên trời, vùng đao chém liền. Không hổ vĩnh hằng truyền thừa, bán thần ách ma lại u cười, một tia chớp phách trảm đao mang. Thấy hắn vùng cánh tay lên một cái, toàn bộ thiên khung đều bịt kín một tầng ma vụ. Rực rỡ tinh hải tức thì hắc ám, vô số đen như mực ma sát. Vào trong lăn lộn. Lôi đình vạn quân. Triệu Bân vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, ức vạn sấm sét xé tan bóng đêm. Bán thần ách ma đầy mắt khinh miệt, tựa như u linh giết tới Triệu Bân trước người. Nhưng, không đợi hắn một ngón tay đâm tới, thì thấy Triệu Bân thể phách nở rộ tia sáng. Không tệ, là quang minh thân, tan có quang minh thần uẩn, hắn đã dùng thuận tay. Ngô. Bán thần ách ma trở tay không kịp, bị hoảng hai mắt đen thui. Triệu Bân đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội thật tốt, vùng đao quét ngang hư không. Phốc, tùy theo mà đến đen nhánh huyết quang, nghênh không nở rộ. Tất nhiên là bán thần ách ma đẫm máu, bị đánh hoành lật tinh hải 800 trượng, trước bộ ngực vết đao, bây giờ còn lóe vĩnh hằng quang huy, cực điểm hóa diệt ma sát, cảm giác dị thường khó chịu. Người cùng hắn kém xa. Triệu Bân lại giết tới, đại la thiên tay rộng rãi bằng bạc, bao trùm thiên vũ. Đến nỗi trong miệng hắn. Chỉ tất nhiên là tại trong cổ mộ bên trong gặp được thiên ma. Cùng là bán thần,
vị này cùng vị kia nội tình rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Phanh! Năm ngón tay đại thủ rơi xuống, bán thần ách ma ầm vang quỳ xuống đất. Gặp chi, còn tại vây công hòn đảo một đám ách ma, đều đầy mắt kinh hãi, cái này chuẩn tiên vương, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, tu vi bị tuyệt đối áp chế, lại một chưởng đánh ngã bán thần. Này! Áo tím lão đạo rút kiếm giết tới, một kiếm sinh bổ một tôn ách ma. Phía sau hắn, còn có tử phủ chúng tiên vương, cũng đều kéo ra ngoài đánh nhau. Không đánh có thể thực hiện được, có sinh tử ấn khống lấy bọn hắn, không ai dám có tiểu tâm tư. Ngươi chọc giận tới ta, bán thần ách ma phẫn nộ gào thét, cuồn cuộn ma lực cuồng bạo không chịu nổi. Hắn mặc dù không giống như tôn kia thiên ma, nhưng nội tình đủ mạnh, quả thực là nhô lên đại la thiên tay. Hắn cho là, hắn đứng lên, nhưng sự thật rất tàn khốc. Triệu Bân không cùng dây dưa, lại mời ra thủy tổ hư ảnh. Sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Oanh! Ách ma chân trước vừa hô lên lời nói hùng hồn, một giây sau lại nằm sấp đó. Lần này, hắn nằm sấp càng triệt để hơn, truyền thuyết chữ lớn rất thích hợp hắn. Bị vỡ nát gãy xương, rất tiêu chuẩn bị vỡ nát gãy xương, nhục thân nghiễm nhiên đã thành một đống bùn máu, liền hắn chính mình cũng không biết, một trưởng này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, mạnh đến bất lực chống lại. Những năm này, người đã trải qua cái gì? Thân ở hòn đảo Phượng Múa, đã là dung mạo biến sắc. Đây vẫn là năm đó Triệu Bân, một tay trấn áp bán thần. Cho ta, mở. Bán thần ách ma tự bạo bản mệnh khí, cưỡng ép trấn khai đại thủ. Hắn thân thể tàn phế đã bạo diệt, chỉ còn dư nguyên thần thể một bước trốn vào hư vô. Không tệ, hắn tại liều mạng chạy trốn, cái này chuẩn tiên vương quá tà dị. Còn nghĩ chạy, Triệu Bân một tay hướng thiên tìm kiếm. Đầy trời chứ cổ diễn hóa. Tốc độ của hắn vẫn là chậm, cái kia siêu quần xuất chúng ma, lại vào hắc động. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn lúc này lấy thần minh pháp tắc mở đường, đi theo sát nhập vào hắc động. Hắn mặc dù đi, nhưng tinh hải đại chiến cũng không kết thúc, áo tím lão đạo cùng tử phủ tiên vương, còn tại cùng ách ma ác chiến, đánh tinh hải sóng lớn vạn trượng, huyết quang một mảnh tiếp một mảnh. Chiến cuộc đi, từ không khó đoán trước. Không có bán thần chấn tràng. Ách ma là triệt để rơi xuống hạ phong, một tôn tiếp một tôn bị chu diệt, đánh đánh liền quay người mở chạy trốn, ngay cả lão đại đều chui, cái kia còn đánh cọng lông cái nào. Nói đến lão đại, trốn vào hắc động bán thần ách ma, chạy không là bình thường nhanh. Triệu Bân tốc độ cũng không chậm, một đường truy sát một đường đánh, không giết chết cái kia hàng còn chưa xong. Tiểu bối, mọi thứ lưu lại một đường, ách ma nghiến răng nghiến lợi, trốn đầu cũng không mang về. Lưu người tìm ta thanh toán. Triệu Bân lạnh lùng nói, hoặc là không đánh, hoặc là tiến hắn lên đường. Oanh, phanh, u ám cô quạnh không gian hắc động, bởi vì hai bọn họ hỗn loạn không chịu nổi. Bóng tối vô biên, rất nhiều tiếng gầm, chọc tồn tại bí ẩn. Triệu Bân sớm thành thói quen, thực sự đánh không lại, sẽ trước tiên thoát ra. Phía trước, kinh hiện một mảnh hải, một đại dương màu vàng óng, trong bóng đêm biểu lộ ra khá là sáng tỏ, không biết là ai đặt ở nơi này. Quang huy rực rỡ, đem hắc ám chiếu nếu như ban ngày. Lại là cái kia phiến hải, Triệu Bân thì thào một lời. Trong bóng tối hải dương màu vàng óng, hắn đã từng thấy qua. Ngày xưa, bị huyết tộc đại lão truy sát lúc, liền gặp được qua mảnh này hải, nhưng phương vị không đúng. Chẳng lẽ, vùng biển này còn có thể di động, vẫn là nói, trong biển người đang thao túng. Hắn nhìn lên, trong biển hình như có một bóng người xinh đẹp đi ra. Cái kia nên một tôn thần minh. Có cấp chí tôn uy áp. Ách ma thấy, bỗng nhiên dừng ngay, thông suốt định thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì thấy một đạo kiếm quang đâm đầu vào chém tới. Kiếm quang xuất từ kim hải nữ thần minh, không nhìn hắc ám cách trở. Phốc, bán thần ách ma liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có, bị một kiếm bổ diệt. Hắn là vận khí quá kém, vốn có hy vọng trốn qua chuẩn tiên vương truy sát, lại bị thần minh diệt, chết gọi là cái phiền muộn, lão tử không có thủ oán với ngươi a. Đi ra liền cho ta thu thập. Siêu. Triệu Bân cũng đến, cước bộ tùy theo chậm lại, kinh ngạc nhìn qua nữ thần minh. Lần thứ nhất tại hắc động gặp hải dương màu vàng óng lúc, hắn không thấy rõ ràng, nhưng lần này nhìn rõ ràng, cái kia trương dung nhan như một đạo bất diệt lạc ấn, sớm tại ký sự lên liền khắc ở trong linh hồn. Mẫu, mẫu thân, Triệu Bân vô ý thức hô lên âm thanh. Vân Nhi, nữ thần minh mặc dù thất thần, lại là có hồi âm. Là ta. Triệu Bân một tiếng nghẹn ngào không chịu nổi, vội vàng hoảng tiến lên, cho dù đối phương không đáp lại, hắn cũng sẽ không nhận sai, mẫu tử huyết mạch tương liên, bất cứ lúc nào đều không cải biến được. Nữ thần minh không lại nói,
lại quay người trở về hải dương màu vàng óng. Đúng lúc gặp Triệu Bân đuổi tới, lại bị một mảnh sóng lớn chấn lộn ra ngoài. Đợi hắn định thân, nữ thần Minh đã biến mất ở hải dương chỗ sâu, chỉ có một đạo mơ hồ bóng lưng, chiếu đến kim quang tại giống như ngầm hiện, tựa như một cái cổ lão mộng cảnh, xa không thể chạm. Nương! Tịch mịch không gian hắc động, vang dội đầy Triệu Bân khàn cả giọng kêu gọi. Hắn muốn vào kim hải, nhưng trong bóng tối này hải dương, lại bừng tỉnh giống như trở thành hắn cấm khu, mặc hắn tiên lực như thế nào lăn lộn, mặc hắn như thế nào thi triển bí pháp thần thông, đều không thể đặt chân nửa phần, đành phải đứng ở bờ biển, như cái không có mẹ hài tử, một lần lại một lần gào thét. Nữ thần Minh không đáp lại, như một tòa băng điêu, đứng lặng yên, thần sắc vẫn như cũ thất thần, chỉ khi thì đưa tay, chạm đến một chút khóe mắt, đã bị nước mắt dính ướt, đó là phù dung nước mắt, cái hóa thân này một đời, yêu cùng hận, buồn cùng thương, nàng cũng rõ mồn một trước mắt. Để cho ta nhìn một chút hài tử. Phù dung khóc lóc kể lể, là cực điểm hèn mọn khẩn cầu. Nữ thần Minh cuối cùng là có phản ứng, chẳng qua là sắc mặt đau đớn, đặc biệt cái kia hai con ngươi, bản thanh tịnh như nước, lại tại cái này ba lượng trong nháy mắt, chậm rãi lại bịt kín một tầng yêu dị ô quang, còn có mái tóc của nàng, cũng như nhiễm máu tươi, biến giống hoa đỏ tươi. Ngô! Nàng than nhẹ, là phát ra từ linh hồn đau đớn. Cũng là cùng với tiếng này than nhẹ, nàng cái kia yên lặng thần lực, biến cuồng bạo không chịu nổi, thậm chí toàn bộ kim hải, đều nhấc lên vạn trượng sóng lớn, thần minh uy áp, lấy nàng làm trung tâm, vô hạn hoành phô hắc ám, đâm đến bên ngoài Triệu Bân, hơi kém tại chỗ giải thể. Gì tình huống? Bên ngoài áo tím lão đạo cùng tử phủ chúng tiên vương, đều xuống ý thức ngửa ra đầu. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy sấm sét vang dội, toàn bộ bầu trời, cũng như che lên một tầng vân mạc, biến hắc ám tối tăm. Trừ này, chính là một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp, lồng muộn càn khôn, chớ nói chúng tiên vương, ngay cả bán thần cấp lão đạo, bây giờ đều tâm linh sợ run. Liền bọn hắn đều như vậy, càng chớ nói thân ở trong lỗ đen Triệu Bân. Từ bị đụng đổ, hắn không biết bay tứ tung ra ngoài bao xa, đứng cũng không vững. Thắc mắc giống vậy hắn cũng có, là hắn kêu gọi, chọc giận tới nữ thần Minh. Nói đến kim hải nữ thần Minh, là càng đổi càng quỷ quyệt, thật sự như một cái tẩu hỏa nhập ma người. Sắp rơi vào bùng nổ trạng thái, thần minh cấp sát ý, đóng băng toàn bộ hải dương. Bước ngoặt nguy hiểm, nàng mi tâm nhiều một đạo kim sắc thần văn. Chính là đạo này thần văn, cưỡng ép đè ép nàng khát máu cùng bạo ngược. Đến nước này, hỗn loạn hắc động mới quay về như lúc ban đầu, giống như chết yên lặng. Không thấy, ta không thấy hắn. Phù dung lời nói, nhiều một vòng nức nở. Nàng không thể lại kích động bản tôn, dù là nói thêm câu nữa. Bản tôn đều có thể nổi điên bạo tẩu, một tôn thần minh như lục thân bất nhận, cái kia thứ nhất bị diệt, chính là con của nàng. Nữ thần minh không có trả lời, lung la lung lay ngã xuống. Nàng thật sự như một tôn bị lạnh phong băng điêu, chìm vào đáy biển. Mà hải dương màu vàng óng, cũng bởi vì nàng chìm vào, dần dần trở nên hư hóa. Chờ Triệu Bân lảo đảo tìm đến lúc, hải dương màu vàng óng đã biến mất không thấy. Mẫu thân, Triệu Bân lệ rơi đầy mặt, phát điên tìm. Vô biên vô tận hắc ám, quá nhiều hắn kêu gọi. Ai? Thương Khung một tiếng thở dài, Ma Quân bọn người cũng như thế. Tạo hóa trêu ngươi a, Phù Dung càng là thần minh hóa thân. Muốn nói cái kia tôn thần cũng thật là độc ác, tốt xấu là hóa thân thân cốt nhục, đã bao năm không thấy, mở cửa sau khó khăn như thế sao? Vẫn là nói, phong thần nhân, đều lãnh huyết vô tình. Triệu Bân cái này một tìm, chính là hơn nửa tháng. Hắn như cái cô hồn dã quỷ, khắp nơi phiêu bơi. Nhưng, từ đầu đến cuối cũng không gặp lại cái kia phiến hải. Tỉnh, vĩnh hằng giới, đám người đã đem người nào đó đào lên. Ma vương cái kia phiền muộn a, ba ngày hai đầu bị đào mộ phần. Chờ nghe Triệu Bân mẫu thân một chuyện, này hàng lông mày chọn lão cao, thần minh hóa thân, nhiều bức như vậy sao? Nhưng nghĩ lại, cũng không gì hảo kỳ quái, đại lão vui luyện tiểu hào, đụng vào như vậy một hai cái. Hoàn toàn có khả năng, chuyện này hắn thấy cũng nhiều. Khó trách nhìn thấy mặt ngươi quen. Ma vương ngồi ở trước mộ phần, cầm phù dung bức họa nói thầm không ngừng. Hắn cái này ngủ một giấc, có vẻ như khôi phục không thiếu bản tôn ký ức, thậm chí bây giờ lại nhìn, vẽ nữ tử, hắn thật là có chút ấn tượng, là một tôn kinh diễm vô song nữ thần minh. Ngươi hẳn là táng diệt mới đúng. Ma vương sờ lên cằm, tĩnh tâm hồi ức. Tính ra, tôn này nữ thần minh cùng thái tuyệt cổ thần. Là một thời đại, trước kia, đã từng cuốn vào trận kia thần chiến, nếu là hắn bản tôn ký ức không sai, nên chôn ở vô vọng hải, đã nhiều năm như vậy, lại vẫn sống sót, mà còn có hóa thân nhập thế tu hành.
Lão ma, gặp ma vương nói thầm không ngừng, Thương Khung đưa tay chọc chọc. Xéo đi, ma vương mắng một tiếng, mang theo bức tranh ra vĩnh hằng giới. Triệu Bân còn tại tìm, một bên kêu gọi, âm thanh đều kêu khàn khàn. Người nào, ta bản ra chính là hỗn thiên ma thần, cho một cái mặt, hiện thân gặp mặt vừa vặn rất tốt. Ma vương cũng mở gào, giọng so Triệu Bân vang dội hơn, câu câu đều không rời nhà hắn bản tôn, nói thế nào cũng là thần minh, mà còn có qua gặp nhau, có thể không cho cái mặt mũi. Kết cục đi, không thể nào được để ý. Hoặc có lẽ là, sách ma thần không ra thế nào dễ dùng. Hơn phân nửa đã xuất hắc động, cơ chí ma vương, tìm một cái rất tốt lý do, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng không phải không có khả năng này, tôn kia thần minh hiển nhiên là trốn tránh không muốn gặp, có lẽ là có nỗi khổ bất đắc dĩ, cũng hoặc là nhìn tiểu tử này không thể nào thuận mắt, dù sao cũng là một tôn thần, hóa thân bị phàm nhân cái kia, ít nhiều có chút lo lắng mặt không nén giận được. Triệu Bân không nghe hắn nói linh tinh, vẫn như cũ một đường tìm một đường kêu gọi. Hắn cái này tâm không ngoại vật, nhưng làm bên ngoài mấy vị kia cấp bách không được. Vẽ phù, Mạc Đào lại. Hôm nay áo tím lão đạo, rất giống cái tiên sinh dạy học. Mà một đám tử phủ tiên vương đi, thì cũng là học sinh của hắn. Triệu Bân không tại, hắn tôn này bán thần, cũng hỗ trợ áp tràng, ai nếu dám không nghe lời, liền dùng quyển sổ nhỏ nhớ kỹ, chờ Triệu Bân sau khi trở về, lần lượt cái thu thập, thực sự không được, hắn cũng có thể làm thay, tại chỗ có một cái tính một cái, không có một cái có thể gánh vác hắn một trường. Thật cầm lông gà làm lệnh tiễn. Chúng tiên vương một hồi oán thầm, sắc mặt cũng đen như than cốc. Họ chịu không tại, vị này gào to so với ai khác đều vang dội. Phượng múa là tại chỗ, không chỉ một lần nhìn đám người, đó là càng xem biểu lộ càng kỳ quái. Đám này tiền bối có vẻ như đều rất sợ Triệu Bân, cho dù Triệu Bân không tại, từng cái cũng đều rất ngoan ngoãn. Đặc biệt là cái này áo tím lão đầu nhi, tính khí nhất là tên dở hơi, một lời không hợp liền mắng lên. Cũng nên trở về. Áo tím đạo nhân lẩm bẩm nói. Luận chiến lực, tôn kia bán thần ách ma kém xa Triệu Bân. Đã chiến lực cách xa, vì cái gì hơn nửa tháng còn không ra.